Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 15, chương 281, lẫn nhau phá, sẽ không là không đại sư a. Hắn nắm Xu Nhi đi phía trước nhà chính xem xét, quả nhiên là không đại sư, không phải, đại sư thụ cái gì kích động rồi, lại còn tục, là coi trọng thẩm thẩm rồi, muốn hoàng tục truy cầu, nhưng thẩm thẩm đã có tưởng thúc A, lại nói, hắn một cái lão già họm hẹm làm sao liền không chiếu chiếu tấm gương, như thế cảm tưởng, lắc lư thẩm thẩm xuất gia không thành, liền hoàng tục chạy tới, hoắc bắt ngôn ôm lấy Xu Nhi, nắm dục ca, bước nhanh đi nhà chính sau đó ngăn tại Tôn Vân trước mặt, một mặt đề phòng nhìn về phía không, phản phất hắn là cái gì lão sói xám đồng dạng, không hơi có chút cũng không thèm để ý, hắn lúc này trong lòng chính kinh ngạc đâu, trách không được tiểu cô nương trên thân có một chút phượng mệnh ý tứ, vốn nên chết mất tiểu điện hạ trên thân liền có một tia như có như không long khí, cổ này long khí cũng không phải mỗi cái hoàng tử đều có, mà là có cơ hội leo lên đại bảo hoàng tử trên thân mới có, chà chà lão hòa thượng quả thực không biết nói cái gì cho phải ha 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 bắt ngôn cao lớn không ít thân thể cũng so trước kia cường kiện nhiều lão già ngươi sẽ không nuôi người vẫn là tôn phu nhân sẽ nuôi người như thế vượng cái phúc tinh cũng không thể gọi tưởng phu nhân tương phản trượng phu của nàng phải gọi tôn phu nhân tướng công tên gọi tắt tôn tướng công đi đường tưởng thiệu liên tiếp đánh mấy nhảy mũi ai tại nhớ thương hắn sợ không phải vân nương nghĩ đến chính mình mới đi nàng dâu liền nhớ thương, tưởng thiệu liền không nhịn được cười trộn không thôi, hắn lại không biết, lão hòa thượng đem hắn họ đều đổi, kỳ thật đổi tưởng thiệu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cùng nàng dâu thiên trường địa cửu, hắn là có thể ở rễ, ngài gọi ta tôn đại phu là được. Ngài như thế hô, không biết còn tưởng rằng ta gả cái họ tôn, tôn vân nói, người khác hiểu lầm, nàng còn phải hao tâm tổn trí giải thích, liền rất phiền phức. Lão Hòa Thượng biết nghe lời phải, hắn liên tục gật đầu, tôn đại phu, lão nạp. Phi, lão phu hoàng tục, không có chỗ, nghe nói nhà ngươi có tư thục, liền tự tiến cử tới làm cái tiên sinh, đừng nhìn ta là Hòa Thượng, ta cũng là kiểm tra qua tiến sĩ, cùng lão lương đầu là đồng khoa, lương lão tiên sinh, một cái liếc mắt nhi tặng cho ngươi, không biết xấu hổ, đừng cho là ta không biết ngươi là đến cọ phúc khí, nhưng hắn vẫn gật đầu, đúng chúng ta là đồng khoa, tôn vân kinh ngạc, ngài vẫn là tiến sĩ A. Nàng coi là lão tiên sinh nhiều nhất chính là cái cử nhân đâu, không bổ sung, hắn là tiến sĩ, ta là thám hoa. Nói xong còn đắc ý giàu dạt, cưỡng ngực, rất giống chỉ khai bình khổng tước, tôn vân trên dưới dò xét hắn, bảo trì thái độ hoài nghi, không thấy tôn vân không tin, bận biểu chỉ vào lương lão tiên sinh nói, ngươi hỏi hắn, ta lúc còn trẻ có phải là phong lưu phóng khoáng, treo đến vô số nữ tử hâm mộ ăn dấm, hoắc bắt ngôn lạnh lùng nói, treo hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Muốn để thẩm thẩm biết bộ mặt thật của hắn, không thể bị lão lừa trọc cho lừa gạt, lương lão tiên sinh bổ đao, cũng không phải, ngươi cũng đừng quên ngươi là vì sao xuất gia, nơi này có lớn dưa a, à. tôn vân lập tức hứng thú, vì sao, ta là một lòng hướng Phật, vô tâm hoạn lộ. Không vội nói, sau đó không ngừng cùng lương lão tiên sinh nháy mắt. Ánh mắt của hắn đều nháy hút đi, lương lão tiên sinh đều cùng không nhìn thấy giống như. Lão tiên sinh khinh bỉ nói, hắn khả năng nhịn, trêu đến hai vị công chúa, một vị quận chúa, ba vị quan lớn nữ nhi vì hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn sợ, liền chạy đi hoàn cảm giác chùa xuất gia, vận khí tốt bái cái tốt sư phụ, lại để hắn học chút bản lĩnh thật sự, thành cái gọi là cao tăng, không xù lông, ta dáng giúp anh Tuấn không phải lỗi của ta các nàng muốn đánh nhau có quan hệ gì với ta lão phu cũng không thể đem tấm này mặc vạch đi cũng không thể vung đao tự cung a à, lại lão lão phu nếu là không đồng nhất tâm hướng phật sư phụ lão nhân gia ông ta có thể thu lão phu hừ lão lương đầu ngươi chính là đố kỵ lão phu sau so ngươi anh tuấn sau so ngươi thụ đám nữ hài tử hoang nên ngươi là cố ý bôi đen lão phu ngươi cái lão già cả một đời sẽ chỉ luồn cuối kết quả là còn không phải hơi kém cả bàn đều thua đem ngươi năng lực phải nếu là không có lương lão tiên sinh mặt lập tức liền đen nghiêm nghị đánh gãy hắn không biết nói chuyện liền ngậm miệng không hừa nhẹ một tiếng quay đầu không để ý hắn đồ chó nếu không phải để hắn vận khí tốt gặp được cái đến từ dị thế giới phúc tinh hắn đã sớm ở ra rắm hung cái gì hung công vân hành đi liền lưu lại làm cái tiên sinh đi nàng nhìn ra Vị này không đại sư cùng lương lão tiên sinh mặc dù lẫn nhau vạch khuyết điểm, nhưng quan hệ là thật tốt, hắn muốn lưu lại đi đầu sinh rất tốt, thám hoa đâu, đừng để ý tới hắn tướng mạo có phải là có lượng nước, học vấn khẳng định là thực sự, chẳng qua ngươi không thể đem đám con nít này giáo phải đều muốn xuất gia. Tôn Vân căng dặn, không khoát khoát tay, xuất gia cũng không phải nghĩ ra liền ra, lão nạp. Lão phu là sẽ không để cho cùng Phật vô duy người bước vào không môn cái kia nhà ngươi tư thuộc có tiên sinh lão phu liền phải không dạy một chút ngươi cũng đừng cho lão phu mở lương tháng cung cấp lão phu một ngày ba bữa cùng dừng chân chính là công vân nhìn về phía lương lão tiên sinh nguồn hố truyện hô chấm com lương lão tiên sinh nói để hắn ở lão phu viện tử là được lão lừa trọc có là đến tiền con đường không cần ngươi khởi công tiền a di đà phật người hiểu ta lão lương đầu vậy đại sư ngài không phải hoàn tục rồi sao Tôn Vân hỏi, Hoàng Tục làm sao còn đem A Di Đà Phật treo ở bên miệng? Không cười hít mắt nói, người có hay không tại Phật môn không sao, trong lòng có Phật, liền khắp nơi có Phật. Nếu là Phật môn cần, lão phu cũng có thể tùy thời xuất gia. Tôn Vân, không hiểu rõ. Đầu năm nay hòa thượng như thế thoải mái sao? Có thể tại Hoàng Tục cùng xuất gia ở giữa tự do hoán đổi kia. Trong nhà là cho ngài chuẩn bị thức ăn chay a, à? không liên tục khoát tay không cần không cần, khách theo chủ liền. Tôn Vân nhìn về phía hai lão tiên sinh, lão tiên sinh nói, không cần cố ý quản hắn. Tốt a, à, hoắc bác ngôn đối không nói, đại sư, vãn bối có chút học vấn bên trên vấn đề muốn thỉnh giáo một chút đại sư, còn mời đại sư dời bước. Nói xong, hắn liền không lưng buông xuống Su xu Nhi, hống Xu Nhi nói, ngươi cùng ca ca chơi một hồi, ta đi đọc sách, chờ đọc xong sách liền mang ngươi đi ra ngoài chơi Nhi. Tốt cộc, Xu Nhi ngoan ngoãn đáp ứng, hoắc bắt ngôn cười cười, đưa tay sờ một chút nàng trên đầu nhỏ nhăn, liền dẫn không đại sư về phòng của hắn, trở về phòng đóng cửa lại, hoắc bắt ngôn liền nghiêm túc đối không nói, đại sư, xin ngươi đừng đánh thẩm thẩm chủ ý, ngươi lớn tuổi như vậy, không xứng với thẩm thẩm, mà lại tưởng thúc cùng thẩm thẩm tình cảm rất tốt, cái này góc tường ngươi này ra bất động, không, tốt ký, khẳng định là họ lương lão bất tử nói xấu hắn đến mức tiểu điện hạ vậy mà hiểu lầm hắn lão già xấu nhân phẩm hắn ngươi nghĩ cái gì đâu a di đà phật bần tăng thế nhưng là người xuất gia làm sao lại lên loại kia tâm tư xấu xa hoắc bắt ngôn không tin hắn vậy ngươi vì sao muốn hoàn tục lão hòa thượng bất đắc dĩ nói đây không phải sợ bị kia hai cái tiểu gia hỏa cho đuổi đi ra a à? ai dưới núi kiệu phu thật là nói mò cái gì a à? làm cho hai đứa bé nhìn ta liền cùng trông thấy tặc đồng dạng Hoác bắt ngôn, ta cảm thấy là ngươi tại nói mò, ngài vì sao muốn tới đây làm tiên sinh? Ngài Chùa Miếu không muốn rồi, chương 282, Thiên Hộ Đại Nhân là người tốt nha. Lão Hòa Thượng Tâm mệt mỏi, phát thể muốn để lão lương đầu chờ lấy, họ lương tể tướng trong bụng chống đỡ không được thuyền. Hắn cái này Phật gia nội tâm càng nhỏ hơn, hừ, lão nạp là đến xem điện hạ, kỳ thật đã sớm lên đến nhưng trong miếu bỗng nhiên có chút sự tình ngăn trở bước chân, cho tới bây giờ khả năng nhín chút thời gian tới. Nói đến, điện hạ tướng mạo đã biến, tử kiếp đã qua, tử kiếp đã qua. Hoắc bắt ngôn trợn to trong mắt, hết sức kinh ngạc, nhưng ta còn không có giải độc đâu, bệnh của hắn, nhưng thật ra là độc, độc phát thời điểm rất là muốn mạng, chẳng qua nói đến, hắn đã cực kỳ lâu không có phát qua bệnh, không sẽ không y thuật, nhưng hắn nhìn tướng mạo bản lĩnh là nhất đẳng chờ, sư phụ hắn cũng đã nói, hắn đang nhìn tướng mạo, chim tinh các phương diện cùng có thiên phân, lại người rất thông thấu, ngộ tính cao, có tuệ căng, là trời sinh ăn Phật môn cơm người. Hắn nói hoắc bắt ngôn qua sinh tử kiếp, hoắc bắt ngôn liền khẳng định không có chuyện, chính vì vậy, hoắc bắt ngôn mới có thể kinh ngạc, không sản khoái nhưng biết hắn là trúng độc, liền tinh tế hỏi hắn cùng Tôn Vân về sau, nhưng có nếm qua thuốc gì hoắc bách ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ăn mấy lần khu trùng thuốc, sau đó chính là thường thường tắm thuốc, khu trùng thuốc, không đột nhiên phúc lâm tâm trí, người bên trong, có lẽ là cổ độc, cổ độc, lấy cổ trùng nhập thể, dùng mẫu cổ khống chế, nghe đồng nam cư người thiện cổ. Điện hạ, ngài không ngại từ nơi này vào tay đi thăm dò, nói không chừng sẽ có mới mạch suy nghĩ, hoắc bách ngôn thần sắc chấn động. Hắn làm sao không có hướng cái phương hướng này nghĩ? Nhưng khu trùng thuốc có thế khu cổ trùng, chưa nghe nói qua a. À. Không nói, chuyện này nghĩ xác nhận rất dễ dàng, tìm người đi làm một chút cổ trùng đến, sau đó dùng Tôn Đại Phu khu trùng thuốc thử xem. Hoắc bắt Ngôn gật đầu, "Ừm, chuyện này ta sẽ an bài, đa tạ đại sư đề điểm." Nói xong, Hoắc bắt Ngôn lại nói, "Đại sư hiện tại đã nhìn qua ta, có phải là cũng không cần lưu tại nơi này rồi?" Phong thác tự cần đại sư, không nghẹn lòng điện hạ làm sao cứ như vậy không chào đón hắn a à, hắn đều nói đến rõ ràng điện hạ còn muốn đuổi hắn đi bần tăng còn phải ở đây chờ lâu một đoạn thời gian đến xác minh tin tượng, hoắc bách ngôn cảm thấy hắn là tại nói bậy liền hỏi ngôi sao gì tượng không trợn tròn mắt nói lời bịa đặt chưa xác minh còn không tốt cùng điện hạ nói rõ bần tăng biết điện hạ đang lo lắng cái gì lại mời điện hạ đem tâm bỏ vào trong bụng bần tăng hồng trần sớm đoạn sẽ không hoắc bác ngôn, điện cơ hòa thượng cũng là cao tăng, đứa nhỏ này, làm sao liền không vòng qua được đi đâu, không quyết định chơi xấu, điện hạ đã không tin thì thôi, dù sao bần tăng không đến thời điểm ra đi, là sẽ không đi, hoắc bác ngôn bất đắc dĩ, hắn là không có cách nào khác cầm không thế nào, chỉ âm thầm quyết định muốn tiếp cận không, đại sư chớ có xưng hô ta điện hạ, đã đại sư không đi. Vậy cái này đoạn thời gian làm phiền đại sư vì ta giải hoạt, phải đem lão hòa thượng này cái chốt ở bên cạnh hắn, không thể để cho hắn tùy thời đi thẩm thẩm trước mặt lắc lư, tục ngữ nói không sợ tạc trộn, liền sợ tạc nhớ thương. Xem thấu hoắc bắt ngôn ý nghĩ không, buổi trưa lúc ăn cơm, không tướng ăn đem tôn vân kinh ngạc đến ngay người, tên kia, nhìn thấy trên bàn thịt liền hai mắt tỏa ánh sáng, kia miệng cùng thùng cơm, trên bàn gà vịt thịt cá rầm rầm đi đến đổ, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cái bụng căng tròn. A-di-đà-phật, bần tăng dùng ngũ tạng miếu độ bọn chúng bọn hắn luân hồi cũng có thể dễ dàng chút công vân ngươi tướng ăn cũng không giống như tại độ hóa bọn chúng đều là giống theo chân chúng nó có huyết hải thâm cừu dục ca nhi không da da không phải hoàn tục sao làm sao vẫn là bần tăng a nhỏ thiếu mẹ mình su nhi gió không da da không sạch giống hòa thượng nghèo người nghèo làm sao có thể mặc ửng hồng mập mạp phúc hậu lại hồng nhuận công vân đúng a ngài không phải hoàn tục rồi sao? Bị chất vấn không ha ha cười nói, quen thuộc quen thuộc, lão phu quên hiện tại mình không phải hòa thượng, được thôi, ngài cao hứng liền tốt, công vân lại phân phó phòng bếp làm chút món ăn lên, nàng cùng bọn nhỏ ăn, liền mang theo bọn nhỏ đi ngủ trưa tại, không là theo chân lương lão tiên sinh đi, trong nhà lại mua thêm một hơi người, vẫn là cái thùng cơm, công vân ngủ trưa mới xuất hiện đến, không thể không điều chỉnh menu cùng đoạn đại nương nói ban đêm nhiều thêm mấy cái thịt đồ ăn, không phải bọn nhỏ không vớt được ăn, hòa thượng này, cũng quá tham ăn, hạ đủ cái kia tốc độ mới gọi một cái nhanh nha, nàng nghe được, phong thác tự chủ trì vẫn là xa gần nghe tiếng cao tăng đâu, không biết những cái kia khách hành hương được chứng kiến hắn như thế phóng khoáng buông thả một mặt không có, đoạn đại nương làm xong. Liền cùng đoàn đại tẩu cùng một chỗ bưng hai cái chậu quần áo bẩn đi bờ sông Nhi giặt quần áo bây giờ cái này một mảnh nhi ở một số người các nàng mẹ chồng nàng dâu hai đi thời điểm bờ sông nhi đã có mấy cái phụ nhân tại tẩy nguồn hố truyện hô trinh com tề phú căn nhi lão bà vưu thị lương lão rút nương lương đại nương chu đông tử đại tẩu lâm thị trong đó lương đại nương tẩy chính là tưởng thiệu các thân binh y phục những thân binh này không có nàng dâu ở bên người giặt quần áo chuyện này liền dùng tiền tìm người lương đại nương liền đem lúc này cho tiếp xuống nha Tiền đại nương các ngươi đến rồi. Bên này Nhi đến, ta rửa sạch để các ngươi. Lâm thị đứng dậy bưng bồn, tránh ra vị trí. Nàng bên này Nhi có khối tương đối bình tảng đá lớn, tại cấp trên xoa quần áo rất thuận tiện, cảm ơn ngươi a. À. Tiền đại nương mẹ chồng nàng dâu hai cái nói lời cảm tạ. Không khách khí. Lâm thị cười nói, nàng cũng không có lập tức đi, liền lưu lại cùng mấy người tán gẫu thỉnh thoảng còn giúp người phụ một tay vặn ga giường ai các ngươi nhìn thấy không có tôn gia đại tẩu trên mặt xanh một miếng nghi tử cùng một chỗ buổi sáng ta hỏi nàng nàng nói là không cẩn thận đập trên cửa lâm thị bác quái nói lương lão bà tử đem trong tay y phục hướng trong sông đầu vào ném nàng nói nàng bà bà đánh đây cũng là cái người cơ khổ nam nhân lúc ở nhà nàng bà bà còn thu liễm chút chỉ nghe tiếng mắng sẽ không đánh người nàng nam nhân vừa đi nàng liền bị đánh, lại cứ trong nhà huynh đệ chị em dâu còn không người đi lạc, thật sự là không có đem nhà khác khuê nữ làm người. Vưu Thị nói, muốn ta nói nàng cũng là quá mềm yếu chút, đổi thành ta, ai dám đánh ta, ta tất nhiên là muốn liều mạng, bà bà lại sao, ta cũng không phải nàng sinh dưỡng, lại có, ta gả tiếng tề gia, cho tề gia sinh con dưỡng cái, lo liệu trong nhà, không có công lao còn có, khổ lao đâu bằng cái gì đánh ta, chúng ta lại không ở nhà ăn không ngồi rồi, những cái này việc nếu là mời người khô, ngươi còn phải cho người ta khởi công tiền đâu, nàng thế nhưng là dò nghe, cho thiên hộ nhà làm việc nhi tiền đại nương mẹ chồng nàng dâu, một tháng cộng lại có thế cầm một lượng bạc tiền tháng đâu, còn bao ăn bao ở, đương nhiên. Nàng trước kia cũng không phải nghĩ như vậy, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy cả tiếng nhà chồng chính là nhà chồng người, liền nên hiếu thuận cha mẹ chồng giúp chồng dạy con cha mẹ chính là như vậy dạy bảo nàng nhưng đem đến nơi này đến về sau ý nghĩ của nàng liền dần dần thay đổi đặc biệt là nhìn xem thiên hộ đại nhân cùng tôn đại phu hai người thiên hộ đại nhân vậy nhưng thật sự là đem tôn đại phu buông tay trái tim bên trong bưng lấy lại nàng nam nhân cũng thường xuyên nói với nàng thiên hộ đại nhân nói qua nàng dâu cũng là cha sinh mẹ dưỡng để bọn hắn thật tốt đối nàng dâu trong nhà an ổn bọn hắn những nam nhân này bên ngoài liều mạng kiếm tiền mới có sức lực mới có thể cảm thấy có chạy đầu nói thiên hộ đại nhân còn nói qua nữ nhân cũng không phải nhà chồng cho mệnh là mẹ ruột cho mệnh cũng không phải nhà chồng nuôi lớn bằng cái gì để nhà chồng làm trâu ngựa sai sử đánh chửi thiên hộ đại nhân thật là một cái người tốt đâu có hắn thời khắc đề điểm đám người này nàng nam nhân thái độ đối với nàng đều so trước kia tốt hơn nhiều tiền đại tẩu nói là như thế cái lý, thế đạo này, nữ nhân chính là ăn thiệt thòi, giống thiên hộ đại nhân nam nhân như vậy, trên đời khó tìm. Mọi người cùng nhau gật đầu, đều cho rằng như vậy, ngay tại chấp hành nhiệm vụ tưởng thiệu lại liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, chương 283, tiền đại nương xảy ra chuyện, công đại phu tốt số A. Vư thị hâm mộ nói, tiền đại nương nói, thiên hộ đại nhân cũng tốt số, có câu nói rất hay, cưới vợ không hiền tai họa đời thứ ba cưới cái hiền thê sự nghiệp của người đàn ông cũng sẽ phát triển không ngừng cưới hiền thê coi như có thế phúc phận đời thứ ba tôn đại phu y thuật tốt có nhân tâm đối chúng ta những người này đều rất chiếu cố đối thiên hộ đại nhân sự tình cũng rất ủng hộ không phải như biến thành người khác không có khả năng đồng ý thiên hộ đại nhân an trí ngày xưa bào trạch cùng bào trạch gia quyến huynh đệ số tiền này đều là tôn đại phu kiếm đây này tiền đại nương là cố ý nói như vậy có người a không an phận, lúc nào cũng nhìn chầm chầm thiên hộ nhà, cần phải để các nàng biết được, những cái này ngày tốt lành là ai cho, đám người rối rít hùa theo, chủ nhà cùng với các nàng nói qua, mua hộ tịch tiền là thiên hộ phu nhân ra, đương nhiên là có người tin tưởng, cũng có người không tin, nhưng thiên hộ đại nhân chính là nói như thế, mặc kệ các nàng có tin hay không, đều muốn nhận chuyện này, phải biết. Dưới mắt thời gian là các nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ mấy người cảm thán xong thiên hộ gia sự, còn nói lên tôn gia mẹ chồng nàng dâu sự tình, đợi các nàng đều rửa sạch, liền đều đi, nhà ai việc cũng không ít, ngươi cũng về trước đi, đem rửa sạch y phục phơi, nên chuẩn bị muộn ăn, tiền đại nương đối tiền đại tẩu nói, tiền đại tẩu đáp ứng, bưng lên một chậu rửa sạch y phục liền đi, trên đường nàng cùng bưng một chậu quần áo bẩn lữ thị gặp nhau, nhìn thấy lữ thị quả nhiên mặt mũi bầm dập, ánh mắt không khỏi mang lên một tia đáng thương đừng nhìn vu thị ồn ào đến kịch liệt, thật làm cho nàng đánh bà bà, nàng sợ cũng là không dám. Thế đạo như thế, một cái hiếu chữ áp xuống tới, liền có thể muốn mạng của ngươi, đi giặt quần áo A. Tiền đại tẩu hàng huyên một câu, lữ thị cúi thấp đầu, từ một tiếng liền vội vàng đi, cùng tiền đại tẩu là cái gì nhận không ra người đồ vật đồng dạng, tiền đại tẩu liền rất im lặng. Chẳng qua nàng cũng không có để ở trong lòng, bước nhanh về nhà phơi quần áo đi. Lữ Thị bưng cái chậu đi đến bờ sông. Tiền Đại Nương nghe được động tĩnh quay đầu nhìn nàng, liền chào hỏi nàng, đến giặt quần áo a. À? Từng. Lữ Thị hít sâu một hơi, bưng cái chậu đi đến Tiền Đại Nương bên người. Nàng bưng cái chậu tay bởi vì dùng sức mà trắng bệt. Tiền Đại Nương đánh một tiếng nhi chào hỏi liền tiếp tục vùi đầu giặt quần áo. Trong lòng còn kỳ quái đâu, cái này Lữ Thị ngày bình thường giặt quần áo đều là lẫn mất xa xa, chưa từng cùng với các nàng góp chồng hôm nay làm sao đổi tính nhi lữ thị đi lại đi hai bước sau đó chân trượt đi cả người liền hướng trong sông đánh tới mà cái chậu thì nặng nề mà nện vào tiền đại nương trên đầu tiền đại nương cùng lữ thị một trước một sau cắm đến trong sông nước sông bị tiền đại nương trên đầu máu nhuộm đỏ lữ thị từ trong sông đứng lên hoảng sợ lớn tiếng hô cứu mạng vừa vặn từ trên núi làm việc nhi xuống tới đám người nghe thấy tiếng kêu cứu liền vắt chân lên cổ hướng bờ sông nhi chạy một hán tử chạy lũng liền ném quất, đem tiền đại nương từ bờ sông Nhi vớt lên liền hướng Tôn Vân phòng khám bệnh chạy, người khác trước hắn một bước, chạy tới Tôn Vân nhà báo tin, toàn thân ướt sũng lữ thị dọa sợ đồng dạng, đứng tại trong nước sông không biết làm sao, thật lâu, nàng mới đi lay cái chậu, đem trong chậu tảng đá rót vào trong sông, đem không cái chậu lấy đi, về phần nói trong chậu y phục, sớm rơi trong nước cuốn đi, lữ thị vội vàng về nhà lúc này tôn đại nương không có mắng nàng, tôn vân để tiểu thuận đem đèn phủ lên, dẫm lên ghế đem trên tường từng chiếc từng chiếc đèn áp tường đều nhóm lửa, sau đó lại xách một chiếc đèn lồng đứng tại bên người nàng, dưới mắt bên ngoài thiên nhi vẫn là sáng, nhưng là trong phòng giải phẫu tia sáng không phải rất tốt, nàng sở hữu dị năng, có thể bày tỏ mặt công phu là muốn làm, lại nói, cũng phải chiếu cố một chút tiểu thuận A, hắn phải trợ thủ đâu. Nàng kiểm tra một chút tôn đại nương tổn thương, tổn thương có hai nơi, một chỗ là cái trán, đập chảy máu, nhưng là vấn đề không lớn, tổn thương nặng nhất là cái óc, Tôn Vân tâm tình rất là nghiêm túc, nàng ra ngoài điều chỉnh tiêu điểm gấp tiền đại tẩu nói, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đại nương làm bị thương đầu, xương đầu gãy xương, ta sẽ hết sức, nhưng là tình huống không thể lạc quan, tiền trùng lập tức liền khóc lên, tiền đại tẩu cũng là lệ rơi đầy mặt, nàng nghĩ quỳ xuống đến cầu tôn đại phu nhất định phải cứu sống bà mẫu nhưng cũng biết làm như vậy trừ để tôn đại phu khó xử lại không cái gì tác dụng không phải nàng quỳ một chút là được mà lại tôn đại phu khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực tiền đại tẩu khóc gật đầu tôn vân quay người tiến phòng phẫu thuật cửa đóng lại tiền đại tẩu liền che lấy tiền trùng miệng nức nở nói ngoan đừng khóc lên tiếng đừng quấy rầy tôn đại phu tiền trùng gật gật đầu tiền đại tẩu lúc này mới buông ra hắn. Hoắc bắt ngôn đối tiền đại tẩu nói, tiền đại tẩu, ngươi có thể đi mời không đại sư hỗ trợ niệm kinh vì tiền đại nương cầu phúc. Nói xong lại đối tiền trùng nói, ngươi cũng có thể vây lại viết kinh văn, vì ngươi bà cầu phúc, ta nơi đó có kinh văn, ngươi đi với ta cầm, nguồn hố truyện hô truyền com, tiền trùng vô cùng cảm kích đi theo hoắc bắt ngôn đi, tiền đại tẩu đến cầu không, không nhìn xem cùng với nàng trước sau chân tiếng viện tử hoắc bắt ngôn, liền rất giận, tiểu điện hạ là ghét bỏ hắn ở đây ăn không ngồi rồi a, à. tận cho hắn kiếm chuyện chơi, hừ, không còn có thể làm sao, chỉ có thể đáp ứng, đi đem hắn mỏ lấy ra, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng lên, một bên gõ mỏ một bên đọc tất cả mọi người nghe không hiểu kinh văn, tiền đại tẩu, chúng ta đi bờ sông Nhi xem một chút đi, hoắc bắt ngôn cho tiền trùng cầm kinh thư ra tới, liền đối tiền đại tẩu nói. Su Nhi muốn cùng hắn đi hoắc bắt ngôn hống nàng, Xu Nhi cùng ca ca đi giúp lấy tiền trùng chép kinh văn, vì tiền bà bà cầu phúc có được hay không? Cầu nguyện tiền bà bà có thế tốt, Xu Nhi rất thích tiền đại nương, nàng lớn tiếng đáp ứng, nắm dục ca nhi tay, cộc 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 đuổi theo tiền trùng, đi bờ sông Nhi trên đường, hoắc bắt ngôn liền hỏi tiền đại tẩu, đại tẩu ngài thời điểm ra đi bờ sông Nhi còn có ai? Tiền đại tẩu nói, trừ mẹ ta không có người, nhưng là ta nhìn thấy lữ thị bưng một chậu y phục đi qua, hoắc bắt ngôn chúng ta đi trước bờ sông xem một chút đi, tiền đại tổ hiện tại tâm loạn thật nhiều, lại nói hoắc bắt ngôn là chủ tử, nàng tự nhiên là nghe, nàng đem hoắc bắt ngôn đưa đến tiền đại nương giặt quần áo địa phương, hoắc bắt ngôn cẩn thận quan sát mỗi cái địa phương, ví dụ như chỗ nước cạn chỗ có hai đạo trùng điệp ấn ký, giống như là chết thẳng cẳng nhi thời điểm lưu lại dấu chân. Mặt khác xa xa bờ sông Nhi có một kiện y phục treo ở bên bờ trên nhánh cây, khoắt bắt ngôn đường vòng từ trên cầu đi đến bên kia bờ sông đem món kia y phục vớt là một kiện tràn đầy bản sửa lỗi có nhiều chỗ vải vóc đều nhanh hóa quần áo hắn cầm quần áo trở về hỏi tiền đại tẩu có thể thấy được qua cái này quần áo tiền đại tẩu lắc đầu chưa thấy qua chẳng qua khi đó ta cùng lữ thị sượt qua người thời điểm nhìn thấy nàng bồn nhi bên trong lấy y phục giống như chính là có bản sửa lỗi nhìn liếc qua một chút nàng không còn biện pháp nào đem hoắc bắt ngôn trong tay y phục cùng lữ thị trong chậu y phục đối đầu hào hoắc bắt ngôn nhìn chung quanh một chút đi đất hoang bên trong hái được một mảnh khoai sọ lá cây đem quần áo ướt bọc lại sau đó liền cùng tiền đại tẩu trở về nhanh đến tôn gia thời điểm chỉ nghe thấy bén nhọn đánh chửi âm thanh bọn hắn nhanh chóng đi đến tôn gia cổng liền gặp tôn đại nương nắm chặt lữ thị tóc hung tợn đánh nàng ta đánh chết ngươi cái sao tai họa Tẩy cái y phục đều có thể đem người cho nện, người thế nào không rơi vào trong sông chết đuối, ngươi cái tai họa đồ chơi. Lữ thị khóc đến thê thảm, "Mẹ, ngài đừng đánh." "Ta không phải cố ý, chính là đi đến bờ sông nhi bỗng nhiên có chút quán mắt, chân trượt đi liền quẳng." Chương 284, "Nàng là cố ý, hóa ra là nàng." Tiền đại tẩu nghĩ đến bà mẫu đầu máu me nhầy nhụa dáng vẻ, còn có Tôn đại phu nói, "Bà mẫu rất nguy hiểm." không nhất định cứu lại được, trong lòng một chút kia đối lữ thị đáng thương lập tức tiêu tán không còn, con mắt đỏ lên liền phải đi đến sông, bị hoắc bắt ngôn một cái nắm lấy, hoắc bắt ngôn sông mắt đỏ nàng lắc đầu, sau đó đi vào, đừng đánh, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Hắn sụ mặt thời điểm khí chất lại lạnh lại có cảm giác áp bách, mặc dù vẫn chỉ là cái 11-12 thiếu niên, nhưng hướng chỗ ấy một chày, vẫn là rất dọa người. Tôn Đại Nương buông lỏng tay buông ra lữ thị, trố mắt một chút liền đặt mông ngay tại chỗ bên trên, vỗ đùi gào khang, ôi uy, thời gian này không có cách nào khác qua, thế nào liền bày ra như thế cái sao tai họa nàng dâu, từng ngày làm gì cái gì không được, gặp rắc rối thứ nhất, ta về sau thế nào gặp người nha, không được, quay lại lão đại trở về, lão nương liền nhường một chút lão đại bỏ ngươi, lữ thị khóc quỳ xuống cầu xin tha thứ, mẹ, ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý ngài không thể để cho hài tử cha bỏ ta, như thế ta liền không có đường sống. Hoắc bắt ngôn mắt lạnh nhìn các nàng khóc, ngăn đón muốn tiến lên xé tiền đại tẩu, hắn lạnh lùng thốt, không nói đúng không, không nói ta liền đi báo quan. Nói xong, hắn quay đầu đối tiền đại tẩu nói, tiền đại tẩu, ngươi đi một chuyến nhà trưởng thôn, để thôn trưởng đến một chuyến, tiền đại tẩu khóc gật đầu, tốt, lúc này lân cận mấy nhà người đều vây quanh. Có người không biết chuyện ra sao, có người nghe ý phán đoán ra, liền giữa lẫn nhau nói nghị luận lên. Đầu này tôn gia mẹ chồng nàng dâu nghe xong hoắc bắt ngôn nói muốn báo quan, lập tức liền đình chỉ tru lên, lữ thị cùng hoắc bắt ngôn dập đầu, nói nàng không phải cố ý, không thể báo quan, cầu hoắc bắt ngôn tha cho nàng một lần. Hoắc bắt ngôn liền hỏi nàng, người tinh tế nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lữ thị gạt lệ nói, ta đi bờ sông giặt quần áo, nhìn thấy tiền đại nương cũng tại giặt quần áo tiền đại nương chào hỏi ta đi qua cùng với nàng cùng nhau tắm cũng dễ nói nói chuyện ta liền đi qua ai biết đi lũng thời điểm bỗng nhiên quán mắt một cái không có chú ý liền trượt chân ta thật không phải là cố ý tổn thương tiền đại nương thật ô ô ô ta tình nguyện ta tình nguyện thụ thương chính là ta đám người hóa ra là dạng này a à. ôi tiền đại nương vận khí cũng là không được tôn đại gia cũng là đủ đáng thương nhìn đàn dạng như vậy chính là không ăn cơm no bụng đoán chừng cũng là đói đến quán mắt lần này làm thế nào a à? nghe nói tiền đại nương không tốt nữa nha có cứu hay không về được vẫn là hai chuyện nhưng tôn đại gia cũng không phải cố ý a à. làm thế nào chỉ có thể trách vận khí không tốt a à? đám người nghị luận ầm ĩ tôn đại nương hùng hùng hổ hổ một mực la hét nói cần nghỉ rơi lữ thị lữ thị khóc cầu xin tha thứ lật qua lật lại đều là những xe kia bánh xe lời nói hoắc bắt ngôn chắp tay sau lưng lại không có lên tiếng âm thanh đợi đến thôn trưởng dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn đến thôn trưởng đã tại tiền đại tẩu nơi đó biết cái đại khái tới đây lại nghe lữ thị nói một lần sau đó hoắc bắt ngôn nói tôn vân kết luận xương sọ gãy xương cứu trở về xác suất không cao thôn trưởng nghe vậy lông mày kẹp chặt chặt chẽ hắn hỏi tiền đại tẩu người muốn như thế nào Tiền đại tẩu muốn nói giết người thì đền mạng, Hoắc Bắc ngôn giành nói, "Thông trưởng nghĩ sao?" Thông trưởng còn chưa mở miệng, tất cả mọi người ngược lại là trước nói lên, "Bồi thường tiền đi." "Đúng đấy, Tôn đại gia cũng không phải cố ý, đây chính là cái ngoài ý muốn." "Đúng a, à, cũng không thể thật đưa nha môn a, à. loại này ngoài ý muốn, chính là đưa nha môn nha môn cũng là phán bồi thường tiền, cũng không thế nào." Tôn đại gia cùng Tiền đại nương không oán không cừu không thể nào là cố ý thông trưởng dạng này tiền đại nương tiền thuốc men từ các ngươi tôn gia toàn ra nếu là tiền đại nương có chuyện bất trắc các ngươi cũng phải bồi bạc cụ thể bạc bồi thường bao nhiêu tiền đại tẩu ngươi nhìn tiền đại tẩu khóc ròng nói ta chỉ cần bà bà sống tới thông trưởng gặp nàng dạng này cũng không biết làm như thế nào khuyên nhưng tiền bồi thường này hắn thật là không tiện mở miệng nói cái gì dù sao chiến tử về sau trợ cấp một người cũng liền hai ba mươi lượng bạc, gặp được không tốt thời điểm, quân đội không có tiền, trợ cấp chính là năm lượng mươi lượng, thậm chí khất nợ, không phát ra được, mà tiền đại nương là thiên hộ nhà công nhân làm thuê, tôn đại bổng lại là thiên hộ thủ hạ, hắn liền rất khó khăn, khoác bắt ngôn nói, xương sọ gãy xương, muốn cứu sống chỗ hao phí dược liệu tất nhiên rất dược liệu quý giá, mặc kệ người có cứu hay không về được dược liệu sẽ không ít hơn một trăm lượng bạc nếu là người không cứu về được tôn gia liền bồi thường tiền gia một trăm lượng bạc đi nói cách khác nếu là người không cứu về được tôn gia muốn xuất ra chí ít hai trăm lượng bạc đến trong đó một trăm lượng là tiền thuốc men công đại nương nghe vậy liền cùng bị giẫm cái đuôi từ nhảy lên lên liền gào thét cái gì nguồn hố truyện hô chấm com hai trăm lượng nhà ta cũng không có nhiều tiền như vậy ta làm chủ cái này nàng dâu không được ta đem nàng đừng, các ngươi quan tâm nàng đòi tiền đi, nói xong cũng đem lữ thị xô đẩy đi ra ngoài, sau đó quay thân vào nhà, lúc đi ra trong tay có thêm một cái bao phục, nàng đem bao phục nện ở lữ thị trên thân, ngươi cút đi, ngươi về sau không phải nhà chúng ta nàng dâu, lữ thị vẫn là khóc cầu xin tha thứ, nhưng là tôn lão thái thái bành một tiếng giữ cửa đóng, không để nàng tiến viện tử, cái này thao tác, đem mọi người vây xem đều kinh lấy sắc mặt của thôn trưởng khó coi cực, cái này lão chủ chứa, hắn còn ở bên ngoài đầu đâu, đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn cái này thôn trưởng. Đám người nhao nhao đồng tình lên lữ thị tới, hoắc bắt ngôn tựa như cũng rất đồng tình nàng, liền nói, tôn đại tẩu, không có thư bỏ vợ, ngươi không coi là là bị bỏ vứt bỏ, về phần bồi thường tiền, chờ tưởng thúc bọn hắn trở về, tự sẽ giải quyết, ngươi đã là không cẩn thận, ta tin tưởng tiền đại tẩu cũng sẽ không trách ngươi, chỉ là chuyện của ngươi chỉ có thể chính ngươi giải quyết Hoắc bắt ngôn nói xong cũng đưa tiền đại tẩu nháy mắt tiền đại tẩu tại tưởng gia thời gian dài đối mấy đứa bé cũng là hiểu rõ biết biểu thiếu gia không phải nát hảo tâm người thế là liền cố nén phẫn nộ thuận hoắc bắt ngôn câu chuyện nói đúng trong lòng ta mặc dù vẫn là oán trách ngươi không cẩn thận chẳng qua hoàn toàn chính xác không phải lỗi của ngươi nhưng nhà ta sự tình xác thực hẳn là có cái thuyết pháp chuyện này chờ ngươi gia sản nhà cùng thiên hộ đại nhân trở lại hẳn nói đi. Về phần biểu thiếu gia nói tiền bạc, mặc kệ nhà các ngươi có thường hay không, ta muốn hay không, cái kia cũng hẳn là đặt ở bên ngoài bên trên nói rõ, mọi người nói có đúng hay không đạo lý này. Đám người nhao nhao nói chính là cái đạo lý này, cũng không dám nói hoắc bắt ngôn công phu sư tử ngoạn, dù sao người ta là người nhà có tiền hài tử, há miệng ngậm miệng chính là trăm lượng cũng có thể hiểu được bọn hắn cũng không dám nói liền bồi cái hai ba mươi hai là được vạn nhất thật có thể bồi cái một trăm lượng về sau thôn này bên trong tái xuất loại chuyện này chẳng phải có thể so với đến a không quan tâm đối phương có thường hay không nổi tối thiểu trướng hẳn là như vậy tính không hổ là biên thành bách tính tùy thời đều tại tử vong giá trị bản thân thôn trưởng thấy tiền đại tẩu như vậy rõ lý lẽ liền rất là vui mừng chung quy không cho hắn tìm phiền toái không phải hắn khua tay nói tản đi đi, vậy chuyện này chờ thiên hộ đại nhân trở lại hẳn nói. Hoắc Bách Ngôn cũng mang theo tiền đại tẩu về nhà, không có xen vào nửa lữ thị. Sau khi về nhà, Hoắc Bắc Ngôn liền cùng tiền đại tẩu cùng lương lão tiên sinh nói, ta hoài nghi lữ thị là cố ý. Chương 285, Đào Hố, hai người đều là giật mình, tiền đại tẩu lại nhịn không được lao ra. Nàng là vì sao, ta bà mẫu cùng với nàng không oán không cừu, ngẫu nhiên sẽ còn giúp đỡ nàng tôn đại không ở nhà thời điểm, nhà nàng lão chủ chứa ngược đãi nàng cùng nàng nữ nhi, không cho cơm ăn, nhiều lần mẹ ta không vừa mắt, vụng trộn cho các nàng bánh bao bánh bao, tiền đại tẩu nói những lời này thời điểm, cả người đều đang run, hoắc bắt ngôn lắc đầu, cho nên chúng ta phải nhìn chầm chầm tôn gia, nhìn chầm chầm các nàng, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, lương lão tiên sinh, ngươi vì sao kết luận nàng là cố ý. Hoắc Bắc Ngôn đưa trong tay cầm đồ vật bỏ lên trên bàn, mở ra khoai sọ lá cây bọc bao lấy quần áo trách đối lương lão tiên sinh nói tôn gia vừa dọn tới thời điểm nữ quyến quần áo trên người phần lớn là có bản sửa lỗi nhưng là tưởng thúc cùng thẩm thẩm đi răng dậy qua một lần về sau nhà bọn hắn người liền đổi quần áo lại không ai xuyên qua bản sửa lỗi quần áo nhưng lần này lữ thị lại bưng một chậu tử bản sửa lỗi quần áo đi tẩy cái này rất là quỷ dị ta nghĩ nàng có phải là cảm thấy mình trong tay bồn nhi nhất định sẽ rơi vào trong sông, quần áo tất nhiên sẽ bị nước sông cuốn đi, cho nên mới chuyên môn bưng một chậu tử bản sửa lỗi quần áo. Lại có, ta đi bờ sông nhi nhìn, tiền đại nương nơi ngã xuống có rõ ràng dấu chân, chính là người hướng phía trước nhào thời điểm, bàn chân dùng sức đạp ra tới dấu chân, nhưng nàng bên cạnh nhưng không có bất cứ dấu vết gì dấu chân, như lữ thị là không cẩn thận ngã sắp xuống. Nàng làm sao có thể không lưu lại dấu chân đâu. Chỉ có một lời giải thích, nàng không phải không cẩn thận ngã sấp xuống, mà là tại bồn nhi đem tiền đại nương nệnh tổn thương về sau, lại cố ý rơi xuống nước. Thấy tiền đại tẩu có chút nghe không rõ dáng vẻ, hoắc bắt ngôn liền đẩy ra vò nát tiếp tục giải thích, bờ sông nhi chỗ nước cạn địa phương có rất nhiều tảng đá, ngày bình thường người trong thôn giặt quần áo đều là đứng tại trên tảng đá, tiền đại nương bị bỗng nhiên tập kích, nàng rơi xuống nước thời điểm khống chế không nổi đi đứng, tự nhiên sẽ tại chỗ nước cạn bên trên lưu lại dấu chân. Nhưng Lữ Thị là cố ý rơi xuống nước, cho nên nàng chân là đứng tại trên tảng đá, cũng không thể giống tiền đại nương như thế, tại mời bày ra lưu lại dấu chân, tiền đại tẩu minh bạch, nàng tức giận nói, đã như vậy, ta liền đi báo quan, hoắc bắt ngôn lắc đầu nói, hiện tại báo quan vô dụng, chờ quan sai đến, chỗ nước cạn bên trên dấu chân đã bị nước sông cọ rửa không có mà bản sửa lỗi quần áo mà nói cũng không thể trở thành chứng cứ. dù sao bọn hắn đã từng nghèo qua, không nỡ vứt bỏ có bản sửa lỗi quần áo, dự định rửa sạch sẽ thu lại, tương lai hoặc là làm tiểu hài tử nước tiểu đệm, hoặc là cắt làm đế giày cái gì, đều có thể nói còn nghe được. tiền đại tổ tức giận đến nước mắt thẳng rơi, vậy làm sao bây giờ? chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua nàng? khoác bắt ngôn lắc đầu, ta nói, chúng ta trước tiếp cận tôn gia nhìn một chút các nàng đến cùng muốn làm gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôn gia tất nhiên là có mưu đồ, không phải ăn no rỗi việc đi mạo hiểm đã thương người, tiền đại tẩu, suy đoán của ta nói cho ngươi, là muốn cho trong lòng ngươi có cái đo đếm, mặt bên trên ngươi phải làm bộ không có hoài nghi nàng, tiền đại tẩu nghẹn ngào gật đầu, ta nghe biểu thiếu gia, lương lão tiên sinh rất là vui mừng, bắt ngôn đứa nhỏ này tâm tư kín đáo, lại có mưu đồ, tâm huyết của hắn không có uổng phí, chầm chầm người sự tình còn phải tìm Vũ Thiên đến thu xếp, Từng, Ta cái này đi tìm Vũ Thiên sư phụ, đi thôi. Lương lão tiên sinh nói, hoắc bắt ngôn tìm tới Vũ Thiên, đem hoài nghi của mình cùng ý nghĩ nói cho Vũ Thiên, Vũ Thiên liền tay đi thu xếp, Tôn Vân còn tại ra sức cứu giúp tiền đại nương. Cũng may phẫu thuật thuận lợi, tạm thời bảo trụ tiền đại nương mệnh, không trả tiền đại nương có thể hay không sống sót vẫn là ấn số. Nửa đêm, Tôn Vân từ phòng giải phẫu ra tới, để người đem tiền đại nương nhất trừ bệnh phòng, để tiền đại tẩu gác đêm, sau đó như thế như vậy như vậy như thế phân phó một phen. Nàng ăn một bát nóng hổi mì sợi, rửa mặt xong đi xem nhìn dục ca nhi cùng su nhi, thấy hai đứa bé ngủ được không an ổn, bận bịu lên giường ôm bọn hắn, lần lượt từng cái đập lưng, chẳng qua mới đập hai lần, tôn vân mình liền ngủ mất, nàng quá mệt mỏi, có lẽ là trên giường nhiều mẹ ruột khí tức, hai đứa bé không tự giác hướng bên người nàng dùng lực dựa vào, ngửi ngửi mùi vị quen thuộc, bọn hắn liền ngủ được an ổn nhiều. Tôn Vân ngày thứ hai mặt trời lên cao mới lên, cơm nước xong xuôi vội vàng đi xem tiền đại nương, tình huống không phải rất tốt, nàng liền tiếp tục đưa tiền đại nương dùng thuốc chích, làm xong tiền đại nương sự tình, nàng mới phát hiện hoắc bắt ngôn không có đi học đường, mà là đang chờ nàng, tiểu ngôn, làm sao rồi? Tôn Vân đi theo hoắc bắt ngôn tiếng nhà chính, nhà chính bên trong ngồi lương lão tiên sinh, không đầy một lát vũ thiên cũng tới, hoắc bách ngôn đem hắn hoài nghi cùng Tôn Vân nói một lần, Tôn Vân gật đầu, ngươi hoài nghi có chứng có cứ, nguồn hố truyện hô com chẳng qua qua nhìn chầm chầm vô dụng, chúng ta còn phải cho các nàng chế tạo cơ hội, để các nàng sớm bại lộ, đương nhiên, ta càng hy vọng ngươi hoài nghi là sai, kết luận, vẫn là muốn nhìn chứng cứ. Không thể dựa vào phỏng đoán cùng hoài nghi liền cho một người định tội đặc biệt là tội chết càng muốn thận trọng văn minh thế giới cùng giả mang thế giới khác biệt chính là thể hiện tại đối đãi sinh mệnh trên thái độ hoắc bắc ngôn trọng trọng gật đầu ta ghi nhớ thẩm thẩm tôn vân cười tán dương hắn chúng ta tiểu ngôn rất lợi hại vẽn vẹn bằng vào một chút xíu dấu vết để lại liền có thể cẩn thận thăm dò đi tìm tòi nghiên cứu xảy ra chuyện bản nguyên vô luận là quan sát năng lực vẫn là năng lực phân tích đều là phi thường xuất sắc khuyên bảo về sau liền cổ vũ, Tôn Vân cảm thấy mình giáo dục lý niệm bổng bổng cộc, hoắc bắt ngôn bị Tôn Vân thổi phồng đến mức có chút xấu hổ lên, hắn hỏi Tôn Vân, thẩm thẩm, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tôn Vân cười cười, một hồi liền đối ngoại nói tiền đại nương không có, để tiền đại tẩu đi Tôn Gia náo đi, Tôn Gia làm cái gì chúng ta mặc kệ, chỉ vụng trộm đi theo, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong nàng liền hỏi Hoắc bắt Ngôn, tiểu ngôn muốn hay không tự mình tham dự theo dõi, muốn. Hoắc bắt ngôn vội nói, tôn vân, cố lên. Cố gắng đem phía sau chân tướng tiền ra, tiêu diệt tội ác, nói xong tôn vân còn cổ vũ quơ quơ quả đấm, hành vi rất có điểm trúng hai, nhưng rơi vào phòng bên trong mấy người trong mắt, đó chính là mị lực thể hiện, hình tượng tạc quang huy, tốt. Hoắc bắt ngôn trên mặt ẩn ẩn có chút nhỏ hưng phấn, phế thái tử điện hạ trầm ổn đi nữa, cũng là tiểu thiếu niên a à, bị ủy thác trách nhiệm, cũng là sẽ kích động. Lương lão tiên sinh đứng dậy, vậy lão phu liền đi tư thuộc tuyên bố, tiền đại nương xảy ra ngoài ý muốn không có, tiền gia không có đương gia người, tăng sự phải chúng ta giúp đỡ món ăn. Mai kia liền tư thuộc đóng quán, Tôn Vân gật đầu, cứ làm như thế, định ra tốt kế hoạch, Tôn Vân liền mặc kệ, chuyện còn lại để hoắc bắt ngôn đi thu xếp, tiền trùng đứa nhỏ này không có đi tư thuộc, buổi sáng đứng lên liền bắt đầu chép kinh. Xu Nhi cùng Dục Ca Nhi còn có Lâm Chu cũng trượng nghĩa, bồi tiếp hắn cùng một chỗ chết, liền mẫu thân đều nhịn ở không tìm nữa nha. Đương nhiên, hai nhỏ chỉ buổi sáng tỉnh lại phát hiện nương ở bên người, đều vui vẻ đến không được. Sau đó liền lẫn nhau, xịt một chút, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, Dục Ca Nhi là mình xuyên quần áo, Xu Nhi xuyên không lưu loát, đi ra ngoài liền bị hoắc bắt ngôn bắt được, một lần nữa giúp nàng mặc, sau đó giúp nàng chải hai cái nhỏ nhăn, đeo lên hắn cho mua đầu nhỏ sức, chương 286, bắt đầu biểu diễn, tiền trùng để Tôn Vân phái người đưa đi đoạn gia, cùng đoạn phúc sinh cùng một chỗ, để đoạn ngủ nhìn mấy ngày, tư thuộc tạm thời đóng quán, không phải một hưu thời gian đóng quán. Lương Lão Tiên Sinh nói, ngày sau bổ sung, lúc đầu Tôn Vân nghĩ là để Xu Nhi cùng Dục Ca Nhi cùng Lương Lão Tiên Sinh đi huyện thành, nhưng mà hai nhỏ chỉ kiên quyết không rời đi Tôn Vân công vân liền không có cách nào tử đành phải bỏ ý niệm này đi để lão tiên sinh trước kia liền dẫn bọn hắn đi trên núi hoặc là hỗ trợ hầu hạ cây ăn quả hoặc là đọc sách vẽ tranh công vân lui một bước gần hai chỉ liền không có làm ầm ĩ tiền đại nương còn không có tỉnh nhưng là không có phát sốt vết thương khôi phục được cũng không tệ lắm tôn vân trong lòng liền thở dài một hơi lúc này thôn trưởng mang theo một chút thôn phụ cùng tráng lao lực tới theo dõi nhìn thấy bọn hắn tới gần thân ảnh vội vàng trở về bẩm báo, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tiền đại tẩu liền bắt đầu nàng biểu diễn, nàng phóng đi tôn gia dừng lại nện, bên cạnh nện bên cạnh khóc mắng, tôn đại gia, ngươi trả cho ta bà mẫu mệnh đến, các ngươi toàn gia tất cả đều là không muốn mặt bẩn thiểu họa, không phải liền là đỏ mắt ta bà bà mỗi tháng đều có nguyệt ngân cầm A, trong bóng tối nghe ngóng nhiều lần như vậy, đừng cho là ta không biết các ngươi làm sao nghĩ, ta nhổ vào. Vì sao kêu không cẩn thận? trong này thường ai chào hỏi ngươi cùng nhau tắm y phục ngươi đều cách xa xa ta lại bà bà gọi ngươi ngươi liền đi ta còn nói cho ngươi ta bà bà căn bản cũng không thích ngươi còn dặn dò qua ta chớ có đi theo ngươi gần nàng không có khả năng chào hỏi ngươi không chừng đây là các ngươi toàn gia chủ ý đặc biệt là nhà ngươi lão chủ chứa cũng không phải là người các ngươi toàn gia đen tim gan ta cùng các ngươi liều công đại nương nghe thấy nhà bếp truyền ra một trận nhi nền chén dĩa thanh âm còn có tiền đại tẩu tiếng mắng chửi, thét chói tai vang lên lao ra, nhìn thấy tiền đại tẩu cùng như bị điên, mà nàng ba vóc nàng dâu giống chim cút đồng dạng nước ở nơi hẻo lánh rung lẫy bẫy, lập tức giận không chỗ phát tiết, lão nhị lão tam, cho lão nương đem cái này tiện phụ đánh đi ra, tiền đại tẩu trách móc phá nàng hành vi, tôn đại nương rất là chột dạ, càng là chột dạ, mặt bên trên liền càng hung ác, tôn nhị bỗng tôn tam bỗng nghe lão nương lời nói, cô lấy đòn gánh quốc liền đi thu tiền đại tẩu. Tiền đại tẩu cố ý chịu tôn tam bổng nhất biển gánh, nhưng nàng cũng không ngốc, không có gắn gượng ai đó, mà là chạy về phía trước một chút, cho nên tôn tam bổng kia một chút không có thắt nút thực. Giết người rồi, tôn gia giết người diệt khẩu á. Tiền đại tẩu thét chó tai vang lên ra bên ngoài chạy, chạy thời điểm hướng miệng bên trong nhét cái gì. Đi ra ngoài đúng lúc gặp được thôn trưởng bọn người nghe thấy động tĩnh nhi đuổi tới, sau đó đám người này liền nhìn thấy tiền đại tẩu miệng phun máu tươi tóc rối bời cùng ổ gà đồng dạng quần áo trên người cũng là bụi bẩn còn có chút lộn xộn mà phía sau nàng tôn nhị bỗng cùng tôn tam bổng một cái dơ quất một cái dơ đòn gánh đuổi theo nàng đánh tiền đại tẩu nhìn thấy thôn trưởng cúng quyết trốn đến thôn trưởng sau lưng miệng kêu cứu mệnh thôn trưởng thật sự là tức giận đến giận sôi lên dừng tay các ngươi muốn làm gì chân trước trọng thương người ta bà mẫu hiện tại lại tại kêu đánh kêu giết. Tôn nhị bỗng cùng tôn tam bỗng vội vàng phanh lại, giải thích là nàng sáng sớm tìm chúng ta nhà đến nổi điên, một trận đánh nện. Tôn đại nương cũng lao ra, nàng chống nạnh nói, lão đại nàng dâu cũng không phải cố ý, ngươi đến náo cái gì, quan có đầu nợ có chủ, trong lòng ngươi có khí tìm lữ thị phát, cái này bà nương nhà chúng ta không muốn. Ngươi đến lão tôn nhà náo cái rắm A, à, là ngươi đánh trước ta, chúng ta lão nhị lão tam mới đuổi ngươi các thôn dân ai cũng không tin nàng, nhìn một cái nàng toàn thân chỉnh tề bộ dáng, chỗ nào như bị đánh, thôn trưởng, ta nhưng nói cho ngươi, lão đại của chúng ta là thiên hộ đại nhân huynh đệ, hắn đi theo thiên hộ đại nhân đi bán mạng, trong thôn các ngươi người cứ như vậy đối với hắn lão nương huynh đệ, chờ thiên hộ đại nhân trở về, lão bà tử tất nhiên sẽ đi đòi hỏi một cái thuyết pháp, các ngươi chờ lão nương. Các thôn dân thật sự là bị nàng không muốn mặc cho kinh ngạc đến ngay người, lão bà tử này cùng ác bá có cái gì khác nhau? nhà các nàng trước tổn thương người a à, nhưng lời nàng nói lại để cho tất cả mọi người phạm sợ hãi người đều bất công thiên hộ đại nhân đối mấy cái này ngoại lai hộ tốt bao nhiêu tất cả mọi người là để ở trong mắt dù không vừa mắt nhưng không dám lung tung hát đệm tôn đại nương thấy tất cả mọi người như vậy lập tức liền đắc ý lên há mồm mắng tiểu xướng phụ ai không biết ngươi ước gì ngươi bà mẫu chết liền đợi đến tái giá đâu ngày bình thường thấy cái nam nhân liền ném mắt gió đi cái đường bãi xuống ba xoay thôn trưởng tức chết đều hắn chỉ vào tôn đại quát lớn ngậm miệng người cái lão bà tử buổi sáng uống chính là phân a há mồm thúi như vậy tiền đại tẩu người ra sao thôn chúng ta bên trong người đều rõ ràng nhà các ngươi khinh người quá đáng tổn thương người ta bà mẫu còn không có xin lỗi bây giờ còn treo lên người ta con dâu đến rồi đừng kéo thiên hộ đại nhân đại kỳ nói xong hắn liền hỏi tiền đại tẩu đến cùng chuyện ra sao tiền đại tẩu khóc chồng nói thôn trưởng ta bà mẫu không có cứu tôn đại phu để ta chuẩn bị hậu sự nguồn hố truyện chấm com ta ta liền chạy đi tôn gia tìm bọn hắn muốn thuyết pháp kết quả kết quả bọn hắn ra tay độc ác muốn đánh chết ta a à? chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai cái đến cùng thế nào đắc tội bọn hắn rồi chẳng lẽ coi trọng chúng ta mẹ chồng nàng dâu việc cần làm nhưng Vũ Thiên quản gia lại không chịu sa thải A à chúng ta, đem việc phải làm cho tôn gia, cho nên bọn hắn mới nghĩ ra tay độc ác. Nói đến đây, nàng khóc nhìn về phía thôn phụ nhóm, chư vị thím chị dâu đại mùi tử, các ngươi hẳn là rõ ràng, khi lữ thị ngày bình thường giặt quần áo là không chịu cùng chúng ta một chỗ, vì sao ngày ấy nàng lệch cùng ta bà mẫu một chỗ, lữ thị cũng khóc giải thích, ta thật không phải là cố ý, là tiền đại nương gọi ta, ta ngượng ngùng mới trôi qua. Nói đến đây, Tôn Đại Nương bỗng nhiên như bị điên bổ nhào qua đánh nàng, cút. Ngày đó lão nương liền không thể mềm lòng để ngươi về nhà, ngươi cút, ngươi có bao xa lăng bao xa, tất cả đều là ngươi gây ra sự tình. Lữ thị càng khóc càng hung, sau đó thừa dịp mọi người giật ra Tôn Đại Nương lỗ hổng, một đầu hướng trên tường đánh tới. Hai cái chị em dâu lanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng, đại tẩu, ngươi đừng tìm chết a, à, không bằng ngươi đi ra ngoài trước tránh mấy ngày chờ đại ca trở về đem chuyện này giải quyết lại trở về nhà đúng a à, đại tẩu chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý tin tưởng thiên hộ đại nhân khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo tôn đại nương lăng cút nhanh lên lữ thị khóc ròng nói đi ta lúc này đi nói xong nàng liền khóc trở về phòng thu thập cái bao quần áo nhỏ sau đó liền chạy đi các thôn dân muốn đuổi theo ai ngờ tiền đại tẩu tại lúc này hết lên một tiếng ta không sống ông trời không có thiên lý. Nói xong, nàng cũng chạy tới gặp trở ngại, cái này liền đem tất cả lực chú ý hấp dẫn đi qua, thôn phụ nhóm nhau nhau đi cản nàng, nhưng mà vừa cản lại nàng liền té xỉu, nhanh nhanh nhanh, đem người lưng đi tìm tôn đại phu. Thôn trưởng bận biểu phân phó, liền có thôn phụ đem người lưng đi tôn vân phòng khám bệnh, tôn vân vội vàng nên đón, đây là làm sao rồi, thôn trưởng nói, bị tôn gia người đánh. Tôn Vân bận biệu để người đem tiền đại tẩu lưng tiến phòng giải phẫu, cửa phòng giải phẫu đóng, thôn trưởng lúc này mới phản ứng tới Lữ Thị chạy, hắn chợt cảm thấy nhức đầu, điểm người nhanh đi tìm, một ngày này trời, ngày gì a? À? chương 287, chim sẻ núp đằng sau, nương. Lữ Thị trốn ở trong rừng cây, Tôn Đại Nương ra tới tìm tới nàng, đi, theo ta đi trên đường nhỏ núi, chiếu vào chúng ta đã nói xong, ngươi trong núi tránh một ngày quay lại ta liền đi tưởng gia náo đi, tiền gia bà tử chết rồi, cũng không thể để các nàng lại bức tử ngươi. Lữ thị gật đầu, đi theo tôn đại nương đi, tôn đại nương bước đi như bay, một mặt tính toán, vốn nghĩ qua mấy ngày lão nương đi kích thích một chút tiền gia nàng dâu, ai biết nàng hôm nay vậy mà chạy tới làm ầm ĩ, đây không phải đang giúp chúng ta a? À. có sẵn nhi lý do, lúc này vậy lão bà tử sống không được, con dâu nàng phụ lại làm cho ngươi rời nhà, chờ thiên hộ trở về lão nương nhất định phải hắn cho cái thuyết pháp về sau a à, các ngươi mấy chị em dâu liền đi phủ thượng làm công bao ăn bao ở còn phát y phục tiền tháng liền có thể tích lũy chỉ toàn hừ khi họ tiền lão chủ chứa cho là nàng là ai cùng với nàng nghe ngóng ít chuyện nàng liền ấp úng đem lão nương làm trộm phòng bị đáng đời nàng đi gặp diêm vương công đại nương một đường hùng hùng hổ hổ lữ thị một tiếng không dám lên tiếng ông lấy bao quần áo nhỏ đi theo nàng đi đi đến giữa sườn núi tôn đại nương tìm cái tảng đá ngồi xuống nàng đấm chân ôi bộ xương già này muốn gãy lão nương vì các ngươi thật sự là lo lắng nói nàng lấy ra khăn đến lau mồ hôi cũng không nhỏ tâm khăn rất xuống phía sau nàng bụi cỏ bên trên nàng xoay người lại đủ với không tới lữ thị bận biệu đi qua mẹ ta tới giúp ngươi nhặt tôn đại nương liền nhường ra vị trí lữ thị xoay người lại giúp nàng nhặt khăn tôn đại nương trên mặt hiện lên một tia hung quang, từ phía sau lưng một bàn tay đem lữ thị đẩy xuống dưới a à, lữ thị hét lên một tiếng lập tức rớt xuống nguyên lai like nơi này nhưng thật ra là cái tương đương dốc đứng dốc đứng chỉ là cỏ dại dáng dấp tươi tốt cho nên chợt nhìn nhìn đoán không ra lại dốc đứng phía dưới tất cả đều là đá lởm chởm tảng đá khối lữ thị đập xuống tuyệt không còn sống khả năng nơi này tôn đại nương thế nhưng là tìm rất lâu mới tìm được. Vì tìm nơi này, nàng một chuyến lội cầm cây gậy trúc nhi chạy lên núi, chân đều cho nàng chạy mảnh. Tôn thị không có lập tức đi, mà là ghé vào trên tảng đá lay mở cỏ nhìn xuống, nhưng mà cỏ quá tươi tốt nàng thấy không rõ lắm. Thế là liền tiếp tục trèo lên trên, leo đến một cái dốc cao trên hướng xuống nhìn, ẩn ẩn nhìn thấy lữ thị thi thể không nhúc nhích ghé vào đáy vực, còn giống như có máu, nàng hài lòng vội vàng hướng xuống đuổi, nàng liền không tin trong thôn không sẽ phái người đi tìm, đợi khi tìm được lữ thị thi thể, nàng liền có thể giống trống khua chiên đi tưởng gia náo. Phía sau núi Phạm Vi vẫn là rộng, thôn trưởng mặc dù phái thanh niên trai tráng đi, thế nhưng là một lát là không có cách nào khác tìm tới người, chờ Tôn Vân từ phòng giải phẫu ra tới, liền để người đem tiền đại tổ nhất trừ bệnh phòng, nàng thế nào rồi? Thôn trưởng bận biệu đến hỏi, Tôn Vân thở dài, kỳ nhất biển gánh quá nặng làm bị thương tim phổi ta hết sức xem thiên ý đi nàng mệt mỏi ngồi xuống mời thôn trưởng mấy người cũng ngồi xuống không ngồi được liền đứng thôn trưởng mày nhíu lại phải chết gấp chuyện này huyên náo cái kia ngày mang tới người đi tìm quản sự để quản sự an bài xong xuôi bên kia nhi trên núi việc phải thêm gấp một chút ngày hôm trước ban đêm vũ thiên liền phái người đi nhà trưởng thôn để hắn sáng sớm hôm sau mang nhiều mấy người đến Quả trên núi việc cần nhân thủ, đây đều là tính toán kỹ, diễn trò làm nguyên bộ, cho nên tôn vân sách nói đến, thông trưởng bận biệu để hắn mang tới người mình đi tìm quản sự, bọn người đi hết về sau, hắn chần chờ không biết nên như thế nào mở miệng. Tôn vân bưng lên chén trà trên bàn rất là uống vào mấy ngụm, đặt chén trà xuống liền hỏi, thông trưởng có lời gì cứ nói đừng ngại, tôn gia sự ngươi tính xử lý như thế nào? Tôn đại bổng là thiên hộ thủ hạ người, nhà của hắn quyến như vậy. Tiền đại nương mẹ chồng nàng dâu hai cái lại, tiền đại nương mẹ chồng nàng dâu hai cái không có hậu trường, không có chỗ dựa, nhưng Tôn đại bổng là thiên hộ muốn dùng người. Thông trưởng cảm thấy Tôn Vân hẳn là đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Thế nhưng là làm thông trưởng, hắn lại cảm thấy không thể cầm nhẹ để nhẹ, không phải về sau Tôn lão bà tử càng nên ỷ vào sau lưng có thiên hộ chỗ dựa, hoành hành trong thôn, muốn làm sao khi dễ người liền làm sao khi dễ người. Nói đến Tôn gia là ngoại lai hộ, bọn hắn khi dễ cùng là ngoại lai hộ người nhà họ tiền thì thôi. Nếu là khi dễ đời đời kiếp kiếp đều trong thôn bổn thôn người, thôn trưởng cảm thấy mình đến lúc đó tất nhiên là phải che chở bổn thôn người. Ai, trái phải cũng khó khăn a, à, trong thôn cũng dựa vào thiên hộ a. À. Tôn vân nói, ta người này đối chuyện không đối người, giảng một chữ lý. Trên thực tế, việc quan hệ nhân mạng cũng không phải là hai người chúng ta có thế quyết đoán chờ tiền đại tổ tỉnh hỏi một chút ý kiến của nàng nếu là nàng nguyện ý giải quyết riêng ta chỗ này không có ý kiến nếu là nàng không nguyện ý giải quyết riêng muốn báo quan ta cũng là duy trì báo quan a ra ngoài thôn trưởng lợi ích suy xét hắn là không nguyện ý báo quan nguồn hố truyện chấm com không báo quan chính là ngoài ý muốn một cái lão bà tự chết chung thế là được thế nhưng là báo quan liền phức tạp lại đối trong thôn đối với hắn ảnh hưởng đều không tốt nhưng là đâu hắn nghĩ tới trong nhà ẩn nấp một ngàn lượng bạc có lẽ là kia một ngàn lượng bạc cho lực lượng thôn trưởng hít sâu một hơi nói như tiền đại tẩu nghĩ báo quan vậy liền báo quan đi đùi muốn ông đúng ông chặt thiên hộ nhà đùi nhưng so sánh hắn làm thôn trưởng ít lợi cao nhiều một ngàn lượng bạc đâu nếu là không có tôn đại phu hắn đi chỗ nào kiếm đi lại có hai tháng khoai lang liền có thể lên Đến lúc đó chỉ huy sứ đại nhân còn sẽ tới, phương diện này chuẩn bị thôn trưởng muốn sớm làm một lần, lúc trước chúng ta đã đem từ trong thôn đến trên trấn đường một lần nữa tu tu, dưới mắt ta nghĩ đến đem trên trấn đến trong huyện quan đạo cũng lại sửa một chút, mở rộng nện vững chắc, đừng mất mô túi sắt, chỉ là chuyện này phải trải qua huyện nha, còn phải ngài đi thu xếp, mời huyện lệnh đại nhân để nhà sửa người tính cái giá tiền, ta lại đến xuất tiền, đường xây xong nàng vừa đi vừa về cũng thuận tiện, không phải con đường mấp mô, ngồi cái xe ngựa muốn đem người điên chết, đây là lợi người lợi mình, trái phải cũng là dùng sơn phỉ tiền tài bất nghĩa tu, nàng không có nửa phần đau lòng, thôn trưởng lập tức đại hỷ, nếu là trong thôn người xuất tiền cho trong huyện sửa đường, đối huyện lệnh đến nói cũng là chiến tích, đây là hắn tại mới huyện lệnh trước mặt cơ hội lộ mặt, được, chuyện này bao tại trên người ta. Các phường sự tình cũng phải gấp rút, tôn vân nói có thể thường xuyên mời mấy người tiền công không là vấn đề thông trưởng liên tục gật đầu đưa tiễn thôn trưởng vũ thiên liền đến tìm tôn vân hắn nói khẽ với tôn vân nói tìm được lữ thị lúc này đem người an trí ở trên núi trong nhà gỗ nhỏ đi xem một chút tôn vân lập tức nói hai người cùng một chỗ từ cửa sau ra ngoài đường lên núi bên trên vũ thiên liền đem sự tình cùng tôn vân nói một lần chúng ta người đi theo lữ thị cùng tôn đại nương một đường đuổi theo núi cái gì tôn đại nương đem lữ thị đẩy tới núi rồi tôn vân vẫn là đánh giá thấp tôn đại nương ác độc mặc dù nàng tại tận thế nhìn quen càng làm ác hơn độc sự tình nhưng tận thế cái hoàn cảnh kia cùng hoàn cảnh bây giờ không giống lữ thị coi như lại không cho nàng tâm nàng có thể chờ tôn đại bỗng trở về về sau yêu cầu hắn bỏ vợ a không cần thiết mưu sát chớ trừ phi lữ thị mưu sát tiền đại nương là nàng chỉ điểm đúng nàng đẩy tới núi về sau còn leo đến dốc cao nhìn xuống, xác nhận người có phải là ngã chết, chẳng qua ta đem lữ thị cứu, thoát áo ngoài của nàng bày tại đá vụn bên trên, lại thả một chút lữ thị máu, chương 288, không giao đại, trên núi nhà gỗ nhỏ tương đối ẩn nấp, là Vũ Thiên chọn chỗ ngồi, hắn mang hoắc Bắc ngôn đi trên núi học đi săn, có đôi khi liền sẽ tại nhà gỗ nhỏ nghỉ chân. Công vân đi theo hoắc Bắc ngôn cùng Vũ Thiên đi đến nhà gỗ nhỏ, Lữ Thị còn hôn mê đâu. Hoắc bắt Ngôn cầm giải dược cho Lữ Thị phục dụng, nàng rất nhanh liền yếu ớt tỉnh dậy, nhìn thấy Tôn Vân thời điểm, Lữ Thị chính là giật mình, dân phụ gặp qua phu nhân. Nàng bận biệu cùng Tôn Vân quỳ xuống, tạ phu nhân ân cứu mạng, công Vân đạo không có để nàng lên, chỉ nói, ngươi vì sao muốn giết tiền đại nương. Có phải hay không là ngươi bà ngón cái kiến cho ngươi, Lữ Thị không dám ngẩng đầu, nàng nằm sấp trên mặt đất trung lẫy bẫy, nàng dùng giống như mũi kêu thanh âm nói, hồi phu nhân, dân phụ thật là không cẩn thận, không phải cố ý muốn lệnh tiền đại nương, chuyện này cùng ta bà mẫu không quan hệ, tôn vân ha ha cười một tiếng nhi, cùng ngươi bà mẫu không quan hệ. Khi nàng vì sao muốn giết ngươi diệt khẩu, lữ thị mặc dù hận tôn đại nương đem nàng lừa gạt núi đẩy tới vách núi, nhưng lúc này vẫn là không dám thừa nhận, nàng nếu là thừa nhận, thiên hộ phu nhân có thể hay không đưa nàng cùng bà mẫu đưa quan nếu là đưa quan, bọn nhỏ tiền đồ liền xong, chính là vì hài tử, lớn hơn nửa ủy khuất nàng cũng phải nhận lấy, Lữ Thị kỳ thật cũng không nghĩ làm như vậy, thế nhưng là bà mẫu nói, nếu là nàng không nghe lời, liền đừng nàng, chính là không ngớt. Cũng có là biện pháp đem nàng tha mài chết, hoặc là thừa dịp hài tử cha không ở nhà, đem nữ nhi của nàng sách chân bán, nàng cũng là không có cách nào khác, trong chậu tảng đá, cũng là bà mẫu cảm thấy cái chậu quá nhẹ, không đủ phân lượng sau đó tìm đến giấu vào đi. Nàng thật không nghĩ tới tiền đại nương sẽ chết, nếu là sớm đoán được. Nàng khẳng định sẽ vụn trộn đem tảng đá lấy ra vứt bỏ, nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn, nàng không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận, lữ thị không thừa nhận, công vân cũng lười tiếp tục hỏi, nàng đối vũ thiên cùng hoắc bắt ngôn nói, đem nàng trói lại, phái một người đến trông coi, đừng để nàng chết, cũng đừng để nàng chạy. Khoác bắt ngôn nói, ta trước trông coi nàng, vũ thiên sư phụ trước cùng thẩm thẩm trở về, sau đó phái người tới thay thế ta đi, tốt. Vũ thiên dứt khoát đáp ứng, cùng tôn vân đường xuống núi bên trên, vũ thiên liền nói, tôn đại phu, ta có thể để nàng mở miệng, hắn có một vạn loại biện pháp để nhân sinh không bằng chết, kêu khóc nhận tội, tôn vân cười lắc đầu, trong thôn đợi rất nhàm chán, chúng ta trước xem kịch đi. Chờ tưởng thiệu bọn hắn trở về thời điểm, nếu là Lữ Thị lại không bàn giao, ngươi lại ra tay, ừm. Vũ Thiên bác tại sau lưng tay móc móc trong lòng bàn tay, ngứa, về đến nhà, Tôn Vân làm không có chuyện người đồng dạng. Đầu này trong thôn không tìm được người, thôn trưởng liền coi như thôi, trời đều nhanh đen, khẳng định không thể lại để cho người đi tìm. Lại nói, trong thôn phái người tìm đã hơn nửa ngày, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ra ngoài tìm tráng đinh đều trở về thôn trưởng liền đi tôn gia cùng tôn gia người nói, người trong thôn giúp các ngươi tìm đã hơn nửa ngày người, chính các ngươi một người đều không ra, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi muốn tìm người, hoặc là mình lên núi tìm, hoặc là liền xuất tiền mời người, tôn đại nương thay đổi ngày xưa cây nghiệt tác phong, cười rạng rỡ đối thôn trưởng nói, thật sự là làm phiền tất cả mọi người, tìm, ngày mai khẳng định tìm. Chẳng qua phải làm phiền thôn trưởng tìm mấy người giúp đỡ lên núi tìm, yên tâm, tiền công ta ra, năm mươi văn một ngày ngài nhìn có được hay không? năm mươi văn, giá tiền ngược lại là phúc hậu. Thôn trưởng gật đầu đáp ứng. Hắn hỏi, kia ngày mai ta liền chọn mười cái tráng lao lực đi trên núi giúp đỡ tìm. Công đại nương vội nói tạ, đa tạ thôn trưởng. Thật, không phải nhà chúng ta lão nhị lão tam không đi tìm bọn hắn chị dâu đi, thực sự là bọn hắn đối núi này bên trong không quen, lại có chính là bọn hắn phải cho thiên hộ nhà làm việc chút đấy. Thôn trưởng ngài yên tâm chờ nhà ta lão đại trở về, lão bà tử tất nhiên sẽ nói với hắn, để hắn thật tốt tạ ơn ngài, thôn trưởng, cái kia ngược lại là không cần, nói xong hắn liền đi, một hơi đều không nghĩ tại tôn gia đợi. Ngày thứ hai, thôn trưởng sáng sớm liền điểm 10 người lên núi đi tìm, kết quả tìm cả ngày đều không tìm được, chặn vạn tối thôn trưởng liền mang theo người đi tôn gia muốn tiền công, tôn đại nương trong lòng không vui vẻ, đám này phế vật tìm bộ thi thể cái này đều cả ngày còn tìm không thấy, thực sự là, còn muốn tiền, phi, tôn đại nương cười làm lành nói, cái kia, thôn trưởng A, cái này tìm không thấy người ta hoảng hốt A, không phải ngày mai lại tìm một ngày, đến lúc đó ta cùng một chỗ tính tiền, đến mai các ngươi vẫn là đi cái gì sườn núi khảm A, dốc núi dưới đáy những địa phương này ngó ngó, ta sợ nàng vội vàng hấp tấp, vạn nhất té xuống làm thế nào, thôn trưởng chỉ có thể đáp ứng. Mang theo người đi trên đường các thôn dân liền cùng thôn trưởng nói thầm thôn trưởng kia lão chủ chứa không phải là một món đồ nàng sẽ không giựt nợ chứ đúng đấy chúng ta tân tân khổ khổ tìm một ngày nàng nếu là quyệt nợ chúng ta nhưng làm thế nào a à? đổi thành người khác bọn hắn liền đánh đến tận cửa đi thế nhưng là tôn đại bổng là tưởng thiên hộ trước mặt hồng nhân nguồn hố truyện hotoan com bọn hắn không dám thôn trưởng nói yên tâm nàng nếu là không cho Chờ Tôn Đại Bổng trở về, ta liền cùng Tôn Đại Bổng muốn, chẳng qua trước đó các ngươi tiền công, ta có thể trên nệm. Các thôn dân nghe hắn kiểu nói này, tâm liền bỏ vào trong bụng, có người chê cười nói, chỗ nào có thể để cho ngài đệm a. Đúng đấy, nếu là bọn hắn không cho, vậy chúng ta liền đợi đến Tôn Đại Bổng trở về hỏi Tôn Đại Bổng muốn. Thôn trưởng nhìn hắn chầm chầm nhóm hừ lạnh một tiếng, giả mô hình giả thức, nói xong cũng bước nhanh hơn. Một ngày này tất cả đều là bực mình sự tình, hắn đói, nhưng mà, ngày thứ hai vẫn không có tiền tới, thôn trưởng mang theo người đi Tôn gia muốn tiền công thời điểm, Tôn đại nương sắc mặt liền biến, các ngươi tìm không thấy còn có mặt mũi đến đòi tiền, ta nhìn các ngươi liền không có đi trên núi tìm, không chừng ở trên núi đợi cho trời tối, làm một ngày liền nghĩ lừa gạt lão nương tiền, lão nương nói với các ngươi, không có cửa đâu, đám người, thôn trưởng mắt lạnh nhìn Tôn đại nương ngăn đón những cái kia muốn cùng tôn đại nương lý luận người đi thôi đến mai đi với ta huyện nha liền cáo tôn gia con dâu trưởng đã thương người tới chết lẫn trốn bên ngoài lại cáo tôn tam bổng đã thương người gây nên người trọng thương không nói đạo lý lão chủ chứa không cần cùng với nàng dông dài huống hồ thôn trưởng đã sớm thăm dò qua tôn vân ý tôn vân là không ngại báo quan cái quái gì chơi xấu đùa nghịch đến trên đầu của hắn đến tôn đại nương nghe vậy lập tức nhảy dựng lên ngươi dám. Ngươi liền không sợ thiên hộ đại nhân trở về chơi chết ngươi, ngươi chẳng qua là một cái thôn trưởng, thiên hộ đại nhân động động ngón tay liền có thể chơi chết ngươi, thôn trưởng bị nàng chọc cười, không biết, còn tưởng rằng thiên hộ đại nhân là con của ngươi đâu, được, lão phu chờ ngươi cùng thiên hộ đại nhân tố cáo, chẳng qua lão phu nhắc nhở ngươi, thiên hộ đại nhân không biết khi nào có thế về, nhưng là lão tử đến mai liền có thể bên trên huyện nha tố cáo. Ngươi tạm chờ lấy nhà ngươi Tôn Tam bỗng bị bắt vào nhà tù đi Tôn Tam bỗng nghe xong liền dọa đến trung chân Bịch một tiếng nhi cho Tôn Đại Nương quỳ xuống Mẹ, ngài đưa tiền đi Nhi tử không muốn ngồi lao Mẹ, cầu ngài Ngài liền cho đi Tôn Đại Nương không có cách nào khác Đành phải hùng hùng hổ hổ đi lấy tiền Nàng đem một trăm tiền ném tới thôn trưởng bọn người dưới chân Cho các ngươi Cầm cút nhanh lên Các ngươi lại chờ lão nương Chờ thiên hộ đại nhân trở về lão nương muốn các ngươi đẹp mắt, chương 289, đoạt binh trại, thông trưởng khí cười, 100 văn, nói đùa cái gì, một người một ngày tiền công 50 văn, 10 người một ngày chính là 500 văn, hai ngày chính là 1.000 văn, tôn đại nương chống lạnh nói, ta nhổ vào, ta rõ ràng đáp ứng chính là một ngày 50 văn, cũng không có đáp ứng ngươi mỗi người đều cho 50 văn. Nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, còn muốn một ngàn văn, các ngươi dứt khoát giành được, nói xong nàng liền té nằm trên đất khóc lóc ông sòng lăn lộn nhi lên ông trời a không được thôn trưởng dẫn đầu đoạt tiền a các ngươi chính là nhìn ta con trai cả cùng thiên hộ đại nhân đi đánh trận khi dễ ta một cái lão bà tử nha không sống không có sống đầu nha thôn trưởng tức giận đến giận sôi lên các thôn dân cũng tức giận đến từng cái đều muốn đem tôn gia cho nện nhưng bọn hắn vẫn là bị thôn trưởng ngăn cản đi thôn trưởng a nói Tiền này hắn nhất định sẽ muốn, chờ Tưởng Thiên Hộ trở về, hắn tất nhiên muốn tìm Tưởng Thiên Hộ muốn cái thuyết pháp, trên chiến trường tưởng thiệu hắc xì liên tục, tâm hắn nói nàng dâu như vậy muốn ta, xem ra ta phải tăng thêm tốc độ, nghĩ tới đây, tay hắn lên đao rơi, cấp tốc giải quyết mấy cái tuần tra quân địch, cũng đem bọn hắn thi thể kéo vào trong bóng tối, đây là một cái yến quốc lô cốt binh trại, hắn nhiệm vụ lần này chính là dẫn người phóng hỏa khiêu hủy binh trại mấy cái trọng yếu thành lũy cùng lương thảo nếu là đem cái này binh trại trừ bỏ bình thành phòng tuyến lại có thể ra bên ngoài xê dịch một bước dài cái này binh trại có một ngàn binh mã tưởng thiệu chỉ đem một chi hai mươi người đội ngũ trần hành viễn mang ngàn người bên ngoài hấp dẫn binh lực của bọn hắn hai bên đang đánh binh trại lúc này có thế có khoảng năm trăm người dù sao trần hành viễn muốn đem người dẫn dụ ra ngoài vẫn là rất khó hắn cũng là giả vờ như chiến bại dẫn tới binh trại xuất binh truy kích mặt khác trừ dụ địch người hai bên còn mai phục một số nhân mã liền chờ tưởng thiệu tín hiệu tưởng thiệu đem mấy địch nhân y phục trút ra mình cùng đồng bạn thay đổi sau đó đi ra ngoài giả vờ như tuần tra dáng vẻ tới gần lương thảo nhà kho hắn sở dĩ thì ra cáo anh dũng tiếp cái này nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng là bởi vì hắn phi thường rõ ràng cái này bảo trại lương thảo chỗ vị trí đời trước quân đội của bọn hắn tại cái này bảo trại bên trên là bị thiệt lớn, trả giá giá cả to lớn, mới cầm xuống cái này bảo trại, cho nên, bảo trại phân bố tưởng thiệu rất rõ ràng. Hắn mang theo người sờ vuốt đến lương thảo trọng địa, thủ vệ cản bọn họ lại không cho vào, tưởng thiệu không nói hai lời liền đem người chém chết, kho lúa bọn thủ vệ cùng nhau giết tới, tưởng thiệu giơ tay chém xuống, một đao một cái, hắn như vậy dũng mãnh, cho đi theo hắn người cực lớn lòng tin cũng cho bọn hắn giảm bớt không ít áp lực, giết tiếng kho lúa, tưởng thiệu đoạn hậu, khiến người khác đi châm lửa, bọn hắn chặt ra kho lúa cửa, đem dầu hỏa đổ vào, lại châm lửa, đại hỏa bừng bừng mà lên, mấy người không ham chiến, vội vàng giết ra ngoài, hỏa hoạn, kho lúa hỏa hoạn, địch tập, bảo trại đại loạn, yến quân nhao nhao hướng kho lúa vọt tới, lúc này, mai phục tại nơi khác binh sĩ gặp người đều hướng kho lúa chạy tới, liền thừa loạn giết lầu canh thủ vệ, chạm vào lô cốt. Trong lô cốt có năm danh cung nỏ thủ, bọn hắn mỗi người trong tay đều khống chế một cái cường nổ. Tưởng thiệu người cũng không đi vào cùng bọn hắn đánh, mà là đem trang dầu hỏa bình người đi vào, lại đem nhóm lửa cây châm lửa ném vào. Một cái lầu canh đốt lên, hai cái lầu canh mà thôi đốt lên. Cái thứ ba, cái thứ tư lầu canh tiếp lấy đốt lên. Hưu hưu hưu, bành bành, tôn đại bổng đem nhóm lửa làm tín hiệu dùng yên hoa đạn, Pháo hoa giữa không trung nổ tung, mai phục tại hai bên phục binh liền gào thét hướng binh trại giết tới đây. Ba phương hướng không có lầu canh bên trong dày đặt mưa tên, các phục binh mười phần thuận lợi giết vào. Nhưng mà có một cái phương hướng lầu canh cũng không có bị thiêu hủy, liên phát cường nổ bắn ra mưa tên trực tiếp thu hoạch đi không ít phục binh tính mạng. Lúc này tôn đại bổng mới phát hiện không đúng, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng sách đao giết tới tòa kia lầu canh, trên đường liền thấy đường ngư thi thể đường ngưu trên người dầu hỏa bình đã vỡ vụn, tôn đại bổng trên thân không có cây châm lửa, hắn cũng gấp, nhưng lúc này dếp đi lên quân địch càng ngày càng nhiều, trên người hắn đã vết thương chồng chất, đang lúc hắn cho là mình sẽ gãy ở đây thời điểm, tưởng thiệu dẫn người đánh tới, mấy cái khác phương hướng phục binh cũng đánh tới, tưởng thiệu đem hắn cứu ra, lại một mình dếp tới lầu canh, nhìn thấy đường ngưu thi thể thời điểm, tưởng thiệu tâm đều lạnh lúc này kỳ thật hướng đường ngưu trên thân ném cái cây châm lửa, dẫn đốt trên người hắn dầu hỏa, lầu canh liền có thể bốc cháy, nhưng tưởng thiệu không nguyện ý, hắn trực tiếp hướng lầu canh bên trong giết, thiên hộ, châm lửa A. Tôn đại bỗng tại lầu canh hạ gào thét, châm lửa là tốt nhất biện pháp, nhưng mà tưởng thiệu căn bản cũng không nghe, hắn giống như một tôn sát thần, giết tiếng lầu canh, đem A lầu canh bên trong cường nổ tay toàn giết. Không có mưa tên công kích, phương vị này phục binh thuận lợi vọt vào, nguồn hố truyện hô com, binh tướng trại yến quân giết sạch sẽ, sau đó cùng Trần Hành Viễn cùng một chỗ đối đuổi theo ra đi quân địch vây kín giết một cái sạch sẽ, binh trại, bị đoạt trở về, binh trong trại vang lên các binh sĩ tiếng hoang hô, máu me khắp người tưởng thiệu ôm lấy đường ngưu, cất bước đi xuống lô cốt, hướng danh trướng khu vực đi đến, quân y đâu, đại thuận, có ai không đem đại thuận tìm đến. Đường ngưu còn có khí. Tưởng Thiệu giết hết yến quân, liền đi dò xét đường Ngưu hơi thở, hắn còn có khí. Đại Thuận là bị Tưởng Thiệu thân binh cho cổng đến, cứu hắn. Tưởng Thiệu hai mắt đỏ ngầu, Đại Thuận bị hắn hù dọa, nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình ổn định. Ngay sau đó, theo quân quân y cũng cùng đi theo. Đại Thuận xem xét đường Ngưu thương thế, hắn nặng nhất tổn thương tại ngực, bị người chặt một đao, từ trái đến phải, sâu đủ thấy xương sau đó chính là cái ót cũng có tổn thương. Quân y nhìn thẳng lắc đầu, nói không có cứu, hắn quay người liền đi nhìn khác bị tổn thương. Quân y nhóm cho tới bây giờ đều là trước tăng cường có khả năng cứu sống bị tổn thương bận rộn. Đại thuận không đi, hắn đầu tiên là cho đường ngưu ăn một hạt màu đỏ dược hoàng, dựa theo tôn vân cùng hắn giảng đồ vật, sau đó dựa theo trình tự trừ độc, làm sạch vết thương, khâu lại, những động tác này, hắn tại thịt heo bên trên làm vô số lần còn tại con thỏ trên thân làm vô số lần cho người ta làm hắn có thể đại thuận không ngừng đối với mình nói tưởng thiệu thân mang theo người giúp hắn nâng đèn rốt cục đem tất cả vết thương đều khâu lại tốt đại thuận thở dài một hơi hắn đối tưởng thiệu nói thiên hộ đại nhân ta chỉ có thể giúp hắn xử lý ngoại thương khắc liền sẽ không vẫn là phải đem hắn mang về trong thôn mời sư phụ giúp hắn nhìn tổn thương nói xong đại thuận lại lấy ra một bao thuốc bột mời người hỗ trợ nặng ra đường ngưu miệng, hắn đem thuốc bột rót vào đường ngưu miệng bên trong. Tưởng thiệu suy nghĩ bị tổn thương lên đường rất chậm, đuổi tới trong thôn không biết đều khi nào, thế là nhân tiện nói, các ngươi mang theo đường ngưu đi quan đạo, chậm rãi đi, tận lực không muốn sóc nảy đến hắn, ta đi trong thôn đem tôn đại phu tiếp ra tới, chúng ta nửa đường gặp mặt, vâng. Đại thuận đáp ứng, tưởng thiệu phân phó thân binh cùng tề phú căng nhi bọn người, các ngươi che chở đường ngưu đi, bên này như sự tình không cần phải để ý đến, quân công của các ngươi không ai dám thế cho. Nói xong hắn liền vội vàng ra doanh, tìm Trần Hành Viễn nói một tiếng, liền ra roi thúc ngựa chạy, chương 290, thu sau châu chấu, cùng thôn trưởng trở mặt ngày thứ ba, tôn đại nương liền vụng trộn đi lữ thị rơi xuống địa phương nhìn, chỉ thấy trên tảng đá có vết máu, cũng không nhìn thấy có người, ngược lại là có quần áo của nàng mảnh vỡ sợ là cho sói tha chạy tôn đại nương nói thầm vừa nghĩ tới có sói nàng lập tức phía sau lưng phát lạnh cuốn quyết chạy đương nhiên nàng là cầm mang máu toái bộ phiến chạy tiền gia đã treo trắng tiền đại tổ trọng thương bạch là tôn vân tìm vưu thị lâm thị đường đại nương giúp đỡ thu xếp quan tài là mời tề đại gia giúp đỡ chọn mua những người này đều là trừ tôn gia bên ngoài mặt khác hai nhà người mặt khác tiền đại nương thân hậu sự giao cho không tại xử lý Công vân đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu là có người xem bệnh, người gác cổng đến gọi nàng. Tiền đại nương đã hạ sốt, mỗi ngày cũng có đôi khi tỉnh lại. Xem ra vẫn là các loại thuốc tây có tác dụng. Cổ nhân chưa hề dùng qua những thuốc kia, hiệu quả tiêu chuẩn. Dưới mắt nếu như không ra biến cố, đại nương liền coi như là từ quỷ môn quan đoạt tới. Công vân đối tiền đại tẩu nói, tiền đại tẩu cảm động đến rơi nước mắt, cảm tạ cũng không biết nói bao nhiêu lần. Công vân vỗ nhẹ nàng tay, chiếu cố thật cốt đại nương, chia ra phòng, muốn cái gì ngươi liền gọi người, tiền đại tẩu gật đầu đáp ứng, tôn đại nương vẫn nghĩ tới cửa náo, nhưng người gác cổng đều không cho nàng tiếng, nàng láo xưng mình không thoải mái muốn nhìn bệnh, người gác cổng cũng không để ý nàng, các nàng người một nhà ai xem bệnh đều không để ý, để nàng đi trên trấn tìm đại phu, công đại nương lại đi tìm thôn trưởng, thôn trưởng nói chuyện này hắn không xen vào đề nghị tôn đại nương đi nha môn báo án nàng suy nghĩ một chút trở về tìm cháu gái muốn đem cháu gái cả phát sốt người mang lên tưởng gia nhìn tôn vân còn có thể hay không thấy chết không cứu cháu gái không ở nhà ra ngoài làm việc mà đi nàng lại đi ra ngoài đem cháu gái tìm trở về viện nhi cửa một cái chốt hướng cháu gái trên thân dội nước lạnh đại nha nhị nha tam nha bị dội liền giơ chân tản ra bà ngươi làm gì a à? tôn đại nương quát lớn các nàng cho lão nương tranh thủ thời gian đứng vững, đổi lại trước kia, các nàng chính là bị đánh chết cũng không dám loạn động, nhưng bây giờ nha, niệm nhiều như vậy trời sắc, cùng trong thôn nữ hài tử chơi đến cùng một chỗ, tiên sinh lại dạy các nàng tự cường tự lập, đến cùng có chút lá gan, đại nha nhị nha cũng dám phản kháng, tam nha mặc dù cũng sợ, nhưng cũng như trước kia có biến hóa, mấy cái cô nương khắp nơi tránh, tôn đại nương tức giận đến không được, nàng đè ép thanh âm nói, để các ngươi dừng lại không có nghe thấy sao lại chạy đánh gãy chân đại nha hỏi ngài vì sao dội chúng ta sẽ phải gió rét phong hàng cũng không phải chơi sẽ muốn mệnh tôn đại nương chính là để các ngươi phải phong hàng không được phong hàng thế nào tìm tôn thị xem bệnh đại nha nhị nha kinh ngạc đến ngay người bà ý gì để các nàng bệnh là vì đi tìm thiên hộ phu nhân không thành bà tại sao lại tính toán đến thiên hộ nhà rồi làm sao lại không chết tâm, nếu là bà lợi dụng bọn hắn tính toán thiên hộ nhà tính toán thành công, chờ cha, đại bá, trở về, bà sẽ không thế nào, các nàng là sẽ bị đánh chết, ba cái nha xông ra tôn gia, tôn đại nương ở phía sau bên cạnh truy bên cạnh mắng, nhưng cửa bị đại nha đóng, còn lấy phát dây thường nhi giữ cửa cái chốt cho cột lên, nhị nha sợ không chắc chắn, cống hiến ra mình phát dây thừng, tôn đại nương đuổi đến thời điểm cửa đã mở không ra, đại nha nhị nha mang theo tam nha hướng lão viên gia phương hướng chạy, dưới mắt, các nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến tìm phạm đông nhi tỉ muội hai cái, ngóng trong các nàng khả năng giúp đỡ tự mình một cái, chạy đến lão viên gia, phạm đông nhi tỉ muội không tại, chỉ có phạm quả phụ ở nhà theo thùa, nhìn thấy ba người này tóc tai bù xù chạy tới, mấy cái nha đầu toàn thân còn ướt đẫm, vội vàng thả ra trong tay tú việt, hỏi mấy người, các ngươi làm sao đây là? đại nha bịt cho phạm quả phụ quỳ xuống nhị nha lôi kéo tam nha cũng quỳ xuống phạm thẩm thẩm cầu ngài giúp chúng ta một tay đi phạm thị vội vàng đem viện nhi cửa đóng đi nâng ba cái nha đứng lên mà nói đến cùng thế nào đúng không đại nha khóc nói chúng ta cũng không biết làm sao vậy bà bỗng nhiên liền phải hướng trên người chúng ta hắt nước muốn đánh chết chúng ta chúng ta cũng là không có cách nào mới chạy đến thực sự là không có địa phương đi cầu phạm thẩm thẩm thu lưu chúng ta mấy ngày đi, chờ cha trở về, ta cùng cha muốn tiền thuê nhà, tất sẽ không ở chùa. Tôn gia sự nhi phạm thị là không nghĩ nhiễm, tôn gia lão thái bà thực sự là quá không giảng đạo lý, chính là một cái lưu manh, chọc liền không có tốt, nàng nghĩ nghĩ đối ba cái nha nói, các ngươi không bằng đi tìm thôn trưởng, nhị nha khóc lắc đầu, không thể đi, ta bà đem thôn trưởng đắc tội hung ác, phạm thị khổ sở nói, không phải ta không giúp các ngươi, thực sự là sợ đắc tội các ngươi bà đến lúc đó ta cùng đông nhi hỷ nhi liền không có cách nào tử trong thôn đặt chân nguồn hố truyện hô com các ngươi bà không phải cái có thế từ bỏ ý đồ người ba cái nha khóc đến lợi hại hơn không ngừng nói van cầu ngươi loại hình phạm thị khổ sở nói trừ phi các ngươi nói cho ta các ngươi bà vì sao muốn như vậy đối các ngươi không phải ta thật không thể thu lưu các ngươi đại nha muốn nói không biết nhưng phạm thị nói các ngươi có thể không nói chẳng qua không có nói các ngươi không đi ta liền đi nhà ngươi tìm các ngươi bà nhị nha vội nói ta nói bà là muốn cho chúng ta tỉ muội phải phong hàng sau đó xong đi tìm thiên hộ phu nhân xem bệnh dạng này thiên hộ phu nhân liền không thể trốn tránh chúng ta trừ phi nàng muốn nhìn chúng ta chết bệnh nhưng dạng này liền không có cách nào tử cùng thiên hộ bàn giao phía sau những cái này là nhị nha mình suy nghĩ cơm canh thở dài nàng đi nhà bếp chịu canh gừng, lại đi tìm hai cái nữ nhi của y phục cho tỷ muội mấy cái thay đổi. Các ngươi trốn ở nhà ta có thể, nhưng chỉ có thế núp ở phía sau viện nhi chuồng gia súc bên trong, không phải ta khắc khe, khe khắc các ngươi, chủ yếu là sợ các ngươi bà tìm tới cửa. Mấy cái nha liền vội vàng gật đầu, có chỗ ngồi trốn tránh là được, các nàng không chọn. Kỳ thật phạm quả phụ có thể để các nàng trốn đến phòng bên trong, nhưng mấy người này không cần mặt mũi không nói trước lời nói thật, biết rõ các nàng bà là cái dạng gì người, tại mình cự tuyệt về sau, còn mặt dày mày dạng cầu khẩn muốn lưu lại, rất là khó xử người, từ cây bên trên chính là xấu, có thế trông cậy vào các nàng không dài lệch ra, không thể, phạm quả phụ đem ba cái nha đầu dàn xếp đến gia súc trong rạp, người nhà họ tưởng đều đi huyện thành, trong nhà heo a à gà vịt cái gì, về sau toàn mang đi. Nàng cũng không có tiếp tục nuôi nấng, lý do có sẵn nàng muốn theo thùa cho nên gia súc lều kỳ thật còn rất sạch sẽ phạm thị khóa lại đại môn liền hướng tôn vân nhà đi cùng người gác cổng nói nàng cho phu nhân làm thăng tốt mời người gác cổng đưa đi cho phu nhân còn nói nàng sẽ ở cửa chờ nói chờ phu nhân đáp lời nếu là phu nhân có bất mãn ý địa phương nàng tốt cải biến người gác cổng đem nàng trên mặt đất đến bao bố nhỏ phục tiếp nhận đi mở ra nhìn một chút sau đó mới đi vào bẩm báo tôn vân nhìn trước mắt khăn trong lòng tự nhủ ngược lại là theo thật tốt nhìn, chỉ là nàng không có để Phạm Thị theo khăn A. Nghĩ đến Phạm Thị làm việc, lão tưởng người nhà toàn chạy tới trong huyện. Nghĩ đến là Phạm Thị công lao, thế là Tôn Vân quyết định nhìn một chút cái này nữ nhân thông minh. Chương 291, tiến đến cứu người, nghe Phạm Thị nói xong, Tôn Vân đã cảm thấy cái này Tôn Bà Tử rất có thể dày vò, liền, có loại nghĩ ấn chết xúc động, như cái gì đâu tựa như là có con ruồi tại bên cạnh ngươi ong 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 bay, lúc này liền nghĩ dùng nhang mũi hung chết nó, dùng vật bắt mũi hao chết nó, dùng vĩ đập ruồi đập chết nó, ngươi cũng không cần lo lắng tôn lão bà tử, chờ thiên hộ trở về, ta tự sẽ để thiên hộ đại nhân đến xử lý, tưởng thiệu lấy được người, tưởng thiệu mình đuổi, ờ, đến lúc đó cũng không phải tưởng thiệu đuổi người, mà là nha môn bắt người, thu sau châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày tạm chờ lấy nhìn đi, tôn vân một chút đều không có đem tôn lão bà tử để ở trong mắt, người nhà họ tưởng làm sao đều đi huyện thành. Tôn vân hỏi Phạm Thị, nàng vẫn có chút bác quái chi tâm, Phạm Thị đưa tới cửa, nàng tự nhiên là muốn hỏi đầy miệng, Phạm Thị cũng không có giấu giếm tôn vân, đem chân tướng nói một lần, một chút đều không có ở tôn vân trước mặt che giấu nàng tiểu tâm cơ, là trên thực tế, Phạm Thị cảm thấy, một người muốn thể hiện ra bản thân giá trị đến, mới có cơ hội đem mình chào hàng ra ngoài. Tôn vân không nghĩ tới nàng như vậy thẳng thắn, là một nhân tài. Dạng này cũng tốt, mặc dù nàng không sợ lão tưởng nhà người, nhưng đến cùng tại dưới mí mắt rất đáng ghét. Phạm thị thời điểm ra đi, tôn vân cho nàng cầm 20 lượng bạc, nói là cho khăn tay tiền. Phạm thị rõ ràng, cái này 20 lượng bạc là thưởng nàng, khăn tay mới đáng mấy cái tiền đồng đây. Tôn vân vừa tiếp tục nói, Ta xem ngươi theo việc cũng không tệ lắm, ta lấy cho ngươi một chút vụn vặt vải vóc, ngươi giúp ta cho nhà chị em Ca Nhi làm nhiều vài đôi giày, giày mặt bên trên phải có theo thùa, giày của bọn hắn hình dáng ta lấy cho ngươi, làm thời điểm hơi thả một chút. Phạm thị vui mừng quá đổi, phu nhân nguyện ý để nàng làm giày, nói rõ là tán thành nàng, thật sự là một cái tiến bộ lớn, quả thực cổ vũ Phạm thị, để nàng đối tương lai sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình nhi, đợi nàng lại tích lũy ít tiền liền phải lập mưu rời đi tưởng ngân bảo, sau đó nhìn có thể hay không trong thôn lập cái nữ hộ. Tôn Vân cầm một bao lớn vụn vặt vải cho Phạm Thị, lại đối Phạm Thị nói, Đông Nhi tại nhận biết dược liệu trên có chút thiên phú, khỉ nhi toán học cũng không tệ, trở về ngươi cùng với các nàng nói, muốn bao nhiêu luyện qua lưng, tuyệt đối không được lười biếng. có cái gì không hiểu hạ học về sau có thể tùy thời hỏi tiên sinh, cần gì sách, có thể tới tìm tiên sinh mượn, lấy về chép. Phạm thị vội vàng cùng Tôn Vân dập đầu nói lời cảm tạ, tới đây thời gian dài Tôn Vân đã chết lặng. Nàng sau khi đi, Tôn Vân liền đi hiệu thuốc đi làm viên thuốc. Đem viên thuốc làm xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nói mình muốn nghỉ ngơi, đem cửa phòng vừa đóng, lách vào không gian đi chỉnh lý sách thuốc, sau đó biên soạn ngoại khoa sổ tay. Đồng hồ báo thức định thời gian, bọn nhỏ đọc xong sách nàng liền từ không gian ra tới, đi nghênh đón bảo bối của nàng nhóm chẳng qua lần này không có nhận đến bảo bối, ngược lại là trước tiếp vào tưởng thiệu, tưởng thiệu đến dịch trạm liền thay ngựa, hơi nghỉ ngơi một chút liền lập tức đi đường, không ngủ không nghỉ phong trần mệt mỏi địa. Lúc này quả thực không có mắt thấy, tôn vân gặp hắn dạng này giật nảy mình, làm sao đây là? tôn vân bận biệu đi ra phía trước, ôi, trên thân nam nhân mùi vị nha, nàng cũng không có ghét bỏ, để hắn đi tắm rửa, tắm rửa thời điểm nói sự tình, tưởng thiệu nói đường ngưu trọng thương không kịp ngươi lập tức theo ta đi đường ngưu trọng thương tôn vân cũng là cả kinh đứa bé kia rất rực rỡ làm việc nhi cũng lưu loát mười phần sáng sủa cũng không có cái gì ý đồ xấu tôn vân thật thích hắn đường ngưu lần này cùng tưởng thiệu thời điểm ra đi còn nhờ tôn vân giúp hắn tìm người giới thiệu cái nàng dâu đâu ngươi đi trước tẩy đổi thân y phục đến lúc đó phụ giúp vào với ta quá bẩn không được ghi nhớ rửa sạch sẽ ta còn muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị dược liệu tưởng thiệu nghe vậy không nói hai lời lập tức đi tắm rửa công vân liền sai người chuẩn bị xe ngựa để bộ hai con ngựa tưởng thiệu hiện tại là quan thân có thể dùng hai con ngựa xe ngựa hai con ngựa sau một con ngựa muốn chạy phải mau mau sau đó nàng để người đem toa xe quét dọn ra tới quỷ đi ở giữa ghế trải lên chiếu trên chiếu trải lên hai tầng thật dày đệm giường lại mang một giường chăn mền hai người thay dập y phục muốn dùng thuốc trước từ không gian bên trong lấy ra, công vân chuẩn bị xong, còn phải chạy tới cùng hai đứa bé tạm biệt. đường ngưu ca ca thụ thương, sinh mệnh hấp hối, nương muốn đi cứu hắn mệnh, dục ca nhi cùng su nhi liền hảo hảo cùng lương gia gia ở trong nhà có được hay không? nương lần này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, nhưng nương cùng các ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi. nương nếu là đi trễ, các ngươi đường ngưu ca ca có thể sẽ mất mạng. lần này hai cái tiểu hài nhi mặc dù vẫn là không bỏ, nhưng bọn hắn không có ngăn cản, nguồn hố truyện hô truyền com su nhi mặc dù nước mắt trưng trưng, nhưng vẫn là ôm lấy tôn vân hôn một cái, mẫu thân về sớm một chút a, à, phải bảo trọng a, à. dục ca nhi cũng giống vậy, ôm lấy tôn vân hôn một chút, căn dặn tôn vân phải chú ý an toàn, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy mẫu thân, hoắc bắt ngôn cùng tôn vân nói, thẩm thẩm yên tâm, tôn gia sự nhi chúng ta sẽ nhìn xem làm. Tôn Vân cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đừng sợ lo liệu chuyện xấu, ngươi muốn xử lý như thế nào đều thành, thẩm thẩm cho ngươi lật tẩy. Tôn gia sự nhi đưa cho hoác bắt ngôn luyện tập vẫn là rất không tệ, mặt khác, có cái gì ngươi cảm thấy không nắm chắc được, hoặc là cần trợ giúp, liền hỏi nhiều các ngươi vũ thiên sư phụ cùng gia gia ngươi, một câu thẩm thẩm cho ngươi lật tẩy, để hoác bắt ngôn hơi kém nước mắt chạy, lúc này tưởng thiệu tắm rửa xong ra tới, thúc giục tôn vân đi nhìn thấy chạy tới xu nhi cùng dục ca hắn liền vội vàng ôm lấy bọn hắn tại bọn hắn bên tai nói chờ cha trở về từng cha cẩn thận a à, bảo vệ tốt mẫu thân tưởng thúc thẩm thẩm thuận buồn xuôi gió các ngươi không cần lo lắng trong nhà trong nhà có ta đám người đem hai vợ chồng đưa ra cửa tôn đại nương nhìn thấy tưởng thiệu ngao một tiếng liền xông lại thiên hộ đại nhân thiên hộ đại nhân ngươi phải vì dân phụ làm chủ a à. Nhà chúng ta bị người khi dễ thảm nha, tưởng thiệu nơi nào có công phu phản ứng nàng, thân binh trực tiếp đem người ngăn lại, tôn vân cùng tưởng thiệu lên xe ngựa, xa phu đánh xe ngựa liền đi, tôn lão bà tử ăn đầy miệng cho, ngươi ngủ một lát nhi, ta cùng ngươi nằm, tôn vân đối tưởng thiệu nói, cái này người xem xét chính là bạch thiên hắc giả đi đường, không có nghỉ ngơi, tưởng thiệu ôm nàng hôn một cái, xe ngựa lung la lung lay, hắn rất nhanh liền ngáy lên, tôn vân gặp hắn ngủ liền thoát hắn y phục kiểm tra thân thể quả nhiên như nàng suy đoán cái này nhân thân trên có tổn thương cũng may là chút thương nhỏ lại cái này người còn biết bôi thuốc tôn vân một lần nữa giúp hắn xử lý mấy cái vết thương trừ độc bôi thuốc băng bó trừ độc thời điểm nam nhân cũng chỉ là nhíu mày khò khè đều không từng đứt đoạn có thể thấy được là mệt mỏi hung ác tôn vân có chút đau lòng cho hắn xử lý tốt vết thương trên người lại nhìn bắp đùi của hắn hai bên chính là hắn da dày thịt béo, bên đùi vẫn là mài tổn thương. Tôn Vân cẩn thận cho hắn bôi thuốc, bên trên xong thuốc cho hắn mặc quần, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem hắn dày vò tỉnh. Trên thực tế Tôn Vân là thật lo ngại, nam nhân vết thương trừ độc đều không có tỉnh, cho hắn mặc quần áo liền càng không khả năng đem hắn dày vò tỉnh. Chương 292, tụ hợp, nhìn bên cạnh tiếng lẩm bẩm vang động trời, râu ria mặt mũi tràn đầy tán loạn, gương mặt lõm, đáy mắt xanh đen nồng đậm tưởng thiệu, công vân tim mỏi như, lúc đầu chỉ có ném một cái rất đau lòng, chậm rãi cảm giác phải ngực buồn bực đau, hốc mắt tử cũng bắt đầu ướt át, đồ đần. Công vân nói thầm, nàng mở ra cái hòm thuốc, kiểm tra trong hòm thuốc thuốc men là không phải đầy đủ, không đầy đủ liền từ không gian bên trong lấy ra bổ sung, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, công vân liền sát bên tưởng thiệu nằm xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt hình dáng, tưởng thiệu còn ngáy khò khò đâu, liền đưa tay đem tôn vân tay bắt đến lòng bàn tay, đem người tới trong ngực, nghiêng người nhấc chân, đôi chân dài đặt tại tôn vân trên thân, đem nàng giam cầm không thể động đậy, thật trọng. Tôn vân nhã rảnh một câu, đến cùng không nở động, không nở đem cái này nam nhân đánh thức, trên thực tế, nhà hắn tiền đủ, tưởng thiệu không cần ra ngoài đánh trận, cũng không cần ra ngoài tiểu phỉ, vì sao? Nói là vì tiền, còn không phải là vì vợ con an nguy. Người một nhà ở tại Bình Thành, không thể đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có yến quốc trung thực, Bình Thành an ổn, vợ con khả năng an ổn, bảo vệ quốc gia, mặt chữ bên trên ý tứ A, phu nhân, đến dịch trạm. Xe ngựa chạy cả ngày, đến dịch trạm thời điểm xa phu liền cách xe ngựa rèm cùng Tôn Vân bẩm báo, bọn hắn có thể nghe thấy trong xe ngựa tưởng thiệu tiếng lẩm bẩm, cho nên không dám tìm tưởng thiệu, chỉ có thể tìm Tôn Vân. Tôn Vân, các ngươi đi gọi một chút ăn, hơi chỉnh đốn một chút chúng ta liền thay ngựa xuất phát. Đối thiên hộ hắc tháng lưu tại cái nào dịch trạm, xa phu, hồi phu nhân, hắc tháng ở phía trước dịch trạm, Tôn Vân, được, biết, tìm dịch thừa mua cái hai cái cái bô, để bọn hắn thật tốt tẩy tẩy, dùng muối xoa, rửa sạch sẽ, xa phu bận biểu đáp ứng, đỏ mặt đi tìm dịch thừa, Tôn Vân mình trước xuống xe, đem vấn đề sinh lý giải quyết lại muốn nước nóng thật tốt giặt, đang chờ cơm thời điểm đánh một bộ ngũ cầm hí hoạt động thân thể, xe ngựa quá mức sốc nảy, nàng cảm giác chính mình cũng sắp bị điên ra não chấn động đến, đồ ăn dân đủ, tôn vân bọn người vội vàng nếm qua, lập tức tính tiền, nàng muốn cái bô cũng rửa sạch sẽ, tôn vân để người đem cái bô đặt ở trong xe ngựa, sau đó đối xa phu nói, hai người các ngươi thay phiên đánh xe, toa xe trước chỗ ngồi vẫn là rộng rãi một người co ro cũng có thể ngủ dưới chính là muốn cẩn thận đừng rơi xuống không phải dùng dây thừng trói một bó ngày đêm đi đường nhất định phải có một người nghỉ ngơi không phải xa phu chịu không được lại thời gian dài không ngủ được người sẽ phản ứng chậm nếu là gặp được tình huống khẩn cấp liền nguy hiểm không cần trói đi hai cái xa phu đều là tưởng thiệu thân binh đánh trận thời điểm cái gì ác liệt hoàn cảnh không ngủ qua công vân suy nghĩ một chút nói vẫn là cố định một chút Ngũ say gặp được một cái hố liền sóc nảy xuống dưới, an toàn đệ nhất, mệnh trọng yếu, thế là nàng để bọn hắn đi dịch trạm muốn dây thừng, ở trên xe ngựa ngồi cái giảng dị dây an toàn, lại mua gối đầu đệm chăn, đệm chăn bày tại cấp trên, có thể nửa bên nhi nằm nửa bên nhi đóng, cậu thả hán tử bên ngoài, khi nào bị như vậy quan tâm tới, hai người đối tôn vân cảm kích tỏa ra. Hai ngọn khí tử phong đang treo ở xe ngựa đỉnh tuyến đầu bên trên, Tôn Vân cảm thấy còn chưa đủ sáng sủa, thế là lại khiến người ta treo hai ngọn đi lên, bốn ngọn đèn ánh sáng hơi tốt một chút, trong đêm có thể đuổi chậm một chút, đem lộ diện nhìn rõ ràng. Sa Phu đáp ứng, xe bắt đầu chuyển động, trong xe cũng điểm một chiếc đèn, đèn là cố định tại vách thùng xe bên trên, không sợ đến rơi xuống đem đồ vật điểm. Tưởng thiệu vẫn là ngủ cho ngon, Tôn Vân giải hắn quần, cầm cái cái bô ra tới dùng, viện hắn đồ vật nhét cái bô bên trong, Xuyệt xuyệt vài tiếng, tí tách thanh âm liền vang lên, nằm ngủ xa phu nhắm chặt hai mắt, mặc niệm mình cái gì cũng không nghe thấy, người phu xe liền, hắn cũng muốn nước tiểu nữa nha, thanh âm này rất là tiếp tục một đoạn thời gian, đêm đó ấm trực tiếp rót một nửa, tôn vân vén lên xe ngựa rèm, trực tiếp tương dạ ấm ném ra ngoài, tiếp lấy lách vào không gian, cấp tốc tẩy cái tay liền tránh về toa xe. Đây là Tôn Vân lần đầu khi có mặt người ngoài tiếng không gian. Đương nhiên, nàng tiến không gian thời điểm thấu thị dị năng phóng xuất ra, hai cái phu xe mọi cử động tại nàng giám thị dưới, có thể bảo đảm bọn hắn phát hiện không được. Tôn Vân không có lập tức nằm xuống, mà là xếp bằng ở tưởng thiệu bên người, dựa vào vách thùng xe, tại dưới đèn đọc sách. Tưởng thiệu không có tỉnh, nàng liền trông coi, bình thành quan đạo đặc biệt chỗ dựa địa phương, cũng không thái bình. Chẳng qua không biết có phải hay không là tưởng thiệu đem cái này một mảnh như sơn phỉ diệt nguyên nhân, một đường ngược lại là thái bình đến cái thứ hai dịch trạm thời điểm tưởng thiệu liền tỉnh ta ngủ bao lâu rồi tưởng thiệu hỏi tôn vân tôn vân nói một ngày một đêm nhưng nghỉ ngơi tốt rồi nguồn hố truyện hô chấm com tưởng thiệu gật đầu nghỉ ngơi tốt hắn nhìn thấy tôn vân đáy mắt xanh đen cùng trong mắt máu đỏ tia vội hỏi ngươi không ngủ tôn vân cười cười một hồi đi đường thời điểm ta liền ngủ tưởng thiệu giật giật môi cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ ôm tôn vân tại nàng cái tráng hôn một chút xuống xe đi thừa dịp dịch trạm chuẩn bị đồ ăn nước uống thời điểm nhanh tắm một cái nàng cũng phải tẩy vẫn quy củ cũ thay ngựa ăn cơm mang lương khô liền đi vất vả ngươi lên đường về sau tưởng thiệu ông tôn vân thanh âm bất tiếng địa đạo tôn vân nghiêng dựa vào trên người hắn ngáp một cái không khổ cực nhân mạng quan trọng nói xong nàng liền nhắm mắt ngủ, tại tưởng thiệu bên người, nàng an tâm thật nhiều, cơ hồ là dây ngủ, tưởng thiệu ôm nàng một hồi, gặp nàng cái tư thế này ngủ được không phải rất thoải mái, liền đưa nàng để nằm ngang, mình thì ngồi xếp bằng xuống, ôm lấy tôn vân chân cho nàng vò, thời gian dài ngồi xe ngựa, đi đứng dễ dàng sưng không thoải mái, đoán chừng là đem tôn vân bóp dễ chịu, nàng lẩm bẩm, đánh xe hai độc thân uông. Một đoàn người chưa đến cái thứ ba dịch trạm, liền cùng tề phú căng nhi bọn người gặp nhau, đường ngư thế nào rồi? Tưởng thiệu nhảy xuống xe ngựa, động tỉnh một lớn, Tôn Vân liền tỉnh lại, Đại Thuận nói, sốt cao không lùi, Tôn Vân xuống xe, Đại Thuận kêu lên nhi sư phụ, Tôn Vân sai người tranh thủ thời gian tìm địa phương hạ trại. Mà nàng thì đi trên xe ngựa kiểm tra đường ngư, sốt cao, vết thương nhiễm trùng sinh mũ, tình huống rất là hỏng bét, nấu nước. Nàng phân phó, đồng thời cho đường ngưu cho ăn hai hạt thuốc tực một hớp nước tề phú căng nhi bọn người vội vàng đi nấu nước tôn vân đi toa xe của mình đem cái hòm thuốc cầm đưa cho đại thuận nàng còn mở ra bao phục tìm ra một bộ sạch sẽ quần áo bệnh nhân mình cũng mặc vào áo khoác trắng đeo lên mũ lấy mái tóc nhét vào mũ bên trong khẩu trang cũng đeo lên về phần y dụng găng tay quá mức dễ thấy lại không cách nào giải thích tôn vân liền không mang nước đốt tốt tôn vân rửa tay tiếp lấy dùng miễn tẩy trừ độc dịch xoa tay, đại thuận cũng đi theo nàng cùng nhau tắm tay trừ độc. Lúc này ven đường cách đó không xa trên đất trống, đã dựng lên một chỗ doanh trướng. Công vân hai tay dựng thẳng không dính bất kỳ vật gì, nàng phân phó, dùng cán cứu thương đem đường ngưu mang tới doanh trướng. Tưởng thiệu đại thuận tiến đến hỗ trợ, những người còn lại ngoài trướng chờ lệnh. Chương 293, học không có tận cùng A, công vân để đại thuận đem đường ngưu y phục cắt bỏ, sau đó dùng nước nóng ném khăn mặt cho hắn lau vết bẩn thân thể, lau sạch sẽ về sau lại dùng cồn y ốt sát một lần, lau xong về sau, Tôn Vân để tưởng thiệu đổi nước nóng, đại thuận một lần nữa rửa tay trừ độc, cho Tôn Vân đưa phẫu thuật khí cụ. Tôn Vân đầu tiên là cắt bỏ đại thuận khâu lại vết thương, đem tuyến hủy đi về sau, thanh lý thịt thối cùng nước mũ, trừ độc, bôi thuốc, một lần nữa khâu lại, ngươi xem trọng. Tôn Vân một bên khâu lại một bên cùng đại thuận giảng giải, khâu lại trước đó nhất định phải đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ thanh lý vết thương thời điểm nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận nếu là thanh lý không sạch sẽ khâu lại về sau cũng sẽ gây nên nhiễm trùng thậm chí nát rửa ngươi kỳ thật khâu lại phải cũng không tệ lắm tiếp tục luyện nhiều tập luyện tập khâu lại tay nghề liền sẽ càng tốt hơn tôn vân đem lớn nhất xử lý miệng vết thương tốt cầm sạch sẽ băng gạt băng bó lại tiếp lấy liền xử lý khác vết thương có mấy cái tổn thương còn tốt không có sinh mũ, Tôn Vân cũng chỉ là cho đổi thuốc cùng băng gạt, mấy cái khác sinh mũ vết thương nàng toàn bộ cắt bỏ một lần nữa khâu lại một lần, tưởng thiệu thỉnh thoảng cho nàng lau mồ hôi, chờ tất cả vết thương đều xử lý xong. Tôn Vân để tưởng thiệu cùng đại thuận cùng một chỗ giúp đường ngưu mặt vào sạch sẽ quần áo bệnh nhân. Tưởng thiệu, ngươi tự mình canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, bao quát ngươi cũng không thể tiến đến, làm tưởng thiệu coi là đã xong việc, Ai ngờ Tôn Vân lại hết sức nghiêm túc có mới phân phó, "Trước giúp ta đốt đèn." Ừm. Tưởng Thiệu lập tức để người điểm mấy ngọn đèn tiến đến treo ở doanh trướng bốn phía, Tôn Vân thấy muốn thấu cái bóng ra ngoài, liền để Tưởng Thiệu để người dùng miếng vải đen đem doanh trướng chung quanh vây quanh, không thể thông sáng. Tưởng Thiệu từng cái làm theo. Đối với Tôn Vân liền hắn đều giấu giếm điểm này có chút trầu rĩ không vui, chẳng qua hắn có thể hiểu được, "Vân nương có bí mật?" nàng như vậy cẩn thận là đúng sự tình làm thỏa đáng tôn vân liền từ không gian bên trong lấy ra bình thuốc cho đường ngưu thu bên trên thừa dịp truyền dịch lỗ hổng tôn vân từ trong doanh trướng đi tới có thức ăn không đói đại thuận vui vẻ nhi bưng nước nóng đến cho nàng rửa tay nàng cũng thuận tay thoát trên người áo khoác trắng giao cho tưởng thiệu thả quần áo bẩn trong túi một hồi cầm đi tẩy tốt tưởng thiệu để người đem chỗ ngồi đem đến doanh trướng trước đồ ăn mang lên, hắn đem Tôn Vân áo khoác trắng cầm đi trước đặt, liền đến bồi Tôn Vân ăn cơm. Tôn Vân quá đói, từng ực từng ực rót một bát canh gà cháo vào bụng, lúc này mới bắt đầu ăn khác, là nướng thỏ, con thỏ cùng gà rừng đều là các binh sĩ vào rừng tử bên trong đánh, mùi vị không tệ. Tôn Vân tán dương một câu, ban đêm ta muốn trông coi đường ngưu, ngươi đi xe ngựa ngủ, tưởng thiệu không có phản đối, tốt. Trong mắt đau lòng nhanh tràn ra tới phái một người mang cái bô canh giữ ở sổ sách bên ngoài, ta gọi thời điểm lại tiếng doanh trướng, ta đến trông coi. Tề Phú Căng Nhi xuất hiện nói, công vân nhìn hắn mỏi mệt thật nhiều, liền không đồng ý, chỉ là thủ tại chỗ này đến lúc đó cho đường ngưu tiếp nước tiểu, để xa phu tới một cái, từ trong thôn mang tới thân binh, dù sao cũng tốt hơn từ trên chiến trường xuống tới đám người này. Các ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, vừa hạ chiến trận liền buông ba, quá mệt mỏi không đợi tề phú căng nhi bọn người lại nói cái gì tưởng thiệu liền nói nghe phu nhân đám người lúc này mới xuống dưới nên làm gì làm gì phân ra một bộ phận người cảnh vệ những người còn lại liền đi doanh trướng nghỉ ngơi tôn vân cho đường ngưu ấn xong một bình lớn đường gluco liền đem truyền dịch gia hỏa sự tình thu vào không gian sau đó nàng ra doanh trướng hô người đi vào giúp đường ngưu sắp xếp nước tiểu không có xác ống tiểu cũng chỉ có thể dạng này người ở bên trong xuyệt xuyệt trong chốc lát liền vang lên tí tách tí tách tiếng nước, chờ thanh âm kết thúc, không đầy một lát xa phu liền cầm lấy cái bô ra tới, tôn vân một lần nữa tiếng doanh trướng, bắt đầu cho đường ngư thua thuốc tiêu viêm, một đêm thua mấy bình, mỗi ấn xong một bình tôn vân liền để người đi vào giúp hắn sắp xếp nước tiểu, không phải sợ nước tiểu trên thân, vết thương nhiễm phải lại là chuyện phiền toái. Cuối cùng một bình dịch ấn xong trời đã tảng sáng, chờ xe phu giúp hắn đập xong nước tiểu về sau, tôn vân liền để người dùng rất nhiều giấy nháp cho đường ngưu đệm ở dưới mông phòng bị hắn vô ý thức nước tiểu đại thuận người đến trông coi hắn đúng hạn cho hắn uống thuốc hoàng nếu là hắn nước tiểu đến trên giấy nháp muốn dùng thăng lông ướt cho hắn lau sạch sẽ tận lực giúp hắn nhiều sắp xếp mấy lần nước tiểu đại thuận từng cái ghi lại tôn vân đem bao lấy thuốc bột bọc giấy cho đại thuận nói cho hắn lúc nào cho đường ngưu ăn nước nóng đã tốt ngươi đi thật tốt tắm một cái Tưởng thiệu sai người trong đêm đốn cây làm một cái thùng tắm, mặc dù không phải cây khô đầu, nhưng chấp nhận dùng một chút vẫn là có thể. Ừm, Tôn Vân cũng mệt mỏi, đi theo tưởng thiệu tiếng hắn doanh trướng, nước tắm quả nhiên đã cất kỹ, nàng thoát y phục, tưởng thiệu liền đem nàng ôm vào thùng tắm, ngâm vào trong nước nóng, Tôn Vân cả người đều thoải mái, nàng nhắm mắt lại, nghe thấy tưởng thiệu bước chân gấp rút ra ngoài, rất nhanh liền tiến đến, nấu canh gà cháo, ta cho ngươi ăn uống. Nguồn hố truyện chấm com công vân mí mắt đều không có vén lên một chút, trực tiếp há mồm chờ ném uy. Tưởng Thiệu ném cho ăn nàng mấy muôi, nàng liền ngủ mất. Cho Tưởng Thiệu đau lòng phải không được? Buông xuống canh gà cháo liền giúp nàng tắm rửa, một bên tẩy một bên giúp nàng xoa bóp, nghiêm túc cực. Nhiệt độ nước hạ xuống đi về sau, Tưởng Thiệu liền dùng vải khô khăn tử bao lấy nàng, đem nàng ôm vào giảng dị thấp giường đắp kính. Làm xong đây hết thảy tưởng thiệu liền ngồi xổm ở bên người nàng, nắm lấy nàng tay hôn một chút, lại hôn một chút gương mặt của nàng, vân nương, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đi theo ta, cám ơn ngươi dốc hết toàn lực cứu đường ngưu, cám ơn ngươi vì ta làm hết thảy, hắn ở trong doanh trướng đợi trong chốc lát liền ra ngoài, sai người đi gần đây phiên chợ chọn mua đồ vật, thùng tắm, cái bô, chậu gỗ, giường, đệm chăn, cái bàn, ngọn nến những vật này. Mặt khác còn muốn chọn mua ăn uống, bánh bột ngô, bánh bao, bánh bao, chờ có sẵn, còn phải chọn mua hủ tiếu rau quả dầu trơn. Lại mời cái tay nghề tốt đầu bếp tới, đường ngưu trọng thương, tạm thời không nên xê dịch, trước tiên ở nơi này hạ trại một đoạn thời gian, chờ đường ngưu tình huống ổn định về sau lại đi. Tưởng thiệu còn mặt khác sai người đi đem hắc tháng từ dịch trạm bên trong mang về, công vân tỉnh ngủ về sau, liền ăn vào nóng hổi, ngon miệng đồ ăn, hỏi một chút mới biết được, tưởng thiệu người để người ta thị trấn bên trên tốt nhất cửu lâu đầu bếp cho mời đến. Đầu bếp chính là đông gia, tưởng thiệu người đưa tiền nhiều, chống đỡ hắn hai tháng lợi nhuận, hắn có cái gì không nở, vừa đóng cửa một khóa, trân tru đi theo đại đầu binh nhóm đến, cái chủ ý này coi như không tệ. Không thiếu tiền tình huống dưới, tự nhiên là để cho mình trôi qua càng dễ chịu càng tốt, ăn uống no đủ tôn vân đi xem đường ngưu, đường ngưu thương thế đã ổn định lại, Nhiệt độ cũng lui xuống dưới, Tôn Vân cuối cùng là yên tâm. Đại Thuận buông thõng đầu cùng Tôn Vân xin lỗi, "Sư phụ, thật xin lỗi, ta không làm tốt." Tôn Vân nhìn hắn uể oải tự trách phải không được, liền đưa tay sờ sờ mũi của hắn, "Ngươi đứa nhỏ này ấy nấy cái gì? Nếu không phải ngươi xử lý kịp thời thỏa đáng, Đường Ngưu đã sớm mất mạng, căn bản liền kiên trì không đến ta đến. Ngươi đã rất lợi hại, lúc này mới đã học bao lâu, liền so thật nhiều quân y đều mạnh." Ngươi a, à, là đồ đệ của ta, cũng không thể tự coi nhẹ mình, chẳng qua đồng thời cũng không thể kiêu ngạo, học không có tận cùng, y thuật cũng là vô bờ bến, ngươi còn phải tiếp tục chăm chỉ cố gắng, khiêm tốn dốc lòng cầu học. Chương 294, vậy mà cứu sống, Đại Thuận bị đã kích qua lòng tự tin nháy mắt nhặt lên, hắn ưỡn ngực, sư phụ, ta sẽ giống ngài nói, sống đến già học đến già, vĩnh viễn không lười biếng. công Vân hài lòng gật đầu nàng căn dặn đại thuận chiếu kháng tốt đường ngưu có đầu bếp có giản dị đồ nội thất ở kỳ thật còn thật thoải mái lúc rảnh rỗi tôn vân còn cùng đầu bếp nghiên cứu thảo luận xuống bếp nghệ giáo hắn một đạo lạnh ăn thỏ một đạo cá luộc một đạo dược thiện canh gà đây cũng là các binh sĩ đi đi săn con thỏ săn được nhiều còn tại trong sông vớt không ít cá đầu bếp đốt con thỏ còn tốt nhưng ở có điều kiện tình huống dưới Tôn Vân tự nhiên là muốn ăn tốt đi một chút, liền không keo kiệt chỉ đạo một chút đầu bếp. Về phần dược thiện canh gà, gà là gà rừng, thuốc là tại trên núi phụ cận trong rừng hái, bổ người, chính thích hợp đám này từ trên chiến trường xuống tới người ăn. Đầu bếp lập tức cảm kích không thôi, cùng Tôn Vân nói, về sau chỉ cần nàng đến cửa hàng nhi bên trong ăn cơm, không lấy tiền, tùy tiện ăn. Tôn Vân vô sự thời điểm, không phải đi hái thảo dược chính là cho các binh sĩ trị thương điều trị thân thể, thuận tiện giáo đại thuận kim kim. Đại thuận còn chưa bắt đầu lưng huyệt vị, nhưng bây giờ đã có sẵn người, tôn vân bên cạnh làm mẫu bên cạnh giảng, đại thuận luôn có thể học đi vào một chút. Rất nhiều người tôn vân liền cho đâm một lần châm, bọn hắn liền cảm giác cải thiện rất nhiều, eo chẳng phải đau buốt nhất, ban đêm cũng có thể ngủ lấy vân vân, lại hợp với chén thuốc, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn mặc dù trong thời gian ngắn không thể trị tận gốc chẳng qua chung quy dễ chịu rất nhiều thế là mọi người đối nàng lập tức liền nhiệt tình lên phải biết tham gia quân ngũ là cái khổ sai sự tình đừng nói trên thân có tổn thương chính là trên thân không có tổn thương thật nhiều người cũng là chịu xấu thân thể cốt cách cơ bản đều có ngầm chứng bây giờ có đại phu cho nhìn đại phu vẫn là thiên hộ phu nhân đám người đối tôn vân mười phần cảm kích lại càng thêm kính trọng tôn vân cùng tưởng thiệu Lòng người có đôi khi rất khó thu nạp, nhưng có đôi khi lại là như vậy dễ dàng. Chỉ có Tôn Đại Bổng trong lòng không phải rất thoải mái, đều là một đầu hàng bắt đầu bên trên huynh đệ, hắn chưa hề nghĩ tới Tưởng Thiệu sẽ thăng được nhanh như vậy. Trước kia hắn lợi hại, mọi người nhận hắn làm lão đại, cũng nghĩ qua hắn có thế hỗn xuất đầu, nhưng ở mọi người trong lòng, Tưởng Thiệu đỉnh thiên có thế hỗn cái bách hộ, nhưng mà người ta lại thành thiên hộ, trở thành thiên hộ không nói đối ngày xưa huynh đệ còn bày lên quan uy, thật là lớn quan uy a, à. xuất nhập cũng phải làm cho bọn hắn giống như người khác, cung kính gọi thiên hộ, thậm chí một ít trường hợp, cần bọn hắn quỳ một chân trên đất, tôn đại bổng cũng nghĩ qua không cùng tưởng thiệu hỗn thế nhưng là không cùng tưởng thiệu hổn, hắn liền kiếm không đến nhiều tiền như vậy, hắn không phải đố kỵ huynh đệ, chính là trong lòng có chút không thoải mái, lại nhìn lão bà, tưởng thiệu cưới lão bà, lại xinh đẹp, lại có thể làm, ngó ngó những cái kia đại đầu binh, từng cái đều tại quỳ liếm, mà vợ của hắn đâu, tôn đại bổng rất là bực bội, hắn không muốn ở lại nơi này tốn hao, liền đi tìm tưởng thiệu, lão đại, ta nghĩ về nhà trước một chuyến, lần này rời nhà quá lâu, ta sợ mẹ ta nàng lại làm ầm ĩ. tưởng thiệu đương nhiên biết mẹ hắn là cái bộ dáng gì, thế là nhân tiện nói, được, ngươi về trước đi, trên thân nhưng có tiền, tôn đại bổng, có chút tưởng thiệu vẫn là cho hắn cầm 10 lượng bạc, nghèo nhà giàu đường, cái này bạc ngươi cầm, chờ quay đầu thưởng xuống tới, ngươi trả lại ta, tốt. Tôn đại bỗng thăm dò bạc, cuối thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì, tưởng thiệu nghĩ nghĩ, tìm đến tề phú căng nhi bọn người, ta hỏi một chút các ngươi. Các ngươi có muốn hay không đi theo ta một lần nữa tòng quân, nếu là không muốn, vậy lần này quân công, ta liền cho các ngươi đổi thành tiền, nếu là nghĩ ta liền giúp các ngươi tranh thủ chức quan, Tề Phú, Căn Nhi, bọn người căn bản là không có suy nghĩ, cùng nhau nói, đi theo lão đại làm, đúng. một lần nữa tòng quân, một lần nữa tòng quân cũng không phải quân hộ, không ảnh hưởng hậu đại. Đại Bổng, ngươi đây. Viên Phú quý nhìn về phía cách đó không xa chỉnh lý hành trang tôn đại bổng, tôn đại bổng cũng không chần chờ, đi theo đại nhân làm. Tưởng Thiệu gật đầu, vậy ta biết, đại bổng muốn trở về các ngươi dứt khoát cũng cùng hắn cùng một chỗ trở về cùng trong nhà người sớm nói một chút cũng tốt ta chờ đường ngưu rất nhiều trước hết đi bình thành đại doanh đem các ngươi quân công định ra tới nơi này không cần nhiều như vậy người đều hao tổn nếu như trong quân có khác thu xếp tương lai các ngươi sẽ bề bộn nhiều việc thừa dịp thời gian này nhanh đi về an bài một chút tưởng thiệu đem lời nói đến đây cái phần bên trên mấy người liền quyết định cùng một chỗ kết bạn về nhà tưởng thiệu đối xử như nhau, một người cho dự chi 10 lượng bạc, nói xong đến lúc đó tại ban thưởng bên trong trừ, nguồn hố truyện hô truyền com, lần này bọn hắn lập xuống đại công, ban thưởng hẳn là một người ít nhất hai ba mươi lượng bạc, 50 lượng cũng là có khả năng, trần gia hai cha con không keo kịp, dù sao tưởng thiệu mang người ít, chấp hành lại là cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm, tôn đại bổng bọn hắn sau khi đi. Bình thành bên kia Nhi Trần Hành viễn phái người đến xem tình huống, nghe nói đường ngưu lại bị tôn vân cho cứu giúp tới, báo tin nhi người hết sức ngạc nhiên, còn chuyên môn chạy tới nhìn một chút đường ngưu, đường ngưu đã tỉnh, chỉ là mắt hạ tạm thời không cách nào xê dịch mà thôi, người kia đưa tới một chút dược liệu, tôn vân nhận lấy về sau đem một quyển sách nhỏ giao cho hắn, làm phiền ngươi đem cái này mang về cho trần tướng quân, đây là ngoại thương xử lý sổ tay, mời tướng quân để mấy cái lão đại phu nhìn một chút, nếu là cho rằng có thể thực hiện, liền có thể cầm lấy khắc bản trong quân quân y nhân thủ một quyển mặt khác y quán bên trong đại phu cũng nhân thủ một quyển cái này tiền mời tướng quân trước giúp ta ứng ra ta bỏ ra trong tay nàng có rất nhiều đen ăn đen tiền tài số tiền này tài rải ra làm việc tốt tôn vân không có chút nào đau lòng phụ trách đến ngó ngó binh sĩ tưởng thiên hộ nàng dâu thật hào phóng nha đương nhiên hắn cũng biết đây là chuyện tốt nếu là quân y tay nghề có thể đề cao chút như vậy thương binh tỷ lệ sống sót liền sẽ đề cao rất nhiều, đều là làm binh, đều sẽ ra chiến trường, ai không hy vọng quân y có thế lợi hại hơn. Hắn đáp ứng, trước khi đi những binh lính kia nhau nhau tìm tới hắn, cùng hắn tán dương tôn vân y thuật, chờ trở lại Bình Thành, cùng Trần Hành Viễn một bẩm báo. Trần Hành Viễn cầm qua sách nhỏ nhìn lên, thấy bên trong viết như thế nào chiếc xuất rượu cây, như thế nào dùng chiếc xuất về sau rượu cây cho vết thương trừ độc, như thế nào chế tác ruột dê tuyến như thế nào cho băng gạt trừ độc như thế nào khâu lại vết thương giảm bớt mất máu giảng được phi thường tỉ mỉ cái kia đường ngưu thật cứu được rồi trần hành viễn không thể tin hỏi binh sĩ đáp hồi tướng quân hoàn toàn chính xác cứu được tiểu nhân còn nói với hắn mấy câu nhìn qua miệng vết thương của hắn vết thương khôi phục được rất tốt trần hành viễn bận biệu mang theo hắn đi tìm trần tùng lâm lại sai người đi mời quân y đi bình thành mời đại phu Trần Tùng Lâm nghe qua về sau, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn cái này làm tổng chỉ huy, quá biết tốt ngoại khoa y thuật, đối quân đội tầm quan trọng. Một trận chiến đánh xuống, thương binh hao tổn suất là rất cao. Khi thật là ngươi nhìn xem bọn hắn chậm rãi chết đi mà bất lực, cái loại cảm giác này thật là rất bất lực. Đầu tiên là mấy cái trong quân quân y đầu mục đến xem cái này sổ, bọn hắn sau khi xem rối rít nói, khâu lại biện pháp ngược lại là nghe qua, chúng ta cũng thử qua, nhưng là khâu lại hiệu quả rất kém cỏi, căn bản là khâu lại một cái chết một cái, không biết có phải hay không cái này ruột dê tuyến nguyên nhân. Chương 295, giảng giải, còn có cái này chiết xuất trụ cây chi pháp, không nói trước chiết xuất, trụ cây quá đắt, căn bản không có khả năng lượng lớn sử dụng. Phía trên này viết cái gọi là băng gạch hẳn là vải bố đầu, nói là sử dụng qua đi nhất định phải thanh tẩy chân nấu bạo chiếu, đổi lại không thể trực tiếp lại dùng không phải sẽ gia tốc vết thương lây nhiễm cùng nát rửa tướng quân không nói trước đây có phải hay không là thật liền nói chúng ta hiện tại nhân thủ căn bản liền không làm được đến mức này quân y nhóm cũng không xem trọng bản này ngoại thương sổ tay cho rằng đơn thuần là làm loạn trần tùng lâm hỏi trần hành viễn cái kia gọi đường ngưu là cái nào quân y cho nhìn trần hành viễn chỉ vào một quân y nói là liêu đại phu cho nhìn liêu đại phu một mặt mộng đường ngưu cái gì đường ngưu trần hành viễn đối với hắn nói chính là từ vai trái đến bên phải xương sườn bị mở ra thấy xương cốt tiểu tử kia liêu đại phu nhớ tới lúc ấy hắn nhìn thoáng qua liền quyết định từ bỏ người kia bị thương thành như thế không cứu về được nhớ kỹ tiểu tử kia bị thương quá nặng hẳn phải chết không nghi ngờ trần hành viễn cười hắn không chết được cứu sống nói xong trần hành viễn dương lên trên tay sách nhỏ chính là bị đưa cái này sổ đến đại phu cứu sống tiếng nói của hắn vừa rơi xuống liêu đại phu lập tức trợn to tròng mắt không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trần hành viễn quay lại đưa ngươi đi xem một chút ngươi liền biết khả năng không có khả năng lúc này bình thành mời tới đại phu cũng tới bọn hắn quỳ cho trần tùng lâm đi xong lễ trần tùng lâm thì để cho bọn họ nhìn sách nhỏ những cái này đại phu cũng là chưa từng nghe nói qua những cái này biện pháp không dám kết luận Trần Tùng Lâm để bọn hắn xuống dưới, sau đó đối mấy cái quân y đầu lĩnh nói, dạng này, các ngươi chọn lựa 20 cái thương thế tương đối nghiêm trọng thương binh, trong đó 10 cái dựa theo các ngươi trước kia biện pháp, mặt khác 10 cái dựa theo sổ bên trên biện pháp đến trị liệu, ruột dây tuyến, phải bố đầu những vật này bản tướng sẽ phái người đi hiệp trợ các ngươi chuẩn bị, trụ cây chiết xuất bản tướng cũng sẽ phái người mau chóng lấy ra, liêu đại phu vội vàng nhất tay, đại nhân, tiểu nhân muốn thử xem tân pháp tử trần tùng lâm gật đầu đáp ứng được chính các ngươi xuống dưới phân một điểm quân y nhóm cáo từ trần tùng lâm để trần hành viễn nhìn chằm chằm một chút quân y nhóm đầu kia chuyện này muốn thật có thể đi chí ít số ít người có thể không cần chết liền xem như vật tư rất thiếu làm không được để tất cả thương binh đều được lợi nhưng chết ít một cái là một cái không phải sao nghĩ nghĩ Trần Tùng Lâm vẫn là quyết định đem Tôn Vân mời đến tự mình nói một chút, người tới, phái người đi đem tưởng thiên hộ vợ chồng mời đến, bất quá thời gian bên trên xem bọn hắn, không nóng nảy, ngươi đừng thúc giục, vâng, tướng quân, đường ngưu thương thế càng ngày càng tốt, tưởng thiệu trên mặt có nụ cười, bọn hắn lâm thời trú đóng ở nơi đây, trái phải nếu không có chuyện gì khác, tưởng thiệu liền huấn lên bên cạnh hắn những cái này binh, dạy bọn họ chém giết kỹ xảo huấn luyện thể năng của bọn hắn, Trần Tùng Lâm người đến thời điểm, liền thấy bộ này vô cùng náo nhiệt tràn cảnh, lấy ra thân phận lệnh bài cho tưởng thiệu nghiệm chứng, còn nói rõ ý đồ đến về sau, binh sĩ liền cung kính chờ lấy, tưởng thiệu đến hỏi Tôn Vân, Tôn Vân nói, hiện tại liền có thể lên đường, đi chậm một chút là được, đi chậm một chút đường ngư vẫn có thể gánh vác được, chẳng qua phải làm cho người dùng cán cứu thương nhất lên đường ngư đi, cẩn thận một chút nhi liền không ngựa xe như vậy sóc nảy, truyền tin nhi binh sĩ vui mừng quá đổi, hắn nói, tiểu nhân đi trước một bước, cùng chỉ huy sứ đại nhân bẩm báo, ngày hai vị từ từ sẽ đến, bởi vì lấy đi chậm rãi, một đoàn người hoa vài ngày thời gian mới đến Bình Thành, mà quân y bên này nhi so sánh thí nghiệm cũng ra tới, nghiêm ngặt dựa theo sách nhỏ bên trên biện pháp trị thương, trong 10 người hao tổn hai người, dựa theo nguyên lai biện pháp, trong 10 người hao tổn 6 người. Số liệu này làm cho tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, mặc dù cái này 20 người đại biểu không được toàn bộ, khả năng cũng có tính ngẫu nhiên, nhưng thật chỉ là ngẫu nhiên a, à. quân y nhóm còn muốn thử lại lần nữa, Trần Tùng Lâm nhưng lại làm cho bọn họ đem dưới mắt từ bên trong độ bị tổn thương biến thành trọng thương thương binh lựa đi ra, toàn dùng sách nhỏ bên trên biện pháp đến trị liệu, đồ vật chính hắn bỏ tiền mua, chỉ huy sứ đại nhân kỳ thật kinh tế rất là khẩn trương hắn đang nói ra mình mua chữa bệnh vật liệu thời điểm liền nghĩ muốn hay không đi yến quốc ăn cướp một đợt cũng không thể hồi hồi đều là yến quốc ăn cướp bọn hắn a nhưng lão tướng quân nghĩ đến trên triều đình đám kia lão con b trong lòng thở dài bỏ đi ý nghĩ này nếu là hắn dám phái người đi ăn cướp yến quốc lão con b nhóm vạch tội hắn tuyệt đối sẽ không nương tay sẽ trách hắn lung tung dụng binh bốc lên chiến tranh thậm chí sẽ nói hắn nuôi khấu tự trọng dù sao biên cảnh không có mâu thuẫn lời nói muốn tướng quân tới làm cái gì thao quốc tức nguồn hố truyện hô chấm com đại nhân tưởng thiên hộ vợ chồng đến rồi lúc này có binh sĩ đến bẩm báo trần tùng lâm vội nói nhanh đi mời tiến đến thuận tiện đem đường ngưu cũng mang tới đến đi đem liêu đại phu bọn hắn gọi tới tưởng thiệu cùng tôn vân được mời vào nghị sự đường tôn vân làm là nam trang cùng tưởng thiệu đồng dạng ông quyền hành lễ miễn lễ miễn lễ hai vị vất vả nhanh ngồi trần tùng lâm mặc dù kinh ngạc nhưng không có trách móc lão tướng quân mười phần nhiệt tình chào hỏi bọn hắn người tới dân trà vị này chính là đường ngưu đường ngưu bị người nhấc vào trần tùng lâm để người đem hắn phóng tới bên giường thấp trên giường tiểu nhân gặp qua đại nhân đường ngưu nằm không thể động đậy thế nhưng là nhìn thấy đại lão vẫn là kích động run môi làm lễ tiểu nhân không cách nào đứng dậy còn mời đại nhân thứ tội không có chuyện ngươi nằm xong trần tùng lâm cười nói thái độ rất tốt nhìn xem đường ngưu giống như là đang nhìn cùng một chỗ bảo liêu đại phu mấy người tới về sau trần tùng lâm người cho tôn vân giới thiệu một phen mọi người lẫn nhau dò xét làm lễ về sau trần tùng lâm liền hỏi tôn vân tôn đại phu dưới mắt có thể có thế nhìn xem đường ngưu tổn thương tôn vân gật đầu có thể chỉ là dân phụ cần một gian phòng rửa mặt thay y phục váy trần tùng lâm vội vàng phân phó người chuẩn bị công vân từ tưởng thiệu trong tay tiếp nhận bao vải phục đi theo thị nữ đi khách phòng rửa mặt đổi y phục trở về ngay trước mấy cái quân y mặt mở ra cái hòm thuốc lấy ra cùng trước cho mình tay trừ độc sau đó cho cái kéo trừ độc lúc này mới động thủ cắt bỏ đường ngưu trên thân các nơi băng gạc thanh lý mất cạn thuốc lộ ra vết thương mọi người thấy đường ngưu trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương hít vào khí lạnh cái này cái này cái này dạng này đều liền sống trên ngực cái kia đạo nghiêng dài sẹo kim khâu khâu phải chỉnh tề đẹp mắt liêu đại phu lập tức có loại so sánh thấy uế cảm giác miệng vết thương của hắn đã từng cũng sinh mũ ta một lần nữa đem vết thương cắt bỏ thanh lý thịt thối cùng nước mũ một lần nữa băng bó vết thương lây nhiễm sinh mũ chủ yếu là bởi vì mấy thứ bẩn thỉu xâm nhập vết thương Ta sở dĩ cường điệu đã dùng qua vải nhất định phải rửa sạch sẽ chân nấu cũng bạo chiếu về sau mới có thể sử dụng, cũng là bởi vì đã dùng qua băng gạt bên trên nhiễm lấy huyết thủy, nước đặc cùng khác mấy thứ bẩn thiểu, tiếp xúc đến mới vết thương về sau, liền sẽ đem mới vết thương cấp tốc ô nhiễm rơi. Cứ như vậy, nguyên bản sẽ không sinh mũ vết thương cũng sẽ sinh mũ, một khi vết thương sinh mũ sưng đỏ, người liền có thể sốt cao, sốt cao nếu là ép không được, liền cực tử vong. Tôn Vân dùng đường ngưu làm ví dụ, làm mẫu một lần tiêu chuẩn vết thương trừ độc bôi thuốc băng bó, quân y nhóm thấy rất là nghiêm túc, nghe được cũng rất là nghiêm túc, lại liên tiếp gật đầu, sự thật bày ở bọn hắn trước mắt, không khỏi bọn hắn không phục, nhưng vị này Tôn Đại Phu, cũng tuổi còn rất trẻ đi, chương 296, chiếm cổ, không biết các vị còn có cái gì nghi vấn. Tôn Vân cho đường ngưu một lần nữa băng bó kỹ, để đại thuận giúp đường ngưu mặc y phục, liền hỏi mấy vị quân y quân y nhóm vấn đề đương nhiên rất nhiều từng cái vây quanh tôn vân hỏi lung tung này kia tôn vân đều nhất nhất cẩn thận đáp về sau vẫn là trần tùng lâm mở miệng quân y nhóm lúc này mới không bỏ được cáo lui quân y nhóm đi về sau trần tùng lâm liền khai môn kiến sơn nói tôn đại phu ngươi biện pháp rất tốt chỉ là nếu dựa theo sổ bên trên yêu cầu có thể cứu đích xác rất ít người mặc kệ là nhân lực vẫn là vật lực đều là đô chỉ huy sứ ti không cách nào chèo chống kỳ thật trên đường thời điểm tôn vân cũng nghĩ đến điểm này nàng nói đại nhân tại hạ ngược lại là có chút ý nghĩ nói ra cho đại nhân nghe một chút đại nhân nếu là cảm thấy tốt vậy chúng ta liền có thể hợp tác nếu là đại nhân cảm thấy không tốt coi như tại hạ cho đại nhân nói chuyện tiếu lâm nàng lấy đại phu thân phận dùng nam nhân phương thức nói chuyện thực sự là không nghĩ tự xưng thiếp hoặc là thiếp thân tôn vân thực chất bên trong không nguyện ý cúi đầu đương nhiên nàng dám như thế mù đến cũng là trên đường tưởng thiệu nói qua với nàng không cần sợ mọi thứ có hắn ôm lấy lại nói cho nàng trần tùng lâm làm người chỉ cần ngươi có bản lĩnh liền có thể thắng được vị lão tướng này quân tôn trọng tôn vân thích cùng dạng này người liên hệ lần đầu gặp mặt nàng cảm thấy trần tùng lâm cho nàng ấn tượng đầu tiên còn được quả nhiên nàng như vậy nam tử diễn xuất trần tùng lâm không có nửa phần không thích thần sắc trần tùng lâm vội nói ờ tôn đại phu mời nói tôn vân nói trục dây tuyến cùng vải bố đầu cái này rất dễ dàng chỉ cần từ trong quân đội chọn lựa một chút người ra tới chuyên môn làm chuyện này đương nhiên là không có cầm đánh thời điểm đến làm có cầm đánh thời điểm vẫn là muốn ra chiến trường mặt khác trước từ trong quân đội chọn lựa một chút cơ linh binh sĩ dạy bọn họ đơn giản một chút ngoại thương xử lý phương pháp ra chiến trường thời điểm nhóm này binh sĩ đeo trên người túi cấp cứu, có thể lân cận tìm cơ hội cứu chữa thương binh. Nhóm này binh sĩ, có thể xưng chi y tế binh, có thể cứu người, cũng có thế giết địch. Tiếp theo, cồn đắt đỏ, nhưng nếu là tại xử lý vết thương thời điểm tận lực làm được sạch sẽ, chính là không có rượu tinh, thương binh tỷ lệ sống sót cũng sẽ tăng lên. Trần Tùng Lâm nghe vậy khen lớn, biện pháp tốt, thật là biện pháp tốt, tôn đại phu thật sự là rất cảm tạ ngươi lão phu cái này sai người đi tổ kiến vệ sinh binh đội ngũ không biết tôn đại phu có thể hay không lưu lại giúp lão phu dạy một chút bọn hắn tôn vân suy nghĩ một chút nói có thể chẳng qua ta lưu tại bình thành thời gian sẽ không quá nhiều cho nên đại nhân phải nhanh một chút thu xếp chuyện này trần tùng lâm đáp ứng kia là tự nhiên tôn vân lại nói về phần nói cùng vấn đề cũng không phải không thể giải quyết chỉ cần đại nhân có thế cầm tới tất trụ chứng ta chỗ này có sản xuất cao độ rượu phương tử đại nhân đại khái có thể mình cất rượu về phần cất rượu muốn dùng lương thực chúng ta bên này thừa thải cao lương cất rượu tài liệu chính có thể chọn cao lương ngài cũng không cần lo lắng lương thực dùng để cất rượu sẽ tạo thành bình thành lương thực khan hiếm đại nhân ngài ngẫm lại khoai tây còn có sách thu hoạch khoai lang những cái này đều có thể làm lương thực bổ sung còn có ngài có thể để người đi khai hoang chuyên môn trồng cao lương đương nhiên tại khoai lang khoai tây chờ trải rộng ra trước đó ta có thể giúp ngài chọn mua một nhóm giá rẻ lương thực dùng nhóm này lương thực đến đổi thành cao lương đổi thành ra tới cao lương liền lấy đến sản xuất nhóm đầu tiên rượu chiết xuất nhóm đầu tiên cồn cao lương rượu sản xuất sau khi đi ra có thể dùng một nửa nhắc tới thuần một nửa kia giá cao bán đi kinh thành cùng giang nam phủ chờ nơi phồn hoa có số tiền này liền có thể trái lại chèo chống trong quân đội khác chữa bệnh vật liệu chi tiêu nói xong tôn vân trong cái hòng thuốc lấy ra một cái chứa cao lương rượu bình xứ nàng lấy một cái không chén trà nâng cốc đổ vào hai tay phụng cho trần tùng lâm đại nhân ngài nếm thử nhìn cái này cao lương rượu bán bao nhiêu tiền một cân phù hợp trần tùng lâm tiếp nhận rượu không có lập tức uống hắn hiện nghe hương mùi rượu nồng đậm rượu chất trong veo hắn uống qua tốt nhất hoa lê trắng đều không có như vậy trong veo nếu không phải mùi rượu nồng đậm hắn còn tưởng rằng đây là nước suối cửa vào cây độc, vào cổ họng mềm mại, mùi rượu tại khoang miệng nổ tung, rơi xuống trong dạ dày càng là ấm áp, rượu ngon, có thể làm cống rượu, cái này rượu chính là bán 20 lượng một cân, cái nhóm này quan lại quyền quý đều phải cướp mua. Nguồn hố truyện hô trinh com, uống rượu xong, lão tướng quân một mặt hưng phấn nhìn về phía Tôn Vân, Tôn Đại Phu, cái này cao lương rượu chính là dùng ngươi phương tử sản xuất, Tôn Vân mặt không đổi sắc nói láo, vâng chẳng qua ta chỉ có phương tử, sẽ không cất rượu, đại nhân còn phải tìm thợ thủ công chậm rãi thử. Trần Tùng Lâm nghe vậy ha 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 cười to, cái này không là vấn đề. Tôn Đại Phu, Lão Phu lập tức sai người bắt đầu đi làm cất rượu chứng, đồng thời đem cất rượu tác phường thiết lập đến. Cái này phương tử Lão Phu không thể lấy không ngươi, cho ngươi năm thành những tử phường cổ phần. Tôn Vân cũng không chối từ, nàng nói, đại nhân cho tại hạ hai thành là được, lại nhiều tại hạ coi như không dám muốn dư thừa tiền còn mời đại nhân dùng đến trong quân chữa bệnh lên tại hạ đề nghị trong quân chuyên môn tu kiến một cái y quán y quán bên trong chuẩn bị nhiều hơn một chút phòng bệnh cải thiện các thương binh dưỡng thương hoàn cảnh nhiều huấn luyện một chút quân y cùng y giúp tại hạ biết triều đình là sẽ không như thế làm dù sao không đánh trận thời điểm không dùng được rất nhiều quân y cho nên bình thường y quán có thể tiếp trị lão bách tính đương nhiên y quán muốn tốt hơn phát triển, có thể tìm người mở, tại thời chiến tiếp trị thương binh, quân đội cho y quán kết tiền thuốc là được, tại hạ cũng chỉ là có ý nghĩ này, cái khác còn muốn đại nhân mình châm trước, Trần Tùng Lâm sản khoái nói, dạng này, y quán lão phu cũng cho tôn đại phu cổ phần, lão phu phụ trách đem y quán dựng lên, tôn đại phu phụ trách giáo một nhóm đại phu cùng y giúp ra tới, tôn vân đáp ứng, dạng này cũng tốt, ta cũng chỉ muốn hai thành cổ phần, mặt khác, Đại nhân còn muốn tìm cách thường xuyên mời một chút có kinh nghiệm lão đại phu đến y quán tọa trấn, bình thành mời không đến, liền đi xung quanh mời, tiền tháng có thể mở cao một chút, dựa theo các đại phu danh khí cùng năng lực đến phân. Tiền tháng 10 lượng bạc đặt cơ sở, lợi hại nhất đại phu 50 lượng bạc một tháng. Tháng này tiền tiêu chuẩn, tại hạ cho rằng vẫn có thể mời đến không ít đại phu tốt. Đương nhiên, nếu là có đặc biệt xuất chúng đại phu, hậu kỳ có thể cho y quán cổ phần để chính hắn cũng trở thành một cái cổ đông liền sẽ càng khăng khăng một mực vì y quán trả giá trần tùng lâm trong lòng tự nhủ tháng này tiền cũng quá cao phía sau thế mà còn cho cổ phần chẳng qua hắn lại cảm thấy tôn vân nói rất có đạo lý lại suy nghĩ một chút hắn nguyên lai định cho tôn vân năm thành cổ phần tôn vân chỉ cần hai thành còn lại ba thành cho các đại phu mở tiền tháng thậm chí là cho cổ đều dư xài thế là hắn rất là sảng khoái đáp ứng gặp hắn đáp ứng Tôn Vân liền nói với hắn, quay đầu đem y quán bản vẽ họa cái đại khái ra tới cho hắn, để hắn mời người chiếu vào kiến tạo. Hai chuyện này bàn bạc ổn thỏa, Tôn Vân liền cáo từ, Trần Tùng Lâm sai người mang nàng đi khách viện, lưu lại tưởng thiệu nói chuyện. Tưởng thiệu, Lão Phu muốn để ngươi đem nhân viên chuẩn bị đầy đủ, ngươi nhưng có ý tưởng gì? Chương 297, viết thư, đại nhân là cái gì ý nghĩ? Tưởng thiệu không trả lời, mà là hỏi lại. Ký thế của hắn, chỗ nào giống một cái ngũ phẩm thiên hồ hẳn là có, Trần Tùng Lâm có loại ảo giác, người tuổi trẻ trước mắt là cùng hắn ngang vai ngang vế kia một đợt, lão phu muốn để ngươi mang một đội đao nhọn đội ngũ ra tới, có thế xuyên thẳng quân địch trái tim cái chủng loại kia, tưởng thiệu, thuộc hạ nguyện ý huấn luyện như thế một chi đội ngũ, chẳng qua thuộc hạ nghĩ tại gia tộc trong khe núi bí mật huấn luyện, Trần Tùng Lâm gật đầu, có thể chẳng qua lần này ngươi muốn dẫn chút bồ câu đưa tin trở về, thuận tiện hai lần truyền lại tin tức, chi đội ngũ này Trần Tùng Lâm không nghĩ phóng tới trên mặt bàn, tưởng thiệu làm xa xa nhi huấn luyện chính hợp hắn ý, tưởng thiệu đề nghị, nhân thủ toàn bộ chiêu mộ, không cần quân hộ, chiêu mộ tránh đi bình thành, binh sĩ Nguyệt Ngân 1-2, tiền trợ cấp trăm lượng. Ngày thường lúc huấn luyện nếu có đột xuất người cũng cho tiền bạc ban thưởng, một hai đến năm lượng không giống nhau, cái này phí tiền nhưng Trần Tùng Lâm nghĩ đến Tôn Vân trong tay rượu phương tử, như làm ra thành phẩm bán vào kinh thành cùng Giang Nam phủ chờ giàu có địa phương, hắn liền không thiếu tiền. Một chi đội ngũ một tháng hao phí cái hơn một ngàn hai ngàn lượng bạc, hắn cũng chịu gánh chịu nổi, được. Lão đại nhân đồng ý, chiêu mộ sự tình lão phu đến thu xếp, chờ ngươi thời điểm ra đi mang chút ngân lượng, trước tiên đem quân doanh dựng lên, tưởng thiệu ôm quyền, vâng. Đại nhân, Trần Tùng Lâm, phu nhân ngươi tôn đại phu chỉ sợ muốn lưu tại phủ thành một đoạn thời gian y quán sự tình còn muốn mời nàng hỗ trợ kia thuộc hạ liền hai đầu chạy một cái đi chuyện này tưởng thiệu cự tuyệt không được nhìn cái này hình thức vân nương chỉ sợ nói ít phải ở đây nghỉ ngơi một tháng tưởng thiệu thái độ làm cho trần tùng lâm rất là hài lòng không có việc gì liền để hắn đi trước tìm tôn vân cặp vợ chồng trước dàn xếp lại chiêu binh không phải lập tức liền có thể chiêu xong cho nên trên núi danh địa cũng không nóng nảy, tưởng thiệu đại khái có thể tại Bình Thành Đại Doanh chờ lâu một đoạn thời gian, tưởng thiệu bị người tới khách viện nhi, tiếng viện nhi cửa liền nhìn thấy Tôn Vân tại mở ra dưới cửa viết cái gì, hắn đi gần xem xét, hóa ra là tại cho bọn nhỏ viết thư, nghĩ như thế nào cho bọn nhỏ viết thư rồi, trên bàn đã đặt vào hai lá viết song tin, phong thư bên trên viết, ngoan bảo su nhi thân khải, bảo bối dục ca nhi thân khải, ký tên, yêu người mẫu thân nghĩ tới ngươi mẫu thân nàng ngay tại viết là cho lâm chu thân yêu tiểu chu thu được tin thời điểm ngươi đang làm gì nha có muốn hay không thẩm 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 bên ngoài rất nhớ thương các ngươi thẩm thẩm biết ngươi là hiểu chuyện ngoan nữ hài nhi ngày bình thường phải ngoan ngoan ăn cơm sớm tối chú ý thêm áo đừng đông lạnh lấy cùng các đệ đệ muội muội cùng một chỗ chơi đùa thời điểm không muốn một mực để cho bọn hắn có chính ngươi cũng muốn chơi muốn làm liền đi chơi đi làm không cần bận tâm bọn hắn yêu thích, nếu là bọn họ sai, ngươi làm tỷ tỷ không cần nhượng bộ, nên để bọn hắn xin lỗi liền xin lỗi, nên để bọn hắn sửa lại liền sửa lại, bảo vệ tốt mình, thẩm thẩm tin tưởng ngươi có thể làm đến, đúng không? Tưởng thiệu cũng biết rõ lâm chu tính tình, nữ hài tử này quá yêu cái nhà này, quá để ý cái nhà này, để ý cái nhà này mỗi người, nàng sẽ đối mỗi người tốt, ghi nhớ mỗi người yêu thích, nàng làm việc thời điểm, đầu tiên nghĩ là, dục ca nhi có thể hay không thích, su nhi có thể hay không thích, tiểu ngôn có thể hay không thích, xưa nay sẽ không muốn nàng mình có thể hay không thích, trong lòng của nàng có trong nhà mỗi người, đại hoàng đại hắc, thậm chí lớn bò, hò. À. Bò, ờ. À. Nhỏ bò, ờ. À. Bò, ờ. À. Trong lòng nàng đều có một chỗ cắm dùi, duy chỉ có không có chính nàng. Hắn vân nương thật là tâm tư tỉ mỉ, lại đối mỗi một đứa bé đều là dùng hết tâm, tưởng thiệu mềm lòng phải rối tinh rối mù. Tôn Vân viết xuống một chữ cuối cùng, đem giấy viết thư để qua một bên nhi dùng cái chặn giấy đè ép vơi, nàng lại lần nữa cầm một trang giấy, cho hoắc bắt ngôn viết, nhà chúng ta mấy đứa bé rất mẫn cảm, dễ dàng suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều, ta lần này bên ngoài thời gian quá dài, không cho bọn hắn viết phong thư, bọn hắn lại suy nghĩ lung tung làm sao bây giờ, Tôn Vân không có ngẩng đầu, nàng đặt bút, thân yêu tiểu ngôn, sự tình còn thuận lợi hay không? Đừng sợ lo liệu chuyện sai, vạn sự có thẩm thẩm cùng ngươi tưởng thúc ôm lấy đâu. Nếu có cái gì ý nghĩ, nghe nhiều nghe ngươi gia gia cùng vũ thiên sư phụ ý kiến. Tưởng thiệu cảm thấy Tôn Vân nói rất có đạo lý, hắn cũng kéo cái ghế tới, liền Tôn Vân đã mài tốt mực, cho nhà bọn nhỏ viết lên thư, cảm tạ Vân Nương. Giáo hội hắn như thế nào cùng bọn nhỏ biểu đạt mình yêu cùng quan tâm. Tôn Vân viết xong, tưởng thiệu còn không có viết xong nàng ngay tại bên cạnh nhìn xem thuận tiện giúp tưởng thiệu mài mực tưởng thiệu ngẩng đầu cười nàng khó trách người đọc sách thích nguyên lai tư vị này như thật sự là tuyệt không thể tả Công vân cầm bút tại tưởng thiệu trên trán viết cái chữ vương sau đó làm bộ muốn tại trên miệng của hắn họa hai chồng râu tưởng thiệu vội vàng tránh thoát muốn để vân nương lại cho hắn họa hai chồng râu hắn chẳng phải biến con rùa sao nguồn hố truyện hô com công vân cầm trong tay bút khắc cầm lên vên váo hung hăng hỏi hắn cái này mùi vị a à? tưởng thiệu một phát bắt được nàng tay đem trong tay nàng bút lấy xuống ném đồ rửa bút bên trong đem người kéo vào trong ngực môi dán bên tai của nàng nói lão tử có thể là vương nhưng không thể thêm tám về phần mùi vị ngươi có muốn hay không nếm thử công vân vội vàng đẩy hắn muốn chết cửa sổ mở ra viện nhi bên trong còn có người đâu nàng hung tận bấm một cái tưởng thiệu eo tưởng thiệu động tác khoa trương buông ra tôn vân, che eo mắt, a à. Mưu sát thân phu, gặp hắn tác quái, tôn vân một cái nhịn không được cười ha hả, nam nhân này tại bên ngoài chững chạc đàng hoàng, hù nghiêm mặt cùng mặt đen diêm vương đồng dạng, nhưng tại trước mặt nàng, thật sự là càng ngày càng không có chính hình nhi, ngươi thiếu tác quái, tin còn viết không viết rồi, ngươi không viết ta cũng không chờ ngươi, tìm người đưa tin đi, tưởng thiệu không đùa nàng, vội vàng ngồi xuống viết xong cho mấy đứa bé tin tưởng thiệu gọi tới một thân binh mệnh hắn lập tức chạy về làng đem thư kiện giao cho mấy đứa bé ngươi về thôn về sau trú lại một đêm ngày thứ hai đem bọn nhỏ tin mang về thân binh lĩnh mệnh lui ra tưởng thiệu cũng không đi tẩy trên trán chữ hắn kéo tôn vân ngồi xuống hỏi nàng bắt ngôn ở nhà phải xử lý chuyện gì tôn vân để hắn đi giữ cửa cửa sổ đóng kỹ nàng cho tưởng thiệu đổi một chậu nước nóng để hắn đem mặt cho tẩy không phải một hồi ra ngoài gặp người nên mất mặt tưởng thiệu nghe lời đi rửa mặt tôn vân an vị xuống tới nói tôn đại bổng nhà lại làm yêu thiêu thân nàng đem lữ thị cùng tôn đại nương làm yêu làm hại tiền đại nương hơi kém không có cứu giúp tới sự tình tinh tế cho tưởng thiệu nói một lần người một nhà này từ cây bên trên liền xấu bắt ngôn hoài nghi lữ thị là cố ý tổn thương tiền đại nương về sau tôn lão bà tử đem lữ thị từ trên núi đẩy xuống May Vũ Thiên cùng bắt ngôn một mực đi theo các nàng, cũng đã sớm chuẩn bị, không phải Lữ Thị liền chết. Bắt ngôn bọn hắn đem Lữ Thị cầm tù ở trên núi nhà gỗ nhỏ, ta thời điểm ra đi, nàng còn không có thừa nhận. Tưởng thiệu nghe Tôn Vân, cái tráng có thế kẹp chết con mũi, mặc kệ Lữ Thị có phải là cố ý, người một nhà này cũng không thể lại lưu trong thôn. Tưởng thiệu quyết đoán rất nhanh, chương 298, lòng người dễ biến, Tôn Vân có chút kinh ngạc. Ngươi không phải nói Tôn Đại Bổng là ngươi trên chiến trường huynh đệ sinh tử a, ngươi đem nhà hắn người đuổi đi, làm sao cùng Tôn Đại Bổng bàn giao? Mặc dù Tôn Vân chính mình ý tứ chính là đem nhà này người lấy đi, nên ngồi tù ngồi tù, nên xéo đi xéo đi, nhưng nàng hoặc là bắt ngôn ra mặt, cùng Tưởng Thiệu ra mặt là hai khái niệm, nàng kỳ thật đang nghĩ, muốn thế nào thuyết phục Tưởng Thiệu, không nghĩ tới Tưởng Thiệu vậy mà làm như vậy giòn, hợp tính tình của nàng tưởng thiệu nắm lên nàng để tay tại lồng ngực của mình, nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn chầm chầm tôn vân con mắt nhìn, vân nương, trong lòng ta, trọng yếu nhất chỉ có ngươi cùng một đôi nữ, bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được các ngươi, tổn thương đến đồ đạc của các ngươi, ta đều sẽ không từ thủ đoạn thanh lý mất, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đừng nói trên chiến trường bào trạch, chính là cha ruột, hắn cũng có thế một đao đâm đi qua. Tưởng thiệu nói câu nói sau cùng thời điểm, sát khí bốn phía sau đó tôn vân bị cổ này bá đạo lạnh lẽo ngạnh háng khí chất cho mê hoặc trong lòng bắt đầu bốc lên màu hồng phấn bong bóng tưởng thiệu tiếp tục nói tôn bà tử ác độc tự tư lại có thể làm yêu nàng có thế một cặp nàng dâu hạ độc thủ về sau vì lợi ích hoặc là lúc nào không hài lòng đối ngươi cùng bọn nhỏ hạ độc thủ làm sao bây giờ tôn vân xen vào nàng không phải là đối thủ của ta tưởng thiệu không tán đồng vân nương chỉ cần là thời cơ đúng con kiến cũng là có thế gặm chết tượng, lại nói, chính là ta không lo lắng ngươi, bọn nhỏ đâu. Bọn hắn như vậy nhỏ, khó đảm bảo một cái không có bảo vệ tốt, bị người chui chỗ trống, vân nương, không nên xem thường bất luận kẻ nào, bao quát sâu kiến, tưởng thiên hộ nghiêm túc như thế, tôn vân vội vàng biểu thị thụ giáo, nàng ghi nhớ, tưởng thiệu thở dài, hắn nắm lấy tôn vân tay thưởng thức nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, lại có, lòng người dễ biến không phải tất cả mọi người có thể đi theo chúng ta bên người đi cả một đời, luôn có chút phân nhánh đường, có người rời đi, có người tới, tôn vân, đến đến, tình cảm chủ lo bên trong mùi vị đến rồi, là tôn đại bỗng làm chuyện gì a? À? tưởng thiệu nghe vậy liền nghiêng thân thể, đem đầu tựa ở tôn vân trên bờ vai, lần này đường ngưu thụ thương, là hắn hại, mặc dù đường ngưu sau khi tỉnh lại đủ kiểu thay hắn che giấu, nhưng mà có chút sự tình là che giấu không được hắn lúc ấy không có dựa theo định tốt phép tắc phát tín hiệu pháo hoa cứ thế đường ngư bị trong thành lũy binh phát hiện hắn một người đánh không lại nhiều người nếu không phải ta đuổi tới nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới đường ngư chắc chắn sẽ bị mất mạng tại chỗ công vân hắn có phải hay không là sốt ruột không cẩn thận tưởng thiệu ai biết được chiếu đạo lý hắn không nên phạm sai lầm như vậy lần này luận công đi thưởng khẳng định không có phần của hắn tương phản như hắn là trong quân người sẽ còn nhận trừng phạt tưởng thiệu mang theo bọn hắn đánh trận nhưng bọn hắn dưới mắt cũng không phải là đô chỉ huy sứ ti binh nhiều nhất xem như tưởng thiệu tìm đến giúp đỡ chẳng qua lần này luận công đi thưởng tưởng thiệu liền phải đem bọn hắn chính thức hợp nhất hắn bởi vì trí nhớ của kiếp trước cùng đời này chung đụng quan hệ phật chiếu kéo đi mấy cái huynh đệ nhưng phật chiếu không có nghĩa là là dung túng nhường nhịn cùng không để ý không phải là đúng sai Tôn Vân đưa tay vỗ nhẹ hắn có cầm để râu tử mặt, vậy thì chờ hết thảy hết thảy đều kết thúc, xem hắn nói như thế nào. Ta cảm thấy hắn khẳng định là muốn tìm ngươi náo, mặc kệ là mẹ nó sự tình, vẫn là chuyện lần này. Hắn cùng ngươi náo, ngươi theo lý đương nhiên đem hắn đuổi đi, trong tay hắn có hay không ngươi tay cầm. Phải có, Tôn Vân dự định giết người diệt khẩu, nàng cũng không giống như biểu hiện ra ngoài thiện lương như vậy, sao cũng là tại tận thế bên trong, gió tanh mưa máu bên trong phóng đảng qua người, tưởng thiệu lắc đầu, không có, tiểu phỉ loại chuyện này không tính tay cầm, hắn lật không nổi sóng, đi bá, trong lòng có chút tiếc nuối làm sao chuyện đây, bồ sơn huyện, tôn đại bổng cùng tề phú căn nhi bọn người nói, các ngươi về trước thôn, ta còn có chút việc, đến mai trước kia lại về thôn, nói xong hắn liền đi, hoàn toàn không cho người khác hỏi tới cơ hội. Lương lão rút nhìn xem tôn đại bổng rời đi bóng lưng, đối tề phú căng mới nói, đại bổng bất thường a, à. tề phú căng nhi cũng có loại cảm giác này, chu đôn tử không rõ ràng cho lắm, hắn móc cái đầu hỏi hai vị lão đại ca, thế nào bất thường đâu, ta thế nào không nhìn ra đâu, hai vị ca ca các ngươi nói cho ta một chút, lương lão quất vào hắn cái ót vỗ một cái, cho ngươi thằng ngu nói cái rắm, không có kinh nghiệm tử gia hỏa, lúc nào bị người bán kiếm tiền cũng không biết, đi, đường ngưu sự tình trong lòng của hắn có chút hoài nghi nhưng không có chứng cứ liền không tốt nói ra trên thực tế đủ phút cây nhi cũng lên lòng nghi ngờ đồng dạng hắn cũng không có chứng cứ cũng không dám nói lung tung tôn đại bổng trong lòng không thoải mái liền nghĩ đi kỹ viện tìm tôn phù nguồn hố truyện chấm com mới tới cô nàng này còn nháo mình là tri phủ nhà thiên kim các ngươi thế nào còn không có đem người cho thu thập thuận theo muốn hay không huynh đệ ta hỗ trợ các ngươi nhìn lúc trước cái kia nháo nói mình là thiên hộ đại nhân thê muội nữ nhân hiện tại còn dám hay không sách tưởng thiên hộ là nàng anh rể rồi kỷ viện cổng mấy cái tay chân ngồi sổng ở góc tường nói chuyện lúc này mới vừa qua khỏi buổi trưa còn không phải mở cửa làm ăn thời điểm những người này liền có chút thanh nhàn đừng đề cập huynh đệ chúng ta đều là nghĩ ra tay độc ác nhưng dung mạo của nàng quá tốt đông gia chỉ về phía nàng bán giá tiền rất lớn không chịu để chúng ta dính vào người tử vẫn là phải dùng chút biện pháp khác trái phải tốn nhiều chút công phu mà thôi Tôn đại bỗng mấy bước đi lên trước hỏi bọn hắn tưởng thiên hộ thế nhưng là đi bình thành tố cáo tưởng thiên hộ đúng a à? một cái đại thủ thốt ra nói xong cũng bị các đồng bạn trừng mắt liếc người kia biết mình nói khoan khoái miệng bận bịu đổi giọng cái gì đồ chơi người hỏi cái gì tôn đại bỗng tâm lý nắm chắc hắn từ trong ngực móc ra mấy hạt bạc vụn ném cho đám tay chân không có gì chính là nghe các ngươi nhất lên tưởng thiên hộ hiếu kỳ hỏi một chút dưới mắt có thể vào chọn cô nương không đám tay chân cầm tiền tự nhiên nhiệt tình liền vội vàng đem hắn đi đến mời ma ma tiếp khách khách nhân đến vừa rời giường mụ tú bà nghe thấy có khách nhân đến vội vàng cười rạng rỡ ra ngoài đón có mụ tú bà tiếp đãi đám tay chân nên làm gì làm gì đi. Đi theo mụ tú bà tiến đại sảnh, tôn đại bổng đi thẳng vào vấn đề, hắn đem trong tay phát đao hướng trên bàn vỗ, ta là phụng chúng ta thiên hộ chi mệnh, đến chuột tôn thị, cũng chính là oanh nhi cô nương. Mụ tú bà bị hắn giật nảy mình, nàng chê cười nói, khách quan, cũng không dám nói đùa, lại có, chúng ta đông gia phía trên không phải là không có người. Tôn đại bổng cầm mấy thỏi bạc đặt lên bàn, hắn chậm rãi nói, từng, phía sau không có người cũng không dám mở kỹ viện. Chẳng qua cũng không biết ngài người sau lưng kinh không trải qua được chúng ta tưởng thiên hộ dày vò. Đúng, không dối gạt ngài nói, chúng ta tưởng thiên hộ trên chiến trường lại lập công. Biết tưởng thiên hộ là ai a à? hắn gọi tưởng thiệu, mụ tú bà, cái này sát thần, nhậm chức huyện lệnh huyện thừa đều bị hắn cho làm ầm ĩ chết rồi, tri phủ cũng ăn liên lụy bị giáng chức quan. 50 lượng bạc, các ngươi lại có kiếm, nếu là không thả người, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ trở về chi tiết cùng thiên hộ đại nhân bẩm báo chính là, chương 299, mỗi người đều có mục đích riêng, nói xong, hắn đem đao rút ra một đoạn, một cổ mùi máu tươi hướng ngụ tú bà trong lỗ mũi chui, nàng trồng mắt đi lòng vòng, đến cùng vẫn là đem trên bàn bạc thu lại, sai người đem tôn phù kêu đi ra, lại đi đem tôn phù văn tự bán mình lấy ra bất đắc dĩ giao cho tôn đại bổng. Tôn Phù thấy thế không dám tin vào hai mắt của mình, Nàng bị Tôn Đại Bổng cho lấy lại rồi, hạnh phúc tới quá nhanh, để nàng có chút chân tay luống cuốn, mũ tú bà đem trên đầu nàng trâm vòng lay xuống tới, trên tay vòng tay cũng lay xuống tới, một bên lay một bên cùng Tôn Đại Bổng giải thích, đây đều là chúng ta lâu bên trong cho cô nương tô điểm, cũng không dám để nàng mang đi. Cái này thân nhi y phục thì thôi, tính lâu bên trong đưa cho nàng. Tôn Đại Bổng đem Văn Tự bán mình ôm vào trong lòng, đối Tôn Phù nói, đi tôn phù bận bịu chạy chậm đến đuổi theo tôn đại bổng ra kỹ viện cửa mấy cái tay chân nghị luận nói cái này người sớm như vậy liền đến kỷ viện dẫn người ra ngoài đây là muốn đi làm cái gì tôn đại bổng mang theo tôn phù nhanh chóng đi đến một nhà hiệu may mua cho nàng mấy thân nhi váy áo mình cũng mua hai thân nhi y phục sau đó liền mang theo nàng đi hắn lần trước tại huyện thành mướn trong phòng tôn gia tạ ơn ngài đem ta lấy lại ra tới về sau ta cái mạng này chính là tôn gia chắc chắn sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tôn gia. Tôn đại bổng nói với nàng, ngươi đi trước nấu nước, gia muốn tắm rửa, ngươi cũng phải thật tốt tẩy tẩy, đem y phục đổi, kỹ viện bên trong xuyên ra tới y phục ném lòng bếp bên trong đốt. Tôn phù vội vàng ngoan ngoãn đi bận rộn, chỉ là trong chung nước không có nước. Tôn đại bổng mới phản ứng thuê địa phương hắn liền ngủ hai túc, nơi này thật đúng là muốn cái gì không có gì. Hắn nói, ngươi chờ, tôn đại bổng đi ra ngoài chọn mua đồ vật, phận tay còn đem viện nhi cửa cho khóa, chỉ chốc lát sau tôn đại bổng liền trở lại, hắn trở về không lâu, liền có người đưa củi lửa, đưa nước đưa hủ tiếu tạp hóa những vật này, có nước cùng củi lửa, tôn phù ngay tại nhà bếp công việc lưu bù lên, đốt tốt nước, trước hầu hạ tôn đại bổng tẩy, tẩy xong tôn đại bổng đối tôn phù nói, tiền nước tiền, ngươi chấp nhận ta nước tắm tẩy đi, tôn phù nhìn xem mặt bên trên phiêu một tầng cáo bẩn nước tắm, chịu đựng buồn nôn cởi ít áo đi vào tẩy, chỉ là nàng còn không có tẩy mấy lần, tôn đại bỗng liền đến cầm dây mướp nhương cho nàng dừng lại xoa, đem làn da của nàng xoa đến đỏ bừng, đặc biệt là phía dưới, đau đến tôn phù thẳng khóc, tôn đại bỗng một bên xoa tẩy, một bên hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cũng không biết ngủ qua bao nhiêu nam nhân, đều bẩn phải không còn hình dáng, về sau ngươi chính là nữ nhân của lão tử, ngươi nếu là nghe lời, lão tử cưới ngươi làm vợ nhưng phải rửa sạch sẽ, bẩn nữ nhân, trừ lão tử, ai mẹ nó muốn ngươi, công phù ủy khuất cực, nhưng nàng cũng cảm thấy tôn đại bổng nói rất có đạo lý, tại kỷ viện bên trong ở lâu, bị mụ tú bà cùng đám tay chân trà đạp quen, lúc này tôn đại bổng đã kích nàng, nàng rất nhanh liền tiếp nhận, công phù nhanh đau chết, mới bị tôn đại bổng từ trong thùng tắm kéo ra đến, đem nàng vượt qua mặt nhi ấn tại thùng tắm bên trên dừng lại phát tiết phát tiết xong tôn đại bổng lên giường đi ngủ, đuổi tôn phù đi làm cơm. Tôn phù vô cùng đau đớn, đi đường đều rung lên, vẫn là cố nén khó chịu đi nhà bếp cho tôn đại bổng nấu cơm. Mà nằm ở trên giường tôn đại bổng thì đang nghĩ, lão nương đem lữ thị giải quyết xong chưa? Lần này hắn thời điểm ra đi, lão nương liền cùng hắn nói thầm qua, hắn cái này nàng dâu không được, phải đổi một cái. Hắn sớm tối muốn trở nên nổi bật, phải có cái có thế xứng với thân phận của hắn nàng dâu. Ngoài ý muốn biết được tôn thị sự tình, tôn đại bỗng liền có chút hối hận thời điểm ra đi căn dặn lão nương chớ làm loạn. Lúc này, hắn vô cùng hy vọng lão nương giống như trước đồng dạng, đối với hắn lá mặt lá trái, cùng tưởng thiệu làm anh em đồng hao. Tưởng thiệu không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng nên tìm cách đề bạc hắn, không nói cái gì, một cái bách hộ vị trí nên giúp hắn mưu đồ. Tôn phù làm chính là tay lau kỹ mặt, tôn đại bỗng nếm nếm, so trong nhà lão nương cùng nàng dâu làm đều ngon, quả nhiên là lớn tôn thị muội muội, xuất thân không giống, nấu cơm không móc, bỏ được thả gia vị, ăn no về sau, tôn đại bổng đem đũa hướng trên bàn vỗ, đại mã kim đao ngồi, đối đứng tại bên cạnh hắn, kiều kiều nhu nhu tôn phù nói, lão tử cùng tưởng thiệu là sinh tử huynh đệ, tôn phù nghe vậy giật mình, ngươi nói cái gì, ngươi là anh rể của ta huynh đệ sinh tử. Anh rể của ta để ngươi tới cứu ta. Tôn Phù kích động, anh rể biết rồi. Quá tốt, Tôn Đại bỗng đứng lên một bàn tay phiến tại Tôn Phù trên mặt, tiện nhân, một chút công ty đều không có, cái gì ngươi ngươi ngươi, gọi gia, Tôn Phù vội vàng quỳ xuống nhận lầm, gia, thiếp sai, còn mời gia bớt giận, nguồn hố truyện hô com, Tôn Đại bỗng lần nữa ngồi xuống đến, dùng mũi chân bốc lên Tôn Phù cái cầm, lạnh lùng uy hiếp nàng, tưởng thiệu nhưng không biết ngươi lưu lạc phong trần. Ngươi ghi nhớ, Cứu ngươi chính là lão tử, còn có, ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi kỹ nữ thân phận truyền đi, tỷ tỷ ngươi cùng anh rể sẽ còn hay không nhận ngươi? Phải biết, có cái kỹ nữ thân thích, tưởng thiệu cặp vợ chồng là sẽ không ngóc đầu lên được, một khi để bọn hắn biết, ngươi suy nghĩ một chút ngươi còn có hay không đường sống. Ta đến nói cho ngươi nói, những quan viên kia trong nhà, một khi có khuê nữ mất đi, đừng nói tiếng kỹ viện, coi như cái gì cũng không có chỉ là bị cướp vĩ cướp bắt qua một đạo, bọn hắn cũng sẽ không lại nhận, tìm về đi cũng là chữ chết, những chuyện này, hắn theo tưởng thiệu đi tiểu phỉ thời điểm, nhưng nghe nhìn không ít, các ngươi kỹ viện bên trong là không phải đến một cái la hét mình là tri phủ thiên kim nữ nhân, chúng ta cùng nhau đi tới, ngươi có thể thấy được qua có người tìm nàng. Có thể thấy được qua có tìm người bố cáo, nhưng có quan sai đi kỹ viện bên trong điều tra, tôn phù nghe được trong lòng qua lạnh qua lạnh. Nàng ôm lấy Tôn Đại Bổng chân, khóc cầu, Tôn gia thiếp sai, ngài nhất định phải thay thiếp giữ bí mật, đánh hôm nay lên, thiếp chính là Tôn gia chó. Tôn Đại Bổng lúc này mới đưa nàng kéo lên, ông vào trong ngực hôn một cái, lúc này mới ngoan mà. Chúng ta hôm nay tại trong huyện ở một đêm, ngày mai lão tử liền mang ngươi về thôn biểu diễn, đến lúc đó ngươi liền nói từ Bình Thành tới tìm ngươi tỷ tỷ, bị ta hộ tống theo trở về. Đúng, ngươi gọi tên gì? Tại Tôn Đại Bổng đề ra nghi vấn dưới, Tôn Phù tránh nặng tìm nhẹ nói một chút nhà bọn hắn sự tình, nàng không dám cùng Tôn Đại Bổng nói Tôn Vân cùng bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, sợ Tôn Đại Bổng lại đem nàng cho bán, lại nàng còn muốn lấy mượn Tôn Đại Bổng thân phận, bức Tôn Vân cùng Tưởng Thiệu nhận hạ nàng, dù sao Tôn Đại Bổng là Tưởng Thiệu huynh đệ sinh tử, nếu như nàng trở thành Tôn Đại Bổng nàng dâu, như vậy Tôn Vân cùng Tưởng Thiệu liền không thể không nhận nàng mỗi người đều có mục đích riêng hai người sáng sớm hôm sau liền về thôn. Vào thôn tử tôn đại bổng liền đem tôn phù thân phận tuyên dương ra ngoài, đối người trong thôn nói, đây là tôn vân nhị muội từ Bình Thành đến tìm tôn vân, nửa đường gặp được sơn phỉ, bị hắn cho kịp thời cứu. Nghe xong tôn phù là tôn vân nhị muội các thôn dân liền mười phần nhiệt tình cùng tôn phù chào hỏi. Tôn phù nghe tôn đại bổng nói qua tôn phù cùng tưởng thiệu không trong thôn, thế là cũng không chột dạ, bày lên nhị tiểu thư khoản tiền chắc chắn, tôn đại bỗng mang theo tôn phù về nhà, đã thấy trong nhà phủ lên trắng, trong lòng của hắn một cái lộc bột, chạy vội trở về, liền gặp lão nương từ viện nhi bên trong ra tới, ngao một cuốn họng, con trai cả A, à, vợ ngươi chết rồi, bị lão tiền nhà người bức tử, chương 300, mặt đỏ mặt trắng, chết rồi. Tôn Đại bỗng trong lòng một trận cuồng hỉ, Tôn Phù cũng thế, nàng. Nàng đây là lúc tới vận chuyển rồi sao? Tôn Vân tưởng thiệu không ở trong nhà, Tôn Đại Bổng nàng dâu lại là chết rồi. Nàng có hay không có thể thừa cơ tại nhiệt hiếu lý giả cho Tôn Đại Bổng, chỉ cần nàng thành Tôn Đại Bổng thê tử, Tôn Vân cặp vợ chồng còn có thế không tiếp nhận nàng, liền không sợ Tôn Đại Bổng cái này huynh đệ sinh tử ly tâm, chết được tốt, chết được diệu, chết được tuyệt, Tôn Đại Bổng che giấu thật tốt, Tôn Phù một cái không có khống chế lại, cười ra tiếng nhi đến, nhưng nàng lập tức liền kịp phản ứng, cầm khăn che lấy mặt mình đổi cười vì khóc cái này ai vậy bị nàng như thế quấy rầy một cái tôn đại nương ngược lại là có chút diễn không đi xuống tôn đại bỗng một mặt thống khổ hắn nói thiên hộ phu nhân nhị muội thân tôn đại nương nghe vậy con ngươi đảo một vòng trong lòng cuồng hỉ nhi tử năng lực a à, nếu là đem nàng này cưới kia không hãy cùng thiên hộ thành anh em đồng hao kia phải thừa dịp áo đại tan thành thân cũng không dám các loại không phải con vịt đã đun sôi bay, vậy liền thiệt thòi lớn. Tôn nhị tiểu thư mau vào nói chuyện, ôi ngươi xem một chút, trong nhà đang làm việc tang lễ, thật sự là ủy khuất tôn nhị tiểu thư. Tôn phù bận biệu cùng tôn đại nương hành lễ, nàng cầm khăn lau lau khóe mắt, bá mẫu tốt, tiểu nữ tử không ủy khuất, nhờ có tôn đại ca cứu giúp, không phải tiểu nữ tử ác gặp sơn phỉ cướp bắt. Tôn đại nương trong lòng tự nhủ con ta nguyên lai đối nàng có ân cứu mạng A, à? phải, chuyện này xong rồi trong lòng trong bụng nở hoa nàng sẽ không che giấu mặt bên trên cũng mang ra ngoài cùng đi theo vây xem các thôn dân nhao nhao xem thường lão bà tử này con dâu vừa mới chết mới dùng y phục hạ tán liền mặt mày hớn hở thật không phải thứ gì tôn đại nương có chỗ tốt chính là vì mình vì nàng thật lớn nàng cái gì đều có thể thông suốt được ra ngoài dưới mắt vừa vặn có không ít người đến vây xem cơ hội tốt như vậy nàng làm sao có thể bỏ lỡ thế là một phát bắt được tôn phù thủ đoạn, cô nương tốt, kịch nam bên trong đều hát, ân cứu mạng làm lấy thân báo đáp, nhi tử ta cứu ngươi, ngươi phải gả cho hắn, làm không tốt cũng là bởi vì nhi tử ta cứu ngươi, mới xông con dâu ta, để cho con của ta nàng dâu mất mạng, ngươi phải gả cho hắn, thừa dịp áo đại tan gả, ta cái này con trai cả thế nhưng là đi theo thiên hộ đại nhân bán mạng, đợi không được. Các thôn dân một mảnh xôn xao, cái này tôn đại nương không làm người a à. có người lòng đầy căm phẫn giúp tôn phù nói chuyện nhị tiểu thư ngươi chớ có nghe lão bà tử này nói càng nói bậy ngươi đừng gả chờ lấy thiên hộ phu nhân trở về cho ngài làm chủ đúng đấy vì sao kêu ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp lớn không được để tôn đại phu cho bọn hắn mấy cái tạ ngân nhị tiểu thư ngài cũng đừng phạm hồ đồ chờ tôn đại phu trở về tất nhiên có thể giúp ngươi tìm tốt nhà chồng công phù chột dạ a à nàng cùng tôn vân quan hệ lại không tốt tôn vân là cái đen tim gan nàng nếu là trèo không lên tôn đại bổng tôn vân khẳng định không có khả năng quan tâm nàng tôn đại bổng tại chỗ quát lớn tôn đại nương mẹ ngài chớ nói lung tung mẹ hài nhi mới đi ta thế nào khả năng một lần nữa kết hôn mẹ hài nhi đến cùng thế nào không có ngài nói rõ ràng đám người gặp hắn như vậy đều nói thầm lão tôn này nhà cũng may có cái người biết chuyện nhi chẳng qua người ta tôn đại bổng tại thiên hộ trước mặt được sủng ái, khẳng định không thể nào là hồ đồ. Tôn đại nương không nhịn được nói, chuyện này để nói sau. Lão bà tử hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, ngươi không cưới, nàng không gả, lão bà tử liền đập đầu chết, vừa vặn trong nhà treo trắng, ngươi cũng tiết kiệm lại giày vò. Mẹ, nương ngài cũng không thể nghĩ quẩn a. À. Tôn nhị bỗng nghe vậy liền lao ra ôm lấy tôn đại nương eo. Tôn tam bỗng thấy thế liền chạy ra khỏi đến cầu tôn đại bổng, đại ca, đại ca ngươi liền đáp ứng nương đi, nương cũng là vì tốt cho ngươi. Đại ca a, à, nương nói cũng không phải không có đạo lý, nhiệt hiếu lý không thành thân, ngươi phải chờ tới lúc nào? Ngươi đi theo thiên hộ đại nhân dẫn theo đầu kiếm tiền đồ, nương trong nhà nơm nớp lo sợ. Tôn đại bổng trên mặt hiện ra vẻ ấy nấy, nhưng hắn vẫn là nói không thể, ta không thể hại nhị tiểu thư cũng không thể xin lỗi mẹ hài nhi. Nơi xa, hoắc bắt ngôn áp lấy lữ thị, trốn ở rơm rạ chồng phía sau hướng bên này nhi nhìn, lữ thị thấy cảnh này, lệ nóng doanh trồng. Nàng lẩm bẩm nói, ta biết tướng công trong lòng có ta, tướng công trong lòng có ta, nguồn hố truyện hô truyền com, hoắc bắt ngôn vô tình chọc thủng nàng ảo tưởng, bọn hắn đang diễn trò, ngươi nhìn đoán không ra a à. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, sở dĩ như vậy, là muốn đem tôn đại bổng cho hái ra ngoài. Ác độc thanh danh lão chủ chứa lưng, tôn đại bổng là bị ép áo đại tan cưới vợ. Không tin ngươi chờ xem, nhiều nhất đợi thêm một hai cái hiệp, tôn đại bổng liền phải đáp ứng cưới vợ. Lữ thị không tin, không có khả năng, tướng công sẽ không. Đúng, tướng công chắc chắn sẽ không. Nàng tự lẩm bẩm, cũng không biết là muốn thuyết phục hoắc bắt ngôn, vẫn là thuyết phục chính nàng. Tôn gia cổng, tôn đại bổng cự tuyệt về sau, Tôn Đại Nương liền bắt đầu muốn chết muốn sống làm. Tôn Tam bổng cho Tôn Đại bổng quỳ xuống dập đầu, để hắn chớ ép Nương, liền thuận Nương ý đi. Tôn Đại bổng nhắm mắt lại thật sâu hô hấp, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ cùng bất đắc dĩ dãy dụa. Tôn Phụ lúc này đi kéo Tôn Đại bổng tay áo, hai mắt trưng trưng nói, Tôn Đại ca, Ngài cứu ta thời điểm, đã ôm qua thân thể của ta, còn cổng qua ta một đường, ta nguyên nghĩ đến, đến xem tỷ tỷ liền đi tìm Amni cô xuất gia dù sao giống ta dạng này bị nam nhân sờ qua ôm qua nữ nhân, là không có cách nào khác tái giá. Nói đến đây, nước mắt của nàng liền từ trong hốc mắt trượt xuống ra tới, điềm đạm đáng yêu cực kỳ, vây xem thôn dân lập tức sẽ đồng tình lên nàng tới. Sau đó, liền có người bắt đầu nói thầm, tôn đại bổng hoàn toàn chính xác nên cưới người ta nhị tiểu thư, nhiệt hiếu lý thành thân cũng là phải, tôn đại ca, kỳ thật, kỳ thật ta không muốn ra nhà, thật không muốn ra nhà nhưng tôn đại ca không quan tâm ta ta chỉ có thể có mấy cái thôn dân nhịn không được mở miệng khuyên tôn đại bổng tôn đại bổng ngươi nhanh lên đầu đi đều sờ con gái người ta không cưới cũng không được a à. đúng đấy ngươi áo đại tan cưới người vợ ngươi sẽ không trách ngươi nàng thế nhưng là tôn đại phu muội muội ngươi cũng không thể lãnh đạm người ta tranh thủ thời gian gật đầu tôn đại bổng lúc này mới thở dài một tiếng tốt a à, chỉ có điều thành thân có thể không thể viên phòng, ta phải vì hài tử nương giữ đạo hiếu ba tháng, trốn ở rơm rạ chồng phía sau lữ thị mặc dù thất vọng, nhưng tôn đại bổng câu này vẫn là để nàng sinh lòng an ủi, nàng nói khẽ, tướng công cũng là bất đắc dĩ, trong lòng của hắn là có ta, hoắc bắt ngôn cười lạnh nói, cốt gọi ngươi biết được, nữ nhân này gọi tôn phù, đến tìm thân bị đuổi đi ra về sau, bị nàng thân ca ca bán vào kỹ viện. Nàng căn bản cũng không phải là tôn đại bổng trên đường cứu, nàng là tôn đại bổng tại kỷ viện bên trong mua về, bởi vì tôn đại bổng không biết ta thẩm thẩm cùng với các nàng quan hệ ác liệt, coi là cưới tôn phù, liền có thể cùng ta tưởng thúc làm anh em đồng hao, về sau liền có thể lên như diều gặp gió, ngươi đoán, hắn trước khi đi, có thể hay không cùng lão chủ chứa thương lượng qua làm sao làm chết ngươi, đúng, tôn đại bổng rất sớm đã đi kỷ viện bên trong đi tìm tôn phù, lại hắn vừa đi, tất nhiên là tìm tôn phù. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đằng trước kia về bọn hắn đi theo ta tưởng thúc ra ngoài kiếm tiền có phải là trở về phải so người khác muộn mấy ngày